Hồi 61, Triệu Vân chặn sông rằng A Đầu, Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man, bảng thống, Pháp chính hai người khuyên mãi Huyền Đức giết Lưu Trương ở ngay trong tiệc thì chỉ vẫy tay là lấy ngay được Tây Xuyên, Huyền Đức nhất định không nghe. Hôm sau, hai người lại cùng nhau ăn tiệc trong thành, chuyện trò đàm thắng. Tiệc đến nửa chừng, bảng thống bản với Pháp chính rằng việc đã đến thế này, không thể để cho chúa công định đoạt được, ta phải làm mới xong. Bèn sai ngụy Diên lên thềm múa gươm thừa cơ giết Lưu Trương. Diên vâng lệnh, rút gươm bước lên thềm nói rằng trong tiệc không có gì làm vui, tôi xin múa gươm để góp vui. Bàng thống lại gọi võ sĩ đứng cả dưới thềm để giúp sức cho Ngụy Diên. Các tướng của Lưu Trương thấy Ngụy Diên múa gươm và các võ sĩ mắt cứ nhìn chồng chọc lên nhà trên. Tổng sự là Trương Nhiệm cũng rút gươm ra nói rằng múa gươm phải có hai người đối nhau mới vui. Tôi xin cùng múa với Ngụy tướng quân. Ngụy Diên đưa mắt cho Lưu Phong. Phong cũng rút gươm kéo ùa ra, nói, chúng tôi xin múa cả một lượt để góp phần vui. Huyền Đức thất kinh vội vàng giật thanh gươm của một tên lính hầu, đứng lên nói, anh em ta hội họp uống rượu, không có gì ngờ vực nhau cả. Đây lại không phải là hội, hồng môn, can gì mà phải muốn gươm. Nếu ai không bỏ gươm đi thì ta chém, Lưu Trương cũng mắng rằng, anh em ta họp với nhau, hà tất phải đeo gươm. Bèn bắt quân hầu bỏ cả gươm, chúng thấy vậy, ùa nhau kéo xuống hết. Huyền Đức lại gọi lên cho mỗi người cốc rượu, và nói rằng, anh em ta là máu ngủ trong họ với nhau, cùng bàn việc lớn, không bụng dạ nào, các ngươi chớ có ngờ vực. Các tướng lại tả, Lưu Trương cầm lấy tay Huyền Đức khóc và nói rằng, em không bao giờ quên ơn anh được, hai người uống rượu vui vẻ mãi tới tận chiều mới tan tiệc. Huyền Đức về trải. Trách bảng thống rằng, sao các ông lại đẩy tôi tới chỗ mang tiếng bất nghĩa? Từ giày không được thế nữa nhé, thống than thở lui ra. Lưu Trương về đến trại, bọn Lưu Hội nói, Chúa Công có biết quang cảnh trong ngày hôm nay không? Bất nhược về ngay cho sớm, chớ ở đây nữa mà sinh vạ. Lưu Trương nói, anh ta là Lưu Huyền Đức, chứ có phải như người khác đâu. Các tướng nói, Huyền Đức tuy không bụng dạ nào, nhưng bọn thủ hạ của y, ai cũng muốn nuốt ngay Tây Thục để cầu lấy phu quý. Trương nói, các người không nên chia rẽ anh em ta, và nhất định không nghe, cứ ngày ngày cùng với Huyền Đức uống rượu, trò chuyện vui vẻ chợt có tin báo trương lỗ sắp sửa binh mã xâm phạm vào cửa hà manh trương mời huyền đức ra chống cử huyền đức vui vẻ vâng lời ngay hôm ấy dẫn quân bản bộ ra ải hà manh các tướng khuyên lưu trương nên sai đại tướng giữ vững các cửa ải đề phòng huyền đức có gây biến gì không trương trước còn không nghe sau so vì mọi người nói mãi mới sai đô đốc ở bạch thủy là cao bái dương hoài giữ vững cửa ải bồi thủy còn mình thì trở về thành đô huyền đức đến Hà Manh, quân lệnh nghiêm minh, làm những điều ân huệ với dân để thu phục lòng người. Có người báo tin ấy sang Đông Ngô, tồn quyền cả văn vũ lại bàn bạc, cố ôm nói lưu bị đem quân viễn trinh sông vào nơi núi non hiểm trở, chưa dễ đã về được. Chúa công sao không sai một đạo quận chặn lấp cửa vào xuyên, cắt đứt đường y về, rồi đem hết cả quân đông ngô đánh lấy lại kinh tương có được không? Đó là một cơ hội rất hay, không nên bỏ lỡ quyền nói, mẹo ấy phải lắm, đang bàn bạc, bỗng một người ở sau bình phong bước ra, thét mắng, đứa nào bày ra kế ấy thế, nên chém đi, định hại con bà hay sao, chúng giật mình trông xem ai, thì là ngô quốc thái. Quốc thái giận lắm, nói, cả đời chỉ được mụn con gái, gả cho liêu bị. Này bọn người động binh thì tính mạng con ta sẽ ra thế nào? Nhân thể, lại mắng cả tôn quyền, mày thừa kế nghiệp của cha anh, thống lĩnh 81 châu quận còn chưa vừa ý, lại muốn vì một chút lợi nhỏ mà bỏ tình anh em hay sao? Tôn quyền vâng dạ liên thanh rồi đáp rằng mẹ đã dạy thế, còn đâu dám cãi lời, liền quát các quan lui ra hết. Tôn quyền đứng dưới hiên ngẫm nghĩ cơ hội này mà bỏ lỡ, thì kinh tương bao giờ mới lấy lại được. Còn đang phân vân thì Trương Chiêu vào nói, Chúa Công lo nghĩ việc gì thế? Tôn Quyền nói, chính là việc bàn bạc lúc nãy. Chiêu nói, việc ấy rất dễ nên sai một tướng tâm phúc đem độ 500 quân, lẻn vào Kinh Châu, đưa một phong thư mật đưa cho quận chúa, nói dối quốc thái ở nhà mệt nặng, muốn trông thấy mặt con gái, mang quận chúa về ngay đông ngô. Huyền Đức chỉ có một con, bảo đem cả về nhân thể. Bấy giờ tất huyền Đức phải đem Kinh Châu đổi lấy A Đồng. Nếu không nghe, ta sẽ giấy binh thì chẳng còn ngại gì nữa. Quyền nói, kê ấy hay lắm, ta có một tướng tên là Chu Thiện, rất can đảm, từ thuở nhỏ theo với anh ta, trèo tường vượt cổng thực tài. Này sai đi việc này hẳn được, chiêu nói, xin đừng tiết lộ, bảo ý lên đường ngay thôi. Tôn quyền lập tức sai chu thiện dẫn 500 quân, ăn mặc giả làm lái buôn, chia làm năm thuyền, lại làm sẵn giấy thông hành giả, phòng khi có người hỏi đến, trong thuyền chứa giấu nhiều đồ khí giới. Chu thiên vâng lệnh, đi đường thủy sang Kinh Châu, đến nơi, thuyền ghé cạnh bờ, thiện lẻn vào thành sai lính canh cửa báo tin cho tôn phu nhân biết phu nhân gọi vào thiện trình thư lên phu nhân thấy nói quốc thái ốm nặng ứa nước mắt hỏi chu thiện lại bẩm quốc thái mệt nặng lắm ngày đêm chỉ mong mỏi phu nhân nếu phu nhân về chậm thì mẹ con khó được trông thấy mặt nhau quốc thái lại muốn xem mặt a đầu xin phu nhân đem về nhân thì phu nhân nói hoàng thúc mang quân đi đánh xa nay ta muốn về cần phải báo cho quân sư biết mới được Chu Thiện nói, nếu quân sư bảo cần phải báo tin cho Hoàng Thúc, đợi lệnh trả lời rồi mới xuống thuyền, thì làm thế nào? Phu nhân nói, nếu cứ tự tiện ra đi, chắc sẽ bị cản trở. Chu Thiện nói, ở ngoài sông đã chuẩn bị thuyền bè đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn việc mời phu nhân lên xe ra khỏi thành mà thôi. Phu nhân nghe tin mẹ bệnh nặng, ruột nóng bồn chồn liền ấm a à đầu 7 tuổi lên xe và 30 người đi theo. Người nào người nấy đeo gươm lên ngựa rời Kinh Châu ra bờ sông xuống cả thuyền. Người trong cung điện định đi báo thì phu nhân đã tới chấn xa đầu rồi. Chu Thiện sắp sửa bơi thuyền đi, bỗng thấy ở trên bờ có người gọi to, xin đừng chờ thuyền đi vội, thong thả cho tôi xuống tiễn phu nhân đã. Người gọi đó là Triệu Vân đi tuần về, được tin ấy giật nảy mình. Vội vàng đem bốn năm đầy tớ chạy như gió men bờ sông đuổi theo. Bấy giờ Chu Thiện cầm giáo dài, quát to lên rằng, ngươi là ai mà dám đến đây cản trở chúa mẫu, nói thế rồi sai quân sĩ nổ neo cả một lượt, đồ khí giới sắp bày ra la liệt trên thuyền. Gió thuận, nước xuôi, thuyền lướt vùn vụt giữa dòng sông. Vân cứ chạy theo dọc bờ sông, vừa chạy vừa gọi rằng, phù nhân muốn đi thì đi, tôi chỉ xin bẩm một câu mà thôi. Chu thiện làm lơ, thúc thuyền đi miết, Vân chạy theo được hơn 10 dặm, chợt thấy trong lạch sông có chiếc thuyền đánh cá buộc cạnh bờ. Vân liền bỏ ngựa, cầm giáo nhảy lên thuyền, chỉ có hai người chở, theo thuyền phu nhân mà đuổi. Chu thiện sai quân bắn ra, Vân lấy giáo gạt, tên rơi là tả xuống nước, còn cách nhau độ hơn một trường, quân ngô phóng giáo đâm loạn xả sang thuyền triệu Vân. Vân bỏ giáo, rút gươm thanh công chém bạt cả giáo, rồi nhảy vọt một cái sang ngay thuyền lớn. Quân ngô rụng rời hết vía, ngã lăn tùng cả xuống sông. Vân vào trong khoang thuyền, thấy phu nhân đang ngồi ôm a đầu phu nhân quát mắng rằng ngươi là ai mà dám vô lễ thế vân cài gươm vào vỏ vâng vâng dạ dạ nói chúa mẫu đi đâu sao không nói cho quân sư được biết phu nhân nói mẹ ta ốm nặng ta phải vội về nên không kịp báo đó vân nói chúa mẫu về thăm bệnh cớ sao lại mang cả tiểu chủ nhân đi phu nhân nói a đầu là con ta để lại ở kinh châu không có người coi sóc vân nói chúa mẫu nghĩ thế sai rồi chúa công chỉ vẻn vẹn có một giọt máu này tôi một mình xông pha trong đám quân trăm vạn ở trường bản mới cứu được này chúa mẫu lại mang cả đi thế là nghĩa lý gì phu nhân giận nói người chẳng qua là một tên võ sĩ dưới trướng cai quản thế nào được việc nhà ta vân nói phu nhân muốn đi thì đi nhưng phải để tiểu chủ nhân ở lại mới được phu nhân thét rằng người đang nửa đường vào thuyền ta định làm phản có phải không Vân nói, phu nhân mà không để tiểu chủ nhân ở lại thì dẫu chết tôi cũng không dám để cho phu nhân đi. Phu nhân quát sai thị tỳ xuống vào lôi xé triệu Vân. Vân đẩy đám thị tỳ, người nào người nấy ngã rúi cả xuống, rồi sấn vào tận bọc phu nhân rằng lấy A đầu ôm ra đứng đầu thuyền. Vân muốn ghé vào bờ, nhưng không có ai giúp, muốn hành hung lại sợ không hợp lý, tiến thoái lưỡng nan. Phu nhân quát thị tỳ xuống vào mà rằng A đầu ra vân một tay ôm chặt lấy a đầu một tay cầm lăm lăm thanh gươm không ai dám đến gần chu thiện ở phía sau ra sức giữ vững tay lái cho thuyền chạy thật mau gió thuận nước xuôi thuyền lướt vùn vụt như tên vân chỉ có một mình không thể ghé được thuyền vào bờ bỗng nhiên ở dưới hạ lưu có độ mươi chiếc thuyền gióng hàng bơi tới trống đánh vang lừng cờ bay phấp phới vân nghĩ bụng chuyến này mắc phải mẹo đông ngô rồi liền nhìn sang đầu thuyền thấy một tướng cầm ngọn mâu gọi to, tẩu tẩu, phải để cháu nhỏ lại đây. Nguyên Trương Phi đang đi tuần tiễu, nghe thấy tin đó, vội vàng đến cửa sông Du Giang vừa gặp thuyền đông ngô, liền chặn ngay lại. Phi rút gương, nhảy vọt sang thuyền, Chu Thiện cầm đao đón đánh, Phi chém ngay một nhát ngã gục, rồi xách đầu Chu Thiện ném vào chỗ phu nhân ngồi. Phu nhân giật mình nói, thúc thúc sao dám vô lễ thế, Trương Phi nói, tẩu tẩu không coi anh tôi là trọng dám tự tiện mang cháu về đó mới là vô lễ phu nhân nói mẹ ta bệnh nặng gần chết nếu đợi anh chú trả lời thì hỏng mất việc ta nhược bằng chú không cho ta về ta tình nguyện đâm đầu xuống sông mà chết cho dành trương phi bàn với triệu vân rằng nếu cố bức bách cho phu nhân phải phẫn trí thì chúng ta cũng không phải đạo hạ thần chi bằng đưa a đầu về là xong rồi nói với phu nhân rằng chị ơi anh tôi là hoàng thúc nhà hán cũng không nhục gì danh giá của chị chị nay về thăm bệnh mẹ nếu còn nhớ đến ân nghĩa anh tôi thì xin chị mau trở về nhé nói đoạn trương phi ôm lấy a đầu sang thuyền của mình cùng với tử long trở về còn nam chiếc thuyền của phu nhân thì mặc ý cho đi người sau có thơ khen tử long rằng năm xưa cứu chúa ở đương dương nay lại liều thân chặn đại giang thuyền ngô tướng sĩ bay hồn vía tử long anh dũng tiếng đồn vang, lại có thơ khen trương phi rằng, hổ giống bên cầu tiếng thét sinh, quân tào trăm vạn dụng rời kinh, buổi nay phò chúa trên sông cả, danh tiếng nghìn thu đề sử xanh, hai người mừng rỡ quay thuyền về, đi chưa được vài dặm thì gặp đội thuyền lớn của khổng minh đến tiếp ứng. Khổng minh thấy đã cướp được A đầu về, mừng lắm, bèn lên cả bộ, cưỡi ngựa đi về. Khổng minh viết thư gửi đến cửa ải Hà Manh, báo tin cho huyền đức biết tôn phu nhân về đến ngô thuật lại đầu đuôi việc triệu vân trương phi chặn đường giết mất chu thiện và cướp lại a đồng tôn quyền nổi giận nói em ta đã về đây rồi không thân gì với bên kia nữa thù giết chu thiện này phải báo mới xong liền hội cả văn vũ lại bàn việc cất quân đánh kinh châu chợt có người vào báo rằng tào tháo đem 40 vạn đại quân đến đánh báo thủ trận xích bích mới rồi tôn quyền nghe tin giật mình gác việc Kinh Châu lại và bàn kế chống nhau với Tào Tháo. Giữa khi đó lại được tin quan trường sử là Trương Hoành mất, có viết lại một phong thư, sai người đem trình tôn quyền. Quyền mở thư xem, trong thư viết sông núi ở Mạt Lăng, có khí đế vương, xin chúa công rời đô ra đó để gây dựng cơ nghiệp muôn đời. Quyền xem xong khóc lớn, nói với các quan rằng, Trương tử cương khuyên ta rời đô, ta nỡ nào chẳng nghe lời. Lập tức sai sửa sang đất kiến nghiệp, xây đắp thành thạch đồng lã mông nói quân tàu kéo đến nên đắp ụ ở cửa nhu tu để phòng giữ các tướng đều nói lên bờ đánh giặc rồi rút xuống thuyền cần gì phải đắp thành mông nói việc dùng binh có thể lợi thì đánh đâu được đấy nếu gặp địch hai bên giáp chiến thì nước cũng không kịp uống còn nói gì đến xuống thuyền quyền nói người không lo xa ắt vạ tới gần ý kiến của tử minh hay lắm đấy liền sai vài vạn quân đắp ụ nhu tu làm không kể ngày đêm xong đúng kỳ hạn. Nói về Tào Tháo ở hứa đô, mỗi ngày một hôm hách thêm. Quan trường sử là đồng chiêu thưa rằng từ xưa đến nay, chưa thấy bậc nhân thần nào công to bằng thừa tướng, dẫu đến chu công, lã vọng cũng theo chưa kịp. Trải gió gội mưa, hơn 30 năm trời quét sạch bao kẻ hung bạo, trừ hại cho nhân dân, đem lại được cơ đồ nhà Hán, sao lại chịu đứng trong hàng ngũ bầy tôi. Thừa tướng xứng đáng tiến chức lên làm ngụy công, phong thêm, lễ cửu tích để biểu dương công đức. Tuân Úc can rằng không nên, thừa tướng cất nghĩa binh là cốt để giúp nhà Hán. Nên giữ đạo trung trinh, giữ lòng khiêm nhượng mới phải. Quân tử yêu người phải khuyên lấy điều đức, làm thế không được. Tháo nghe xong tái mặt lại, đồng chiêu nói sao lại vì một người mà để mọi người thất vọng. Liền dâng biểu tôn Tào Tháo lên làm ngụy công phong thêm lễ cửu tích. Tuân Úc than rằng ta không ngờ ngày nay lại nhìn thấy việc thế này. Mùa đông tháng 10, năm kiến an thứ 17, Tháo cất quân sang đánh Đông Ngô, mang theo cả tuần Úc. Úc biết Tháo muốn giết mình, liền cáo bệnh nghỉ lại ở Thọ Xuân. Một hôm, Tháo sai người đem cho tuần Úc một hộp đồ ăn, trên hộp có chữ Tháo viết, phong lại tử tế. Úc mở hộp ra không thấy có gì cả. Úc biết ý, bèn uống thuốc độc tự tử, bấy giờ đã 50 tuổi. Người sau có thơ than rằng văn nhược tài hoa nức tiếng cao, tiếc thay lỡ bức cửa quyền hào suối vàng hổ mặt nhìn vua hán đỏ với lưu hầu đỏ được sao còn tuần úc là tuân hồn đưa thư báo tin buồn cho tào tháo tháo hối hận quá sai làm ma to lại đặt tên thụy là kính hầu lại nói đại quân của tào tháo keo đến ngu tu tháo sai tào hồng dẫn ba vạn quân thiết giáp đi trước do thám hồng đến bờ sông rồi trở về báo rằng mé bên kia sông cả một dạng dài chỉ thấy tinh kỳ nhan nhản nhưng không biết quân sĩ của họ đóng quân ở chỗ nào. Tháo ái náy, dẫn quân tiến đến thẳng cửa sông Nhu Tu, dàn thành thế trận, rồi dẫn hơn trăm thủ hạ lên sườn núi dòm sang bên kia, thấy chiến thuyền chia ra từng đội, hàng ngũ chỉnh tề, cờ thì chia làm năm sắc, khi giới sáng choang. Tôn quyền ngồi trên chiếc thuyền to ở giữa, che một đôi tán vóc xanh, hai bên văn võ đứng hồng. Tháo trỏ roi nói, đẻ con nên được như tôn trọng mưu chớ như con lưu cảnh thăng thì chỉ là đồ chó lợn mà thôi. Bỗng đầu, tiếng ầm ầm nổi dậy, thuyền ngô ảo ảo kéo cả lên, trong ụ đất có toán quân đổ ra đánh, quân tàu ù té chạy cả, không sao ngăn lại được. Chợt lại có hơn một trăm kỵ mã sân đến tận chân núi, một tướng cưỡi ngựa đi đầu, mắt biếc râu đỏ, chúng trông ra thì ra là tôn quyền. Quyền dẫn một đội quân đến đánh tào tháo, tháo thất kinh vội vàng quay ngựa về thì đại tướng đông ngô là hàn đương chu thái xông ra đuổi theo hứa chử ở sau lưng tào tháo múa đao ra địch hai tướng tháo chạy thoát chạy về đến trại chử đánh nhau với hai tướng vài ba mươi hiệp rồi cũng về nốt tháo về trại trọng thường cho hứa chử và trách các tướng rằng vừa gặp địch đã bỏ chạy trước làm mất cả nhuệ khí của ta từ giày còn như thế nữa thì ta chém cả đó canh hai đêm hôm ấy ngoài trại tiếng hò reo rầm trời. Tháo vội vàng lên ngựa, thì bốn mặt lửa cháy đùng đùng, quân ngô đã xông vào cướp trại lớn rồi. Hai bên đánh nhau mãi đến sáng, quân Tào phải lùi 50 dặm đóng trại. Tháo buồn bực, giờ quyền binh thư ra xem, trình dục vào bẩm rằng thừa tướng giỏi binh pháp, há không biết việc dùng binh cốt phải nhanh chóng hay sao. Thừa tướng chuyến này cất quân, dây dưa ngày tháng, để cho tôn quyền biết mà phòng bị trước, đắp được vụ ở cửa sông Nhu Tu. Ta khó lòng đánh được, chi bằng rút quân về hứa đô, sẽ tìm kế khác. Tháo không trả lời, dục lui ra, tháo mở mình xuống nằm nghỉ, chợt nghe tiếng tùy chiều réo ầm ầm như muôn ngàn con ngựa đua nhau phi chạy, trông ra xem, thấy dưới sông có vầng mặt trời đỏ trói, ánh sáng lóa cả mắt, ngừng đầu lên trên trời. Lại thấy có hai vầng mặt trời nữa đối chiếu nhau Bỗng nhiên, mặt trời dưới lòng sông bay vút lên rồi xa xuống núi trước chạy nổ ầm một tiếng như sét Tháo giật mình tỉnh dậy, té ra giấc chiêm bao. Lúc ấy đương buổi trưa, Tháo sai đóng ngựa, dẫn 50 kỵ mã kéo đến chỗ sườn núi có mặt trời xa trong giấc mơ xem ra làm sao. Tháo vừa đến đang mải ngắm nghĩa thì thấy một toán quân mã, tướng đi đầu đội mũ vàng, mặc áo giáp vàng, chính là Tôn Quyền. Quyền thấy Tháo đến, bình tĩnh dừng ngựa lại, dơ roi trò bảo Tào Tháo thừa tướng chấn giữ Trung Nguyên, phu quý tưởng đến thế là cùng cớ sao lòng tham không đáy, lại muốn xâm phạm giang nam tôi. Tháo đáp phận ngươi là tôi con, không biết tôn kính nhà vua, ta phụng mệnh thiên tử, đến đây hỏi tội ngươi đó. Quyền cười, nói, nói thế mà không biết ngượng mặt à, thiên hạ ai không biết ngươi mượn tiếng thiên tử để sai bảo chư hồng. Ta đây không phải là không biết tôn kính nhà Hán, thực là muốn đánh ngươi để giúp nhà Hán đó. Tháo giận lắm, quát các tướng lên núi bắt tôn quyền bỗng nhiên có tiếng chống nổi hai toán quân ở sau núi đổ ra bên hữu có hàn dương chu thái bên tả có trần võ phan trương bốn tướng dẫn ba ngàn quân cung nỏ bắn ra như mưa tháo vội vàng dẫn các tướng chạy về bốn tướng đuổi theo giết lắm may có hứa trừ dẫn một đội quân hộ vệ ra đánh trận cứu được tào tháo quân ngô thắng trận kéo về nhu tu tháo về đến trại tự nghĩ tôn quyền không phải là người tầm thường ứng vào mặt trời đỏ trong giấc mộng sau này ắt làm đến đế vương bởi thế có ý muốn rút quân về nhưng lại sợ đông ngô chê cười chưa định tiến thoái bề nào hai bên lại chọi nhau hơn một tháng đánh mấy trận khi được khi thua qua sang tháng riêng mưa xuân tầm tã ngòi lạch đầy nước quân sĩ ở trên đám bùn lầy vô cùng khổ sở tháo lo lắm hội các tướng lại bàn bạc người thì khuyên rút quân về kẻ thì nói rằng nên nhân lúc mùa xuân ấm áp cứ đánh đi. Tháo trong bụng phân vân, chợt có sứ giả đông ngô đưa thư đến. Tháo mở thư ra xem, đại ý viết tôi với thừa tướng cùng là bầy tôi nhà Hán, thừa tướng không biết báo ơn trước, chỉ ăn nhân dân, mà cứ động việc binh đao, tàn hại sinh linh, người nhân đức đâu có thế. Hiện nay mưa xuân đang thịnh, ông nên về mau đi. Nếu không sẽ có vạ xích bích nữa đó, ông nên nghĩ cho kỹ sau thư lại phê hai câu rằng, ông mà không chết, tôi cũng khó ngồi yên được. Tháo xem xong cười mà nói rằng, tôn trọng mưu không dối ta chăng, lập tức sai hậu thường cho sứ giả. Truyền lệnh rút quân về rồi sai quan thái thú Lư Giang là Chu Quang Trấn giữ hoãn thành, còn mình thu đại quân về hứa xương. Tôn quyền cũng thu quân về mặt lăng, bàn với các tướng rằng, Tào Tháo tuy đã về Bắc, nhưng Lưu bị còn ở Hà Manh. Sao không đem quân chống Tào lấy Kinh Châu nhân thể? Trương Chiêu dâng kế rằng, chưa nên động binh vội. Tôi có một mẹo này khiến Lưu Bị không trở về được Kinh Châu. Ấy là, Tào Tháo vừa rút về Bắc Địa, Tôn Quyền lại muốn đến Kinh Châu. Chưa biết Trương Chiêu hiến kế ra làm sao, xem đến hồi sau thì biết. Hồi 62, giữ bồi quan, dương, cao nộp mạng, đánh lạc thành, hoàng, ngụy tranh công. Trương Chiêu dâng kế nói rằng, chớ nên rộng binh vội, nếu ta cất quân đi, tất nhiên Tào Tháo lại đến chi bằng ta viết hai bức thư, một bức đưa cho Lưu Trương, nói Lưu bị kết với Đông Ngô để lấy Tây Xuyên, khiến Lưu Trương nghi sanh đánh Lưu bị. Một bức đưa cho Trương Lỗ, xui cất quân sang lấy Kinh Châu, buộc Lưu bị đầu đuôi không cứu được nhau. Rồi ta sẽ cất quân đến đánh, chắc là xong việc. Quyền nghe lời, lập tức viết thư cho hai nơi, lại nói, Huyền Đức ở Hà Manh đã lâu, nhân dân yêu mến. Một hôm tiếp được thư của Khổng Minh, biết tin tôn phu nhân đã về đông ngô sau lại nghe tào tháo dẫn quân đến nhu tu mới hỏi bằng thống rằng tào tháo đánh tôn quyền tháo thắng tất đến lấy kinh châu quyền thắng sẽ cùng đến lấy kinh châu ta nên nghĩ thế nào thống thưa chúa công không lo có khổng minh ở nhà đông ngô không dám động đến kinh châu nay chỉ nên đưa thư cho lưu trương nói thực ra rằng tào tháo đánh tôn quyền quyền sai người đến kinh châu cầu cứu ta với tôn quyền là hai nước như môi với răng, không thể cứu viện được. Còn trương lỗ ở đây chẳng qua là đám giặc chỉ biết giữ nhà đó thôi, quyết không dám xâm phạm đến nữa. Nay ta muốn quay về Kinh Châu hợp sức với tôn quyền đánh phá Tào Tháo, hiểm vì ít quân, thiếu lương. Mong rằng nghĩ đến tình nghĩa họ hàng, cấp ngay cho ba bốn vạn tinh binh và mười vạn hộp lương. Xin chớ để lỡ việc, khi nào được quân lương rồi lại sẽ liệu, huyền đức nghe lời. Viết thư sai người đưa đến thành đô tướng giữ ải bồi quan là dương hoài và cao bái nghe tin ấy liền để cao bái ở lại còn dương hoài đi theo sứ giả vào thành đô ra mắt lưu trương trình dâng thư tín trương xem xong hỏi dương hoài đến đây có việc gì hoài thưa chỉ vì thư nổi đó lưu bị tự khi vào xuyên làm điều nhân đức để thu lòng dân ý ấy rất là bất lương nay lại cầu xin quân mã tiền lương chớ có nên cho nếu giúp cho y thì không khác gì vác củi đi chữa cháy. Lưu Trương nói, ta với Huyền Đức có tình anh em, lẽ nào không giúp nhau? Một người bước ra nói, Lưu bị là bậc kiêu hùng, cho ở mãi đây, đã là nuôi hổ trong nhà. Này lại giúp thêm cho quân mã tiền lương, thì khác gì chắp thêm cánh cho hổ. Mọi người nhìn xem ai, thì Lưu Ba, tự tử Sơn Quê ở Linh Lăng. Lưu Trương nghe cha nói còn phân vân chưa quyết, Hoàng Quyền lại cố sức can mãi, Trương mới giúp cho bốn nghìn quân giả yếu và một vạn hộp lương, sai người đưa thư ra cho huyền Đức và sai Dương Hoài, cao bái giữ vững lấy cửa ải. Sứ giả đến Hà Manh, ra mắt huyền Đức và đệ trình bức thư. Huyền Đức giận lắm, nói ta chống giặc đỡ cho ngươi, tốn sức nhọc lòng, thế mà lại buồn xỉn, sao cho quân sĩ cố gắng lên được. Liền xé vụn bức thư, quát mắng ầm ĩ và đứng lên. Sứ giả phải trốn về thành đô. Bàng thống nói, chúa công vốn trọng nhân nghĩa, hôm nay xé thư nổi giận, tình nghĩa từ trước đến giờ thế là vứt đi hết. Huyền Đức hỏi, nên làm thế nào bây giờ? Bàng thống nói, tôi có ba mẹo này, xin chúa công hãy lựa chọn. Huyền Đức hỏi, ba mẹo ấy là gì? Thống nói, kén quân tinh binh, không kể ngày đêm, đánh úp lấy thành đô, đó là thượng sách. Quay binh về cửa ải bồi quan, giả tiếng về Kinh Châu, tướng giữ ải đó là Đương Hoài, Cao Bát, tất ra nghênh tiếp ta bắt giết luôn cướp lấy cửa ải rồi sẽ tiến binh vào thành đô đó là trung sách lui về thành bạch đế liền rút quân về kinh châu dần dần về sau lại liệu kế khác đó là hạ sách nếu còn do dự thì khốn đến nơi khó lòng cứu nước huyền đức nói thượng sách của quân sư cấp bách quá còn hạ sách thì lại chỉ hoãn quá chỉ có trung sách không gấp mà cũng không hoãn có thể theo được huyền đức bèn viết thư đưa cho lưu trương nói thác ra rằng tào tháo sai nhạc tiến đem quân đến trấn thanh nỗ các tướng không cự nổi mình phải về cứu không kịp họp mặt nên phải viết thư từ biệt thư gửi tới thành đô trương tùng nghe tin huyền đức muốn về kinh châu tưởng là sự thực mới viết thư định sai người đưa thư cho huyền đức chợt đâu có người anh ruột là trương túc đến chơi túc hiện đang làm thái thú quận quảng lăng tùng thấy anh đến vội vàng giấu thư vào trong tay áo rồi ngồi chơi trò chuyện. Túc thấy Tùng có vẻ lúng túng, trong bụng đâm nghi. Tùng mang rượu ra uống, trong khi mời mọc, không ngờ đánh rơi thư ấy xuống đất. Người nhà Túc bắt được. Khi tan tiệc, người nhà đưa thư cho Túc. Túc mở ra xem, trong thư đại ý viết trước đây tôi đã nói với Hoàng Túc, không hề sai nhầm chút nào, cớ sao lần nữa không làm. Cướp lấy tuy là bất đắc dĩ, nhưng giữ được là thuận lẽ phải, đáng quý ở chỗ đó nay việc lớn sắp thành rồi, sao lại bỏ trở về Kinh Châu? Tôi được tin ấy, tôi xin làm nội ứng, chớ nên để lỡ việc, túc giật mình, nói, em ta dám làm việc hại cả họ thế này, ta phải đầu thú mới được. Liền đem hôm ấy mang thư vào trình lưu trương, trương giận lắm, nói rằng, ta xưa nay có bạc đãi gì nó mà nó lại muốn phản ta. Rồi hạ lệnh cả nhà trương tùng, đem chém ở ngoài chợ. Người sau có thơ than rằng, thiên hạ thông minh được mấy người thương thay gây vạ mảnh thư rơi, nào hay minh chúa nên cơ nghiệp, nước biếc non xanh luống ngậm ngùi, liều trường giết xong trương tùng, hội cả văn võ lại bàn rằng liều bị muốn cướp cơ nghiệp của ta, nên làm thế nào bây giờ? Hoàng quyền thưa rằng việc ấy không nên để lâu, phải sai người đi truyền báo cho các quan ải, coi giữ cẩn mật, không được cho một người kinh châu nào vào cả. Trương nghe lời, ngày đêm hôm ấy truyền hịch đi khắp các nơi. Huyền Đức khi dẫn quân về Bồi Thành sai người vào báo cho tướng giữ ải bồi thủy là Dương Hoài, Cao Bái biết, để ra thành biệt nhau. Hai tướng nghe báo, liền cùng nhau bàn định rằng huyền đức chuyến này về đây, quả thực là số đáng chết. Hai chúng ta, mỗi người dắt một con dao gâm, giả vờ ra tiễn, rồi giết quách đi, trừ mối lo cho chủ ta. Dương Hoài nói, kế ấy hay lắm, hay lắm, hai người bàn định đâu đấy, dẫn hai trăm quân ra ải tiễn đưa, còn bao nhiêu ở nhà giữ ải huyền đức dẫn quân đến sông bồi thủy bàng thống ngồi trên ngựa nói với huyền đức rằng nếu dương hoài cao bái có ý vui mừng đến đón thì ta phải giữ gìn nhược bằng không đến thì tiến quân lấy phăng ngay cửa ải chớ để chậm trễ đang trò chuyện bỗng dưng một con gió lốc nổi lên làm đổ lá cờ suý huyền đức hỏi đó là điềm gì thống thưa đây là điềm báo trước dương hoài cao bái có ý muốn hành thích phải phòng bị cẩn thận mới được Huyền Đức liền mặc hai lần áo giáp và đeo thanh bảo kiếm hộ thân. Chợt có tin báo rằng Dương Cao hai tướng đến tiến hành. Huyền Đức sai đóng quân lại, bảng thống dặn Hoàng Trung, Ngụy Diên, bao nhiêu quân sĩ cửa quan đến đây, phải bắt cho hết, không được để tên nào chạy thoát. Hai tướng vâng lệnh trở ra, nói về Dương Hoài, cao bái mỗi người dắt một con dao găm trong mình, dẫn hai trăm quân, khiêng rượu dắt dê, đến thẳng trại quân Huyền Đức, thấy không có phòng bị gì, đã mừng thầm chắc là huyền đức mắc mẹo khi vào đến trong trướng thấy huyền đức đang ngồi với bảng thống hai tướng bẩm rằng chúng tôi nghe tin hoàng thúc sắp về kinh châu gọi là có một chút lễ mọn kinh tiễn hoàng thúc nói rồi rót rượu dâng lên huyền đức nói hai tướng giữ ải khó nhọc lắm nên uống trước đi hai người uống xong huyền đức nói ta có việc bí mật bàn với hai tướng quân người không có phận sự phải lui ra hết nói đoạn liền bảo bọn hai trăm người đi theo lui cả ra ngoài huyền đức quát lên rằng tả hữu đâu trói hai thằng giặc lại cho ta lưu phong quan bình ở sau trướng giả dạ một tiếng chạy ra hai tướng kia trực chống cử thì đã bị lưu phong quan bình trói lại rồi huyền đức thét lên rằng ta với chủ mi là anh em một họ với nhau sao các ngươi dám mưu mô chia rẽ thân tình anh em ta bảng thống sai tả hữu khám cho mình hai người quả nhiên mỗi người có dắt một con dao găm cực sắc. Thống quát sai đem chém, huyền đức còn phân vân, thống nói, hai thằng này, cố ý muốn hại chúa ta, phải giết đi mới được. Lập tức sai quân đao phủ chém chết ngay trước chướng, Hoàng Trung, ngụy Diên ở ngoài đã bắt gọn cả hai trăm quân đi theo, không sót một tên nào. Huyền Đức gọi vào, cho mỗi người uống một chén rượu cho khỏi sợ, rồi bảo rằng Dương Hoài, Cao Bái chia rẽ thân tình anh em ta, lại dắt dao xác địch đâm ta, nên phải giết đi. Các ngươi không có tội, không có việc gì mà sợ hãi. Chúng đều lại tả, bảng thống lại bảo rằng ta muốn dùng các ngươi dẫn đường cho quân ta vào lấy cửa ải, sẽ có trọng thương. Chúng giả xin vâng lời, đêm hôm ấy, huyền Đức sai 200 quân hàng đi trước, đại quân kéo theo sau. Tiền quân đến dưới ải gọi cửa nói là có việc cần kiếp. Quân trên cửa ải thấy quân nhà trở về, vội vàng ra mở cửa quân huyền đức kéo ùa cả vào, chẳng phải đánh chắc gì, lấy ngay được bồi thành. Quân thục xin hàng hết cả, huyền đức thưởng cho, rồi chia quân ra giữa các nơi. Hôm sau huyền đức khao quân, mở tiệc yến ở trên công đường. Huyền đức say rượu, bảo với bảng thống rằng tiệc hôm nay có vui vẻ không? Bảng thống nói đánh lấy nước của người ta mà cho là vui, thật không đáng là quân của bậc nhân giả. Huyền Đức nói, ngày xưa vua võ vương đánh trụ, đặt ra khúc nhạc để nêu công lao của mình. Đó không phải là quân của bậc nhân giả ư? Sao ngươi nói không hợp lẽ thế? Nên bước ngay đi. Bàng thống cười ầm lên rồi đứng dậy. Tả hữu vực Huyền Đức vào nghỉ nhà nhà trong. Đến nửa đêm, Huyền Đức mới tỉnh rượu. Tả Hữu thuật lại chuyện đuổi Bàng thống. Huyền Đức hối hận lắm. Đến sáng, Huyền Đức mặc áo đội mũ tử tế mời Bàng thống vào tạ rằng hôm qua tôi say rượu, lỡ lời nói quá xin đừng chấp làm gì. Bảng thống cười như không. Huyền Đức nói, lời nói hôm qua, lỗi về phần tôi chịu cả. Bảng thống nói, vua tôi cũng lỡ làng cả, căn cứ gì một mình chúa công. Huyền Đức cũng cười ầm lên, rồi lại vui vẻ như trước. Nói về Lưu Trương, nghe tin Huyền Đức giết mất hai tướng và cướp mất cửa ải bồi thủy. Thất kinh nói rằng, không ngờ bây giờ xảy ra việc thế này, liền hội các văn vũ bàn bạc. Hoàng Quyền nói rằng nên sai ngay đại tướng mang quân ra đóng ở Lạc Huyện, chặn giữ con đường ít hầu đó. Lưu bị dù có tinh binh mãnh tướng, cũng không tài gì qua được. Trường sai ngay Lưu Hội, Lãnh Bảo, Trương Nhiệm và Đặng Hiền, điều năm vạn quân, đi gấp ra giữ thành Lạc Huyện, để cự nhau với Lưu bị. Bốn tướng lĩnh mệnh, đem quân đi, Lưu Hội nói, tôi nghe ở núi Cẩm Linh có một dị nhân, đạo hiệu là từ hư thượng nhân, biết trước được số sinh, từ, quý tiện cho người ta. Chúng ta hành quân qua đường núi ấy, nên đến hỏi xem ra làm sao. Trương nhiệm nói, đại trưởng phu đã mang quân đi đánh giặc, can gì phải hỏi đến những người ở nơi sơn giã. Hội nói, không được, thánh nhân có dạy rằng, đạo bậc trí thành, có thể điều gì cũng biết trước. Chúng ta hỏi người cao minh, để theo điều hay, tránh điều dở thì có làm sao? Đoạn bốn tướng dẫn năm sáu tên kỵ mã, đến dưới núi, hỏi thăm đường người tiểu phu tiểu phu chỉ mãi lên đỉnh núi cao ngất thấy có một cái am bốn người vừa đến cửa am thì một tiểu đồng ra đón hỏi tên rồi dẫn vào tử hư thiệu nhân ngồi trên cỏ bồ bốn tướng chào lại, câu hỏi điều hay giờ về sau tử hư nói bần đảo chẳng qua là một người vô dụng ở xó rừng núi sâu này biết đâu chuyện hay giờ mà nói lưu hội cầu khẩn hai ba lần tử hư mới sai tiểu đồng đem giấy bút ra vội viết tám câu như sau này. Bên rồng bên phượng, bay về tây thục, phượng xa xuống đất, rồng lên thẳng đến trời. Một hay một giờ, số mệnh đã định liệu cơ mà xử, chớ để chết hoài. Lưu hội lại hỏi, còn số phận bọn chúng tôi thế nào? Tử hư nói, số trời đã định, không sao tránh được, hỏi chi cho lắm. Hội vừa muốn hỏi thêm thì tử hư đã nhắm nghiền đôi mắt, hình như ngủ, chẳng nói chẳng rằng. Bốn người xuống núi, hội nói, thần tiên đã dậy thế, phải tin mới được. Trương Nhiệm nói, đó là người điên, tin làm gì, liền lên ngựa đến Lạc huyện, sắp đặt quân sĩ, giữ vững các cửa ải. Lưu hội nói, Lạc Thành này là một bức tường che chở thành đô, nếu mất chỗ này thì thành đô cũng khó giữ được. Bốn chúng ta phải chia làm hai cánh, hai người ở nhà giữ thành, hai người phải ra mặt trước Lạc huyện, tìm chỗ nào rừng núi hiểm trở, lập lấy hai cây trại mà giữ, chớ để cho giặc đến gần thành. Lãnh bảo Đặng Hiền nói, chúng tôi xin ra ngoài lập trại, lưu hội mừng lắm, chia ra cho hai vạn quân, ra khỏi thành 60 dặm hạ trại. Lưu hội, trương nhiệm ở nhà giữ thành, lại nói, huyền đức từ khi lấy được cửa ải bồi thủy, bàn với bảng thống, tiến binh đến lấy lập thành. Chợt có tin báo rằng Lưu Trương sai lãnh bảo, Đặng Hiền dẫn hai vạn quân ra khỏi thành 60 dặm, hạ hai cái trại. Huyền Đức họp các tướng lại hỏi rằng có ai dám lập công đầu đánh lấy hai trại không? Lão tướng là Hoàng Trung giả xin đi. Huyền Đức nói, lão tướng dẫn quân bảo hộ đến Lạc Thành, nên lấy được hai trại, ta sẽ trọng thưởng cho. Hoàng Trung mừng rỡ lĩnh mệnh sắp đi, bỗng dưới chướng một người tiến lên nói, lão tướng quân tuổi già, đi làm sao được, để tiểu tướng xin đi thay cho. Huyền Đức trông ra thì ngụy diên. Hoàng Trung nói, ta đã phụng mệnh rồi, người lại dám tranh ta chăng? Ngụy Diện nói, tôi nghe lãnh bảo, Đặng Hiền là danh tướng nước thuộc sức vóc còn mạnh. Lão tướng gân sức đã kém đọ sức thế nào được họ. Để khỏi hỏng việc lớn bởi thế tôi xin đi đỡ tướng quân, đó là lòng tốt đấy thôi. Hoàng Trung cà giận, nói, người bảo ta già, có dám đọ tài võ nghệ với ta không? Ngụy Diên nói, xin thi ngay tại trước mặt chúa công, hễ ai được thì đi nhé. Hoàng Trung bước rào ngay xuống dưới thềm, gọi lính, đem đao lại đây, mong, huyền đức vội ngăn lại, nói, không được. Phen này ta dẫn quân vào lấy Tây Xuyên, toàn là nhờ vào sức của hai người. Này hai hồ trọi nhau, tất có một con bị thương, chẳng lỡ mất việc của ta ư? Ta khuyên hai người đừng tranh nhau nữa. Bàng thống nói hai người không phải tranh nhau. Hiện nay lãnh bào, đặng hiền hạ hai cái trại, mỗi người đem quân đánh một trại, ai cướp được trước thì là công đồng. Hai người vâng mệnh dẫn quân đi. Hoàng Trung đánh trại lãnh bào, Ngụy Diên đánh trại đặng hiền bàng thống nói hai người này đi đường sợ lại tranh giành nhau chúa công nên dẫn quân đi làm hậu ứng cho họ huyền đức để bàng thống ở lại giữ bồi thành còn mình thì giữ lưu phong quan bình đi sau tiếp ứng đến nói hoàng trung về trải truyền lệnh cho quân canh tư đêm hôm ấy thổi cơm ăn canh năm nai nịt cho gọn ghẽ sáng rõ kéo quân đi mang theo mé tả hang núi mà tiến ngụy diên cho người do thám biết được thì giờ cất quân hoàng trung chuyển ngay cho quân mình canh hai thổi cơm ăn, canh ba cất quân đi, canh năm phải tới trại đặng hiền. Quân sĩ được lệnh, ăn uống thật no, rồi thì ngựa tháo nhạc, người ngậm tâm, cuốn cờ bò giáp, im lặng kéo quân đi. Khoảng canh ba, đi được độ nửa chừng, Diên ngồi trên ngựa lại nghĩ rằng nếu ta chỉ đánh một trại đặng hiền, thì sao tỏ rõ được tài của ta, chi bằng ta hãy đi đánh trại lãnh bào trước. Rồi dẫn quân thắng trận đến đánh trại Đặng Hiền thế thì công lao hai trại về tay mình cả. Rồi truyền ngay cho quân sĩ đi rẽ sang đường bên tả hang núi. Trời sáng rõ thì gần đến trại lãnh bào, riêng cho quân nghỉ ngơi một lúc, rồi sắp bày chiêm trống, cờ quạt, gươm giáo, khí giới. Quân canh đường báo tin về trại, lãnh bào đã kịp phòng bị đâu vào đấy cả. Một hiệu pháo nổi lên, ba quân lên ngựa đánh ùa ra. Ngụy Diên múa đao lại đánh nhau với lãnh bào, được độ 30 hiệp, quân xuyên chia làm hai đường đánh dồn lại. Quân Hán đi cả đêm, người ngựa mệt mỏi, không sao địch lại được, rút lui trốn chạy. Ngụy Diên thấy quân mình xôn xáo, cũng phải bỏ lãnh bào mà chạy. Quân xuyên đuổi rát, quân Hán thua trong, chạy được vài dặm, ở sau núi lại có một toán quân kép ra. Tướng đi đầu là Đặng Hiền gọi to lên rằng Ngụy Diên mau mau xuống ngựa đầu hàng. Ngụy Diên vội vàng tế ngựa chạy, không ngờ ngựa ngã gục hai chân trước, hất Diên xuống đất đặng hiền xốp ngựa lại đâm ngụy diên nhưng mũi giáo chưa kịp lao tới thì tiếng đặng hiền ngã nhào xuống ngựa lãnh bào ở mé sau thấy vậy vội vàng lại cứu thì có một tướng ở trên sườn núi té ngựa xuống quát trong lên rằng lão tướng hoàng trung đã đến đây nói đoạn múa đao chém lãnh bào bào không địch nổi quay ngựa chạy mất hoàng trung thừa thế đuổi đánh quân xuyên tan vỡ cánh quân hoàng trung cứu được ngụy diên giết được đặng hiền và đuổi mãi đến sát trước trại giặc lãnh bào quay lại đánh nhau với hoàng trung chưa đầy 10 hiệp phía sau quân mà ùn ùn kéo đến lãnh bào phải bỏ trại tà chạy về trại hiểu khi về đến trại thì thấy tinh kỳ khác cả bào giật mình dừng ngựa lại xem thấy có một đại tướng giáp vàng bào gấm chính là huyền đức bên tà có lưu phong bên Hữu có quan bình huyền đức quát trong lên rằng trại của mày ta đã cướp được rồi mày còn chạy đi đâu nữa Nguyên Huyền Đức dẫn quân đến tiếp ứng, thừa thế cướp ngay được trại Đặng Hiền. Lãnh bảo thấy mất cả hai trại, không biết chạy đi đâu, liền đi tắt con đường nhỏ trong núi, định trốn về Lạc Thành. Đi chưa được 10 dặm, bỗng đầu một toán phục binh ở trong đường hẻm đổ ra, cầu liêm dơ lên tua tùa, bắt sống ngay được lãnh bảo. Nguyên Ngụy Diên biết mình phạm tội, không biết ăn nói thế nào, liền thu thập hậu quân, sai quân thục dẫn đường, phục sẵn ở đó tình cờ lại gặp lãnh bào chạy qua mới trói lại dẫn về trại huyền đức huyền đức dựng một lá cờ xá tội phàm những quân thục xin hàng tịnh không cho giết một người nào ai giết nhầm thì phải đền mạng lại dụ bọn hàng binh rằng các ngươi là người xuyên đều có cha mẹ anh em cả ai muốn hàng thì ở lại làm quân lính ai không muốn ở lại thì cho về vì thế quân xuyên mừng rỡ gieo hò rầm rĩ hoàng trung hạ xong trại đến ra mắt huyền đức thuật lại chuyện ngụy diên giải lãnh bào vào nộp huyền đức nói ngụy diên tuy phạm tội nhưng được công thì cho chuộc tội ấy lại sai ngụy diên đến tạ ơn hoàng trung cứu sống mình mà dặn từ giày không được tranh nhau nữa diên cúi đầu nhận lỗi huyền đức thưởng cho hoàng trung rồi sai điệu lãnh bào vào cởi trói và cho uống rượu áp kinh rồi hỏi rằng Người có chịu hàng không lãnh bào nói tôi đã đội ơn tha chết cho còn gì mà trả hàng tôi với lưu hội trương nhiệm, kết bạn sống chết với nhau. Nếu Minh Công tha cho tôi về, tôi xin bảo hai người ấy cùng ra hàng, và dâng lạc thành nhân thể. Huyền Đức mừng lắm, ban cho cho mũ và ngựa cưỡi, sai về lạc thành. Ngụy Diên thưa rằng nếu Chúa Công tha cho người này về, hẳn quyết không đến nữa đâu. Huyền Đức nói ta lấy bụng tử tế đãi người, có đâu người lại phụ ta mà sợ. Lãnh bào được thoát, về đến Lạc Thành nói khoác với chúng rằng ta giết hơn 10 người, cướp được ngựa, chạy trốn về đây. Lưu hội thấy núng thế, sai người về thành đô cầu cứu. Lưu Trương nghe tin mất đặng hiền, giật mình, vội vã hội cả các quan lại bàn bạc. "Con trưởng là Lưu Tuần xin lĩnh quân ra giữ Lạc Thành." Trương nói, "Con đi thì nên sai ai theo giúp?" Một người bước ra nói, "Tôi xin đi, chúng trông ra xem ai." Té ra, người cậu là Ngô Ý, Trương nói, "Được cậu đi thì tốt quá. Vậy ai có thể làm phó tướng?" Ngô Ý tiến cử Ngô Lan, lôi đồng làm phó tướng dẫn hai vạn quân mã ra Lạc Thành. Lưu Tuấn, trương nhiệm tiếp đón, thuật lại đầu đuôi chuyện trước. Ngô Ý nói, quân giặc đến Giáp Thành rồi, khó lòng chống giữ nổi, các ngươi có mẹo gì không? Lãnh bảo nói, vùng này nằm sát con sông Bổ Giang, nước sông chảy xiết lắm. Trại Lưu bị đóng ở chân núi, địa thế rất thấp. Tôi xin lĩnh năm nghìn quân mang theo quốc sẻng ra khơi sông Bồi Giang, cho nước tràn vào trại thì quân lưu bị tất chết đuối cả ngô ý nghe theo kế ấy cho lãnh bảo ra khơi sông và sai ngô lan lôi đồng đi tiếp ứng lãnh bảo vâng lệnh về sửa soạn đồ dùng khơi sông huyền đức sai hoàng trung ngụy diên mỗi người giữ một trại mình thì về bối quan cùng với bảng thống bàn bạc chợt có tin báo tôn quyền bên giang đông liên kết với trương lỗ ở đông xuyên định tấn công vào cửa hà manh Huyền Đức thất kinh nói, nếu mất cửa hà manh thì ta nghẽn mất đường về, tiến lên cũng dở mà lui về cũng dở, làm thế nào bây giờ? Bảng thống nói với manh đạt rằng, ông là người trong thục, quen biết đường đất, phiền ông ra giữ cửa ải hà manh cho. Đạt nói, tôi xin tiến cử một người đi thì chắc chắn giữ được. Huyền Đức hỏi, người nào? Đạt nói, người này là bộ hạ của Lưu Biểu đã từng giữ chức Trung lang Tướng, quê ở Chi Giang thuộc Nam Quận, tên là Hoắc Tuấn, tự trọng mạc. Huyền Đức mừng lắm, liền sai hai người đi ngay, bảng thống lui ra nhà khách nghỉ ngơi, người coi cửa vào báo có khách lạ hỏi thăm, thống ra tiếp vào, thấy người ấy mình dài tám thước, mặt mũi khôi ngô, tóc cung cung xóa cả xuống cổ, quần áo mặc sộc sạch. Thống hỏi, tiên sinh tên họ là gì, người ấy làm thinh, bước thẳng lên nhà rồi ghé lưng nằm ngửa ở trên sọc. Bảng thống ngờ lắm, hỏi gặng hai ba lần, người ấy chỉ nói rằng, khoan, để thong thả sẽ kể việc lớn trong thiên hạ cho mà nghe. Thống lại càng ngờ lắm, sai tả hữu bưng cơm rượu ra mời. Người ấy chờ dậy ăn ngay, không hề khách sáo gì cả, ăn uống rất khỏe, ăn xong lại ngủ liền. Thống không biết ý tứ người ấy ra làm sao, sợ là kẻ gian liền mời Pháp chính đến xem. Chính vội vàng đến, thống ra tiếp, bảo chính rằng có một người như thế, như thế, Pháp chính nói có lẽ là bành vĩnh ngôn chăng. Pháp chính vừa vào đến thềm, thì người ấy choàng dậy, nói, hiếu trực lâu nay mạnh khỏe chứ, đó là, chỉ vì gặp được người quen cũ, sóng gió sông bồi giữ lại yên, chưa biết người ấy ra thế nào, xem đến hồi sau mới rõ. Hồi 63, Gia Cát Lượng đau lòng khóc bàng thống, trương dực đức vì nghĩa tha nghiêm nhan, Pháp chính vào gặp người ấy, hai người chào hỏi nhau rồi vỗ tay cười ầm cả lên. Bàng thống hỏi thì Pháp chính nói, ông này là người ở Quảng Hán, họ bành, tên dạng tự là vĩnh ngô cũng là một bậc hào kiệt ở nước thục bởi vì nói thẳng nên trai ý lưu trương bị trương bắt tội đem gọt đầu khóa cổ bắt tù đầy cho nên tóc ngắn Bàng thống thấy vậy có bụng kính trọng mới hỏi rằng ông đến đây có việc gì chăng dạng nói tôi đến đây cốt để cứu vài vạn mạng cho quân của các ông nhưng để đợi huyền đức đến đây tôi sẽ nói chuyện pháp chính vội vàng báo với huyền đức huyền đức đến hỏi sự việc làm sao thì dạng hỏi tướng quân có bao nhiêu quân mã đóng ở hai trại mé trước huyền đức nói thật rằng chỉ có hoàng trung ngụy diên ở đó dạng nói phép làm tướng há lại không biết địa lý hay sao trại mé trước đóng gần sông bồi giang nếu dập tháo nước sông cho tràn vào và đem quân thịt cả mặt sau mặt trước thì quân mình không còn thoát được một người huyền đức bấy giờ mới nghĩ ra dạng lại nói mấy hôm nay tôi xem thiên văn thấy sao cương ở phương tây mà sao Thái Bạch thì lâm vào địa phận xứ này tất có việc không hay, nên phải giữ gìn mới được. Huyền Đức dùng ngay bành dạng làm mạc tân, sai người mật báo cho Hoàng Trung, Ngụy Diên ngày đêm phải dụng tâm tuần phong, giữ gìn kẻo giặc khơi sông Hoàng Trung, Ngụy Diên bàn định nhau, luân phiên tuần phòng, động có giặc thì phải báo cho nhau biết. Nói về lãnh bảo thấy đếm hôm ấy mưa to gió lớn, liền dẫn 5.000 quân, men bờ sông kéo đi trực phá đê cho nước tràn vào bỗng nghe mé sau có tiếng reo hò rầm rĩ, biết có chuẩn bị, vội vàng rút quân về. thì ngụy diên đã kéo quân đến nơi, quân xuyên giày xéo lên nhau mà chạy. lãnh bào đang chạy gặp ngay ngụy diên, đánh nhau chưa được vài hợp, bị diên bắt sống. khi ngô lan lôi đồng đến tiếp ứng, lại bị toán quân hoàng trung đánh lui. ngụy diên giải lãnh bào đến bồi quan, huyền đức trách mắng rằng: ta xử với ngươi tử tế, tha cho về, sao ngươi lại dám phản ta? thứ này thì không sao tha được nữa, nói đoạn, sai đem lãnh bảo ra chém, rồi trọng thưởng cho ngụy Diên. Huyền Đức mở tiệc, thiết đãi bành dạng, chợt có tin báo mã lương tự Kinh Châu mang thư của khổng minh đến trình. Huyền Đức mời vào hỏi, mã lương nói, Kinh Châu bình yên, chúa công không phải lo lắng. Mã lương trình thư, Huyền Đức mở ra xem, trong thư viết lượng tôi tính số thai ất, năm nay là năm quý tỷ, sao cương đóng ở phương Tây lại xem thiên văn thì thấy sao thái bạch lâm vào địa phận lạc thành ứng vào số mệnh tướng suý giữ nhiều lành ít nên phải cẩn thận lắm mới được huyền đức xem xong thư cho mã lương về trước huyền đức nói ta sẽ về kinh châu để bàn việc ấy bảng thống nghĩ thầm rằng đây hẳn là khổng minh thấy ta lấy được tây xuyên lập nên công trạng cho nên cố ý đưa thư này để cản trở chăng bèn nói với huyền đức rằng tôi cũng đã xem thái ất biết rằng cương tính ở phương tây ứng về việc Chúa Công lấy được Tây Xuyên, chứ không phải điểm sống. Tôi cũng xem thiên văn thấy sao Thái Bạch Lâm vào địa phận Lạc Thành, thì đã chém lãnh bào là ứng vào điểm hung ấy rồi. Chúa Công không phải nghi hoặc gì nữa, nên tiến binh cho mau thôi. Huyền Đức thấy bảng thống dục dã hai ba lần, mới kéo quân đi. Hoàng Trung, Ngụy Diên ra tiếp vào trại. Bảng thống hỏi Pháp chính rằng từ đây vào Lạc Thành có mấy con đường, chính vẽ xuống đất làm địa đồ. Huyền Đức giờ bức đồ của Trương Tùng ra xem thấy không sai một ly. Pháp Chi nói, mé Bắc có một con đường lớn, đi thẳng vào cửa động Lạc Thành, mé Nam có một con đường nhỏ, đi thẳng vào cửa Tây. Hai con đường ấy, đều tiến binh được cả, bảng thống nói với Huyền Đức tôi sai Ngụy Diên làm tiên phong, tiến theo đường nhỏ mé Nam, chúa công sai Hoàng Trung làm tiên phong, tiến theo đường lớn dãy núi phía Bắc, cùng đến cả Lạc Thành. Huyền Đức nói: "Ta xưa nay quen nghề cung ngựa, hãy đi đường hẻm. Quân sư nên đi đường lớn mà vào cửa đông, để ta vào cửa tây cho." Bàng Thống nói: "Đường lớn tất có quân ngăn chặn, chúa công dẫn quân mà chống cự, để tôi đi đường nhỏ." Huyền Đức nói: "Quân sư chớ nên đi, đêm qua ta nằm mơ thấy một vị thần, cầm gậy sắt đánh vào cánh tay phải, tỉnh dậy vẫn còn thấy đau." "Đi chuyến này có lẽ không may," Bàng Thống nói, "Tráng sĩ làm trận" không chết thì bị thương, đó cũng là lẽ thường vậy, can gì tin mộng mà sinh lòng nghi hoặc. Huyền Đức nói, ta lại nghĩ về cả bức thư của khổng minh nữa quân sư nên trở về mà giữ lấy bồi quan, ý quân sư thế nào? Thống cười ầm lên, nói, chúa công bị khổng minh mê hoặc rồi đó, ông ta không muốn tôi một mình làm nổi công chẳng, cho nên nói ra thế để cho chúa công nghi hoặc. Bụng đã nghi thì sinh mộng, hung gì mà hung tôi đội ơn Chúa công gan óc lầy đất mới xứng được bụng tôi xin cứ đến sáng mai là đi không phải nói chi cho lắm ngày hôm ấy thống ra lệnh cho quân sĩ canh năm thổi cơm ăn sáng rõ thì khởi hành hoàng trung ngụy diên lĩnh binh đi trước huyền đức và bảng thống cũng sắp sửa đi bỗng nhiên con ngựa của bảng thống quăng mắt xa chân trước hất thống ngã lăn xuống đất huyền đức vội vàng ở trên mình ngựa nhảy xuống giữ lấy con ngựa ấy rồi hỏi rằng, quân sư làm sao lại cưỡi ngựa xấu thế này, ngựa này tôi cưỡi đã lâu, không thế này bao giờ. Huyền Đức nói, lầm đến trận mà ngựa quáng mắt, thường hay làm lỡ tính mạng người ta. Con ngựa trắng của tôi cưỡi, tính nó thuần lắm, quân sư cưỡi thì không còn ngại chút nào. Con ngựa xấu thì để tôi cưỡi cho, liền đổi ngựa cho bàng thống, thống tạ ơn nói, xin cảm tạ ơn sâu của chúa công, dẫu muôn chết cũng không đền đáp được nói xong cùng lên ngựa ra đi. Huyền Đức thấy bảng thống đi, trong bụng vẫn áy náy không yên. Nói về ngô ý, lưu hội trong lạc thành, nghe tin lãnh bảo chết, mới hội các tướng lại bàn bạc trương nhiệm nói. Ở mé đông nam núi, có một con đường nhỏ, rất là hiểm yếu, tôi xin dẫn một toán quân ra giữ đường ấy. Các ông thì giữ vững lấy lạc thành, chớ có sơ suất. Chợt có tin báo, quân Hán chia làm hai đường vào lấy thành trương nhiệm vội dẫn ba nghìn quân lẻn ra con đường nhỏ mai phục. Thấy quân ngụy Diên đi qua, nhiệm bảo cứ mặc cho đi, không được kinh động. Sau thấy quân bảng thống đến, quân sĩ của nhiệm trò và viên đại tướng cưỡi ngựa trắng, bảo đó là lưu bị. Nhiệm mừng lắm, truyền lệnh cho quân sĩ cứ việc làm như thế, như thế. Bảng thống dẫn quân từ từ tiến đi, ngẩng đầu nhìn thấy hai bên dặm núi liền sát với nhau, cây cối cuối hè um tùm rậm rạp thống trong bụng nghi hoặc dừng ngựa lại hỏi rằng đây là chỗ nào có tên quân thục mới hàng trỏ lên núi bẩm rằng ở đây gọi là gò lạc phượng thống giật mình nói hỏng hỏng ta hiệu là phượng sồ mà đây lại là gò lạc phượng dễ thường quan hệ đến tính mạng ta lập tức truyền lệnh quân sĩ vội vã rút lui bỗng nhiên một tiếng pháo hiệu nổi lên rồi tên ở trên núi bắn xuống như châu chấu bay cứ trâu cả vào người cưỡi ngựa trắng mà bắn. Thương hại thay cho bàng quân sư, cả người lẫn ngựa chết ở dưới sườn núi. Bấy giờ bàng thống mới có 36 tuổi, người sau có thơ than rằng sĩ nguyên này cũng bậc anh hào, người xấu nhưng mà chi khí cao, thao lược kém chi mưu quản, nhạc tài năng coi nhỏ sức tôn, tào, một phương đất hiếm công khai thác muôn dặm đường trường khổ lao, độc ác làm chi thiên cầu dáng, thôi thôi số phận biết làm sao. Khi trước ở vùng Đông Nam trẻ con hát rằng một phượng, một rồng cùng vào thục chung đi đến nửa đường, phượng ngã non đông, mưa mưa gió gió, đưa đón nhau cùng, hán nối lên, đường thục mới thông, đường thục thông, chỉ còn một rồng, lời hát ấy quả nhiên đúng, hôm ấy trương nhiệm bắn chết bảng thống, quân hán chen trúc chật đường cái, bị chết quá nửa. Tiền quân phi báo với ngụy Diên vội vàng muốn quay về, nhưng vì đường núi hẹp, đánh nhau không được, mà đường về lại trương nhiệm chen mất và dùng những cứng tên dài ở trên núi cao bắn xuống ngụy diên rất lo sợ có quân thục mới hàng bẩm rằng không bằng đánh đến lạc thành sang con đường lớn mà đi ngụy diên nghe lời liền đi trước mở đường đánh vào lạc thành bỗng thấy trước mặt bụi bay mù mịt một toán quân kéo đến trông ra thì là tướng giữ lạc thành ngô lan lôi đồng sau lưng lại có trương nhiệm đuổi theo hai mặt đánh ập lại vây chặt lấy ngụy diên Diên cố chết chống cự nhưng không sao ra được. Chợt thấy hậu quân của Ngô Lan, lôi đồng tự nhiên rối loạn. Hai tướng vội quay ngựa lại cứu, Diên thừa thế đánh thốc chạy ra, thì thấy có một người tế ngựa múa đao đi trước, gọi trong lên rằng, văn chàng, ta lại cứu cho ngươi đây. Diên trông ra thì là lão tướng Hoàng Trung, hai bên hợp sức lại, phá tan quân Ngô Lan, lôi đồng, kéo đánh thẳng đến Lạc Thành. Lưu hội ở trong thành kéo quân ra đánh may có huyền đức ở mé sau dẫn quân lại tiếp ứng hai tướng vừa đánh vừa chạy về huyền đức vừa đến trại thì quân của trương nhiệm lại tự con đường nhỏ đánh chặn lưu hội ngô lan lôi đồng cũng kéo ùa đến huyền đức không giữ nổi hai trại phải chạy về cửa bồi quan quân thục thừa thế đuổi giết huyền đức người ngựa mỏi mệt không còn tưởng đến đánh chắc gì nữa chỉ cốt chạy cho mau thôi gần đến bồi quan thì toán quân trương nhiệm đuổi kịp mày con lưu phong quan bình dẫn ba vạn quân sinh lực chặn lại đánh lui trương nhiệm và đuổi theo hơn hai mươi dặm cướp lại ngựa chiến rất nhiều huyền đức dẫn quân vào bồi quan hỏi thăm tin tức bảng thống có tên lính thoát chết ở gò lạc phượng về báo rằng quân sư bị tên bắn cả người lẫn ngựa chết ở dưới núi huyền đức nghe báo thương khóc sầu thảm rồi bày đồ cúng tế ngoảnh về phía tây làm lễ chiêu hồn các tướng ai nấy đều thông cảm khóc lóc, Hoàng Trung nói, quân sư bảng sĩ nguyên mất rồi, trương nhiệm tất nhiên dẫn quân đến đánh, làm thế nào bây giờ? Chúa Công phải cho người về Kinh Châu mời ra cát quân sư đến bản kế lấy Tây Xuyên mới được. Trong khi đang bàn thì trương nhiệm đã dẫn quân đến dưới ải khiêu chiến. Hoàng Trung, Ngụy Diên muốn đánh, Huyền Đức Gàn lại rằng, Nguyễn Khí vừa bị nhụt mất rồi, nên giữ vững để đợi quân sư đến. Hai tướng vâng lệnh, giữ gìn thành trì cẩn thận. Huyền Đức viết một phong thư, sai quan bình về Kinh Châu mời Khổng Minh. Từ đó Huyền Đức giữ vững không ra nữa, nói về Khổng Minh ở Kinh Châu, đương hôm mùng 7 tháng 7, là ngày Tết thất tịch, hội cả các quan ăn yến, bàn việc Huyền Đức lấy xuyên. Bỗng thấy ở mé chính Tây, có một ngôi sao trong bằng cây đấu xa xuống dưới đất ánh sáng lẻ ra tứ phía. Khổng Minh giật mình, quăng chén rượu xuống đất, ôm mặt khóc mà nói rằng, thảm thiết chưa, đau đớn chưa? các quan vội vàng hỏi duyên cớ làm sao khổng minh đáp rằng trước đây ta đã tính xô thai ất và xem thiên văn biết bảng quân sư sẽ gặp điều hung dữ nên đã đưa thư cho chúa công khuyên phải cẩn thận ai ngờ đêm nay lại thấy sao xa ở phương chính tây bảng quân sư hỏng mất rồi nói đoạn khóc hu hu lên rằng thôi thôi chúa công ta gãy mất một cánh tay rồi các quan ai cũng kinh hãi nhưng vẫn chưa tin lắm khổng minh nói chỉ vài hôm nữa khắc có tin đến nơi đêm hôm ấy tiệc rượu kém phần vui vẻ, qua vài hôm sau, Khổng Minh đang cùng với Vân Trường và các quan ngồi chơi. Chợt có tin báo quan bình đến, các quan ai nấy đều giật mình, quan bình vào trình tờ thư của huyền Đức, Khổng Minh mở ra xem, trong thư nói ngày mùng 7 tháng này, bàng quân bị trương nhiệm bắn chết ở dưới gò lạc phường. Khổng Minh xem thư xong, khóc rầm lên, các quan đều ứa nước mắt. Khổng Minh nói, này chúa công ở bồi quan đang giữa đôi đường tiến thoát lưỡng nan, tôi phải đi mới được. Vân Trường hỏi, Kinh Châu là chỗ quan trọng, quân sư đi thì ai giữ được? Việc này không phải nhỏ đâu. Khổng Minh nói, trong thư của Chúa Công tuy không nói rõ là giao cho ai, nhưng ta đã biết ý, rồi đưa thư huyền đức cho mọi người xem và nói. Trong thư Chúa Công muốn phí thác Kinh Châu cho tôi bảo tôi tùy theo tài mà dùng. Này sai quan bình mang thư đến đây là ý Chúa Công muốn giao việc hệ trọng này cho Vân Trường đó. Vân Trường nên nghĩ đến tình nghĩa vườn đào hết lòng coi giữ xứ này, trách nhiệm rất là quan trọng, nên phải cố mới được. Vân Trường chẳng chút từ chối, vui vẻ vâng lời ngay. Khổng Minh mở tiệc yến để giao ấn thủ, Vân Trường giờ hai tay ra lĩnh lấy. Khổng Minh tay cầm quả ấn và nói, ấn này can hệ ở cả trên mình tướng quân đấy. Vân Trường khẳng khái nói, đại trượng phu đã đảm nhận việc quan trọng, trừ ra khi nào chết rồi mới thôi. Khổng Minh thấy Vân Trường nói gở ra một tiếng, chết, trong bụng không bằng lòng, đã định không giao nhưng đã chót hứa rồi mới hỏi vân trường tào tháo kéo quân đến đây thì làm thế nào vân trường nói đem sức ra chống cự lại khổng minh hỏi nếu tào tháo tôn quyền cùng khởi binh đến đánh thì làm thế nào vân trường nói chia quân ra chống cự lại khổng minh nói nếu như thế thì kinh châu nguy mất ta có tám chữ này tướng quân nhớ cho kỹ thì mới giữ nổi được kinh châu vân trường hỏi tám chữ gì thì khổng minh nói bắc cự tào tháo Đông Hòa Tôn Quyền, Vân Trường nói, quân sư đã dạy làm vậy, tôi xin ghi lòng. Khổng Minh liền giao ấn thụ cho Vân Trường, sai quan văn là Mã Lương, Y Tịch, Mi Trúc và Tướng Võ là Mi Phương, Liêu Hóa, Quan Bình, Chu Thương ở lại giúp Vân Trường giữ kinh. Một mặt tự thống lĩnh quân mã vào xuyên, trước hết sai Trương Phi dẫn một toán quân làm tiên phong, đi đường thủy kéo đến. Còn mình dẫn một vạn tinh binh đi đường bộ sang Ba Châu, đến phía Tây Lạc Thành, một mặt sai Triệu Vân dẫn bọn giản ung, tưởng uyển đi sau. Hẹn với Trương Phi, cùng hội cả ở Lạc Thành, ai đến được trước thì là công đồng. Tưởng uyển tên tự là công nhiệm, người quận Linh Lăng, cũng vào bậc danh sĩ ở Kinh Châu, hiện đang làm thư ký. Khi ấy khổng minh dẫn một vạn rưỡi quân, khởi hành cùng ngày với Trương Phi. Phi sắp đi, khổng minh dặn lại rằng Tây Xuyên lắm hào kiệt, không nên coi thường đi đường phải dân bảo sĩ tốt, không được nhũng nhiễu đến dân sự mà làm mất lòng dân. Lại không được hung hăng, đánh đập sĩ tốt lắm, xin tướng sĩ mau mau đến hội ở Lạc Thành, chớ để lỡ việc. Trương Phi mừng rỡ vâng lệnh, lên ngựa kéo quân đi. Đi đến đâu, nội là chỗ nào chịu hàng, một ly cũng không xâm phạm đến, tiến theo đường Hán Xuyên, thẳng đến ba quận. Thái thú ba quận tên là Nghiêm Nhan thuộc vào bậc danh tướng nước Thục, tuổi tuy đã già nhưng sức lực còn khỏe dương cung cứng xử đai đao, có sức muôn người không địch nổi. Nghiêm nhàn giữ vững thành trì, không kéo cửa hàng, trương phi cách thành mười dặm, lập một cái trại rồi sai một tên lính vào thành bảo lão sất phu phải sớm đầu hàng, ta tha tội cho cả trăm họ trong thành này. Nếu không hàng thì ta đạp đổ cả thành lũy, giết sạch già trẻ. Nguyên khi trước nghiêm nhan nghe thấy tin pháp chính mời huyền đức vào xuyên, đã vỗ tay vào bụng mà than rằng thế mới gọi là ngồi một mình ở so núi rước hổ đến giữ đỡ cho mình. Về sau, lại nghe thấy tin huyền đức cướp mất ải bồi quan, tức giận vô cùng, lăm le chỉ muốn cất quân đến đánh, nhưng còn ngại đường này có quân khác kéo đến. Bấy giờ nghe tin quân Trương Phi sắp đến, liền dẫn năm sáu nghìn quân, phòng sẵn để ra nghênh địch. Có người hiên kế cho nghiêm nhan rằng Trương Phi ở trận tràng bản, quát một tiếng lùi được trăm vạn quân Tào, Tào Tháo nghe thấy tiếng là phải tránh, ta không nên khinh địch này chỉ nên thành cao hào sâu, giữ vững không ra. Quân bên kia hết lương, tự nhiên phải rút về, và lại trương phi tính nóng như lửa, hay đánh đập lính tráng. Nếu không được đánh nhau, tất phải giận, giận tất đánh lính. Ta nên đợi lúc nào lòng quân bên kia sinh biến, sẽ thừa cơ mà đánh, thì chắc bắt được trương phi. Nghiêm nhàn nghe kế ấy, truyền lệnh cho quân sĩ lên hết cả mặt thành giữ gìn. Chợt thấy tên lính gọi trong mờ cửa. Nghiêm nhàn bảo cho vào và hỏi. Hắn nói là quân của Trương Phi sai đến và thuật lại lời Trương Phi dặn. Nhàn nổi giận lên, mắng rằng, thẳng láo, sao dám vô lễ thế? Nghiêm tướng quân đây lại thèm hàng giặc à? Ta nguyện cái mồm mày về bảo Trương Phi thế cho ta. Nói đoạn, sai võ sĩ đem cắt cả tay mũi rồi đuổi cổ về. Tên linh ấy khóc lóc về kể chuyện lại với Trương Phi. Phi nổi giận, nghiến răng trợn mắt, mặc áo giáp lên ngựa, dẫn vài trăm kỵ mã đến thẳng thành ba quận khiêu chiến. Nghiêm nhàn giữ trên mặt thành không ra, sai quân sĩ chửi mắng sĩ nhục. Trương Phi tức quá, mấy phen xông đến sát cạnh cầu treo, trực qua hào để phá vào thành, nhưng bị tên bắn tán loạn lại phải quay về. Chờ cho mãi đến chiều tối, cũng không có một người nào ra. Phi can tức vô cùng, về trại, sáng sớm hôm sau, lại dẫn quân đến khiêu chiến nghiêm nhàn đứng trên tròi cao trong thành bắn một phát tên ra tin ngay vào trỏm mũ trương phi phi giận trỏ lên bảo rằng ta mà bắt được thằng già kia thì ta xé xác mày ra mà ăn thịt mới hả đến mãi chiều phi lại trở về không ngày thứ ba phi dẫn quân đi quanh thành hò hét chửi mắng đây vốn là một tòa thành núi xung quanh chi chít những núi cả phi cưỡi ngựa leo lên núi trông vào trong thành thấy quân sĩ ăn mặc gọn ghẽ chia thành đội ngũ phục ở trong thành. Dân phu thì đi đi lại lại, chuyển gánh gỗ đá, giúp cho quân để giữ thành. Phi thấy vậy, sai quân kỵ xuống cả ngựa, ngồi bừa xuống đất để giữ quân trong thành ra, nhưng cũng không thấy dục dịch gì. Mỏi mồm chửi mắng mất một ngày, rồi lại trở về xuông như trước. Trương Phi về trại, nghĩ mãi không biết làm thế nào giữ cho được bên kia ra, chợt tìm được một kế, liền truyền cho quân sĩ không được đi khiêu chiến nữa chỉ cho ba bốn mươi tên lính đến dưới thành mà chửi mắng cho đáo để. Còn mình thì xoay tay ngồi trực sẵn chỉ đợi bên kia ra là đánh. Quân để chửi trong ba hôm, bên kia vẫn nhất định không ra. Trương Phi trợn mắt lên lại nghĩ được một kế nữa, truyền cho quân tản ra bốn mặt kiếm củi cắt cỏ, tìm đường đi tắt, không đến gây sự đánh nhau nữa. Nghiêm nhàn ở trong thành, luôn mấy hôm không thấy Trương Phi động tĩnh gì trong bụng nghi hoặc. Sai vài mười tên lính, giả làm quân kiếm củi của trương phi đi ngắm ra thành lộn vào đám quân kiếm củi để nghe ngóng một hôm quân kiếm củi trở về trương phi đang ngồi trong trại giẫm chân xuống quát mắng nghiêm nhan rằng thằng già trêu tức ta bằng mày giết ta đây có mấy tên lính bước lên bẩm rằng tướng quân chưa nóng ruột mấy hôm nay đã tìm thấy một con đường nhỏ có thể đi vượt qua được ba quận phi cố ý thét to lên rằng đã có đường đi sao không bảo ta ngay Chúng bẩm vì đường ấy mới tìm thấy, chưa kịp bẩm. Trương Phi nói, có phải thế thì việc này không nên để trì hoãn. Canh hai đêm hôm nay thổi cơm ăn, sang canh ba nhân sáng trăng nhổ trại đi hết. Người ngậm tâm, ngựa ngậm tâm, ngựa cởi nhạc, cứ lần lần mà kéo đi. Ta đi trước mở đường, chúng bây cứ theo thứ tự mà tiến. Nói đoạn, truyền báo cho cả trại đều biết, quân do thám nghe được tin ấy, về ngay trong thành báo cho nghiêm nhan nhàn mừng rỡ nói rằng ta đã biết mà, thằng điều này có nhịn được đâu, mày đi lẻn con đường nhỏ, xem mày đi làm sao cho được. Khéo đổ vô mưu, chuyến này chắc là mắc phải tay ta, lập tức tuyền cho quân sĩ dự bị sẵn sàng đem ra đánh giặc. Canh hai đêm hôm ấy, nghiêm nhan dẫn quân ra thành, phục sẵn ở con đường hẻm trong rừng, đợi lúc nào Trương Phi đi qua thì nổi trống lên làm hiệu quân phục đổ ra đánh. Vào độ cuối canh ba, xa xa trông thấy trương phi cầm một ngọn mâu cưỡi ngựa đi trước từ từ dẫn quân kéo đi cách vài dặm thì những xe lương lục tục kéo theo sau nghiêm nhàn trông thực đích xác mới nổi hiệu trống quân phục bốn mặt đổ ra cướp giật xe lương bỗng đầu có một tiếng chiêng nổi lên rồi một toán quân ập ngay đến có tiếng gọi trong lên rằng giặc già kia đừng chạy ta đợi ở đây đã lâu nghiêm nhàn vội ngoảnh lại xem ai thì thấy một tướng đầu heo mắt tròn hàm én dâu hồ cầm mâu tế ngựa chạy đến chính là trương phi lại thấy chiêm khua rầm rĩ quân kéo đến cực nhiều nghiêm nhan rụng rời hết vía nhưng cũng phải gượng đánh nhau với trương phi đánh độ mười hiệp trương phi lừa dử cho nghiêm nhan sấn vào nhan thúc ngựa sốc tới chém một nhát phi tránh khỏi sấn ngay vào nắm được dây lưng nghiêm nhan lôi phát lại rồi quẳng xuống đất quân sĩ xô cả vào trói nghiến lại nguyên là Trương Phi dùng mẹo, biết chắc nghiêm nhan tất chặn đường cướp lương, mới cho một người giả làm mình cầm mâu đi trước, để cho nghiêm nhan trông thấy vững tâm, kỳ thực là Phi đi sau để trực bắt nghiêm nhan. Khi thấy hiệu chiêng khua vang, quân hán kéo ùa cả lại. Quân xuyên phải bỏ giáp, cầm ngược giáo xin hàng cả. Phi thừa thế đánh mãi đến dưới thành ba quận, thì hậu quân đã vào được thành rồi phi truyền cho quân không được giết hại hai trăm họ, và ít bảng để yên dân phi vào thành, ngồi trên công sảnh, quân đào phủ điệu nghiêm nhan đến, nhan không chịu quỳ, phi trợn mắt quát mắng rằng đại tướng đến đây, sao không hàng, mà lại dám cự lại. Nghiêm nhan coi như không, chẳng sợ hãi chút nào, mắng lại rằng chúng bay vô nghĩa, dám xâm phạm vào bờ cõi ta. Đây ta chỉ có tướng quân mất đầu, chớ không có tướng quân chịu hàng. Phi giận lắm, quát sai tả hữu lôi ra chém, nghiêm nhan lại quát trả rằng thằng giặc kia mày chặt đầu ta thì cứ việc chặt can gì phải giận dữ phi thấy nghiêm nhan tiếng nói hùng dũng sắc mặt tươi tỉnh như không liền đổi giận làm mừng xuống quát tả hữu lui ra cởi trói ngay cho nghiêm nhan sai đem áo đến mặc rồi đỡ lên ngồi trên gian giữa cúi đầu xuống mà nói rằng tôi vẫn biết lão tướng quân là bậc hào kiệt vừa rồi lỡ lời xúc phạm đến tướng quân xin tướng quân miễn chấp nghiêm nhan cảm ơn nghĩa ấy mới chịu hàng có thơ khen nghiêm nhan rằng phơ phơ đầu tóc bạc lừng lẫy danh tiếng vang khí nghĩa mây cao ngất lòng trung trăng sáng choang thà rằng chặt đầu chết sao chịu uốn gối hàng ba châu tướng giả ấy mới là tướng giỏi giang lại có thơ khen trương phi rằng bắt sống nghiêm nhan khỏe tuyệt trần lại hay nghĩa khí phục lòng dân đến nay đền miếu nơi ba thục hương hòa nghìn thu báo đức thần trương phi hỏi kế vào xuyên nghiêm nhan thưa rằng tôi là tướng thua trận được đội ơn giày không biết lấy gì mà báo lại được. Vậy xin ra sức khuyên mã để giúp tướng quân, không cần gì phải dùng đến cung tên, mà có thể đến tắt ngay thành đô được. Đó là chỉ bởi được lòng người lão tướng cho nên tiến thẳng đến thành đô, chưa biết dùng kế gì, xem hồi sau mới biết. Hồi 64, Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm Dương phụ nguyện quân phá mã siêu, lại nói, Trương Phi hỏi kế nghiêm nhan, nhan nói, từ đây đến Lạc Thành, bao nhiêu đồn ải quân lính đều thuộc lão phu này cai quản cả. Này cảm ơn tướng quân, không có gì báo đáp, lão phu xin làm tiền bổ, đi đến đâu, xin gọi hết cả gia hàng. Trương Phi mừng rỡ, cảm tạ, bởi thế nghiêm nhan đi trước, Trương Phi dẫn đại quân đi sau, đi đến đâu, nghiêm nhan gọi tướng giữ ải chỗ ấy ra hàng. Ai còn ngần ngại, thì nghiêm nhan bảo rằng ta còn chịu hàng nữa là ngươi, từ đó cứ theo nhau mà hàng thuận, không phải đánh nhau một trận nào lại nói, khổng minh báo tin ngày giờ cất quân đi cho Huyền Đức biết, để cùng hội ở Lạc Thành. Huyền Đức thương nghị với các tướng rằng, khổng minh, dược đức chia làm hai đường vào xuyên, ước với nhau hội cả ở Lạc Thành cùng vào thành đô. Đường thủy đường lục khởi hành cả từ hôm 20 tháng 7, bây giờ cũng đã sắp đến nơi. Chúng ta cũng nên tiến binh thì vừa, Hoàng Trung nói, trường nhiệm ngày nào cũng dẫn quân đến đây gọi đánh nhau, quân ta ở trong thành không ra, quân nó tất đã chán nản không phòng bị cẩn thận như trước nữa. Đêm nay ta nên chia quân ra cướp trại, còn hơn đánh nhau ban ngày. Huyền Đức nghe lời, sai Hoàng Trung đi phía tả, Ngụy Diên đi phía hữu, Huyền Đức đi giữa. Cành hai đêm hôm ấy quân mã ba đường nhất tề kéo đi đến trại trương nhiệm. Nhiệm quả nhiên không phòng bị gì, quân Hán đánh vào trại lớn, lửa đốt cháy lên ngùn ngụt, quân thục chạy tan hoang cả. Huyền Đức thúc quân đuổi đánh mãi đến Lạc Thành, quân trong thành ra tiếp ứng đón quân thục vào huyền đức trở về đường giữa đóng trại hôm sau huyền đức dẫn quân đến vây thành trường nhiệm đóng chặt không ra mãi đến hôm sau thứ tư huyền đức cầm quân đánh cửa tây sai hoàng trung ngụy diên đánh cửa đông còn để hai cửa nam bắc cho quân địch chạy nguyên cửa nam toàn là đường núi cửa bắc có con sông bồi thủy cho nên không bao vây được trường nhiệm trông thấy huyền đức cưỡi ngựa đi lại dốc thúc quân sĩ đánh cửa tây từ giờ thìn đến mãi giờ mùi sức lực đã mỏi mệt nhiệm mới sai mô lan lôi đồng dẫn quân lẻn ra cửa bắc đi vòng qua cửa đông địch hoàng trung ngụy diên còn mình thì dẫn quân lẻn ra cửa nam vòng cửa tây địch huyền đức bao nhiêu quân dân cho lên cả mặt thành đánh chống hò reo huyền đức thấy mặt trời đã xế tây cho hậu quân lui về trước quân sĩ vừa chạy về bỗng nghe tiếng hò reo rầm rĩ rồi quân mã ở trong cửa nam đổ ra trương nhiệm xông thẳng đến trung quân bắt huyền đức quân hán bối rối hoàng trung ngụy diên lại bị ngô lan lôi đồng chặn đánh hai bên không cứu được nhau huyền đức không địch nổi trương nhiệm tế ngựa chạy vào đường hẻm hang núi trương nhiệm ra sức đuổi theo dần dần đuổi kịp huyền đức lúc này chỉ có một người một ngựa ra roi chạy trốn bỗng đâu có một toán quân ở mé trước mặt sông đến huyền đức mất vía ngồi trên ngựa kêu lên rằng trước mặt có quân phục sau lưng có quân đuổi theo, thực là trời giết ta đây. Đang kêu thì có một tướng sồng sộc chạy đến, nhìn xem ai té ra là Trương Phi. Nguyên Trương Phi cùng với nghiêm nhan đang đi theo đường này đến Lạc Thành. Phi trông thấy nhan đang đi theo đường này đến Lạc Thành. Phi trông thấy mé trước bụi bay mù mịt, đoán là quân ta đương đánh nhau với quân xuyên, mới đi mau đến xem làm sao, vừa may gặp huyền đức đang bị trương nhiệm đuổi theo. Phi tế ngựa lại đánh hai tướng giao phong mới độ mười hiệp nghiêm nhan ở mé sau kéo đến nhiệm vội vàng quay ngựa về phi đuổi mãi đến dưới thành nhiệm chạy tót vào thành kéo cầu treo lên trương phi trở về nói với huyền đức rằng quân sư đi đường thủy đến đây bây giờ chưa thấy đến tôi cướp được công đầu rồi huyền đức hỏi đường núi hiểm trở như vậy thế nào chẳng có quân ngăn trở sao em lại đến được đây mau chóng thế Trương Phi nói, tôi đi đường qua 45 chỗ đồn ải, vì có lão tướng là nghiêm nhan, cho nên không ai ngăn trở, chẳng tốn một chút công sức nào. Lại đem chuyện tha nghiêm nhan thuật lại cho Huyền Đức nghe, và đưa nghiêm nhan vào ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức tạ rằng, nếu không có lão tướng quân, thì em tôi sao có đến được đây? Bèn cởi ngay áo giáp vàng đang mặc trong mình, thưởng cho nghiêm nhan. Nghiêm nhan lại tạ, vừa sắp mở tiệc yến uống rượu, chợt có tiểu mã về báo rằng hoàng trung ngụy diên đánh nhau với tướng xuyên là ngô lan lôi đồng ngô ý lưu hội ở trong thành lại dẫn quân ra đánh giúp hoàng ngụy hai tướng thua trận chạy cả về phía đông trương phi được tin xin với huyền đức chia quân ra cứu thế rồi huyền đức ở phía hữu trương phi ở phía tả kéo quân ra đánh ngô ý lưu hội nghe mé sau có tiếng rầm rĩ hoảng sợ rút ngay vào thành Ngô Lan, lôi đồng mãi miết đuổi theo Hoàng Trung và Ngụy Diên, bị huyền đức, Trương Phi chặn mất đường về. Hoàng, Ngụy hai tướng quay đánh vật lại, Ngô, lôi biết thế không địch nổi, đem cả quân xin hàng. Huyền đức cho hàng, đem quân giáp thành hạ trại, Trương nhiệm thấy mất hai tướng, trong bụng lo buồn, ngô ý, lưu hội nói quân ta thế nguy lắm, không quyết một trận từ chiến, thì làm sao đuổi được quân giặc đi vậy phải một mặt đến thành đô cầu cứu, một mặt dùng mẹo phá mới xong. Trương nhiệm nói, ngày mai tôi dẫn một toán quân ra khiêu chiến, giả vờ thua chạy quanh về cửa bắc, giữ cho quân kia đuổi lại, rồi trong thành dẫn quân ra mà chích lấy đường về, tôi sẽ quay binh lại đánh, thế mới có thể phá được. Ngô Ý nói, lưu tướng quân giúp công tử giữ thành, tôi dẫn quân ra đánh giúp trương tướng quân. Bản định đâu đấy, hôm sau trương nhiệm dẫn vài nghìn quân mã, mở cờ hò reo ra gọi đánh. Trương Phi cưỡi ngựa sông tới, chẳng nói chẳng rằng, cầm mâu đánh nhau với Trương Nhiệm. Chưa được 10 hiệp, Trương Nhiệm già thua chạy vòng quanh thành. Phi cố sức đuổi theo, ngô ý dẫn quân ra chặn ngang, Trương Nhiệm dẫn quân quay lại đánh. Phi bị vây ở giữa trận, tiến thoát không được, đang lúc nguy cấp, bỗng đâu có một đội quân từ bờ sông đánh vào. Một viên đại tướng đi trước, tế ngựa cầm giáo giao chiến với ngô ý, chỉ một hiệp, bắt sống ngay ngô ý phá tan quân giặc, cứu được Trương Phi, Phi trông ra xem ai, thì là Triệu Vân. Phi hỏi quân sư ở đâu, Vân đáp quân sư đã đến, dễ thường bây giờ đã hội nhau với Chúa Công rồi. Hai người giải ngô ý về trại, Trương Nhiệm lùi vào cửa đông. Trương, Thiệu về đến trại, đã thấy khổng minh, giản ưng, tưởng uyển, ở cả trong trướng rồi. Phi xuống ngựa vào chào khổng minh, khổng minh giật mình hỏi rằng thế nào mà tướng quân đến trước đây thế? Huyền Đức thuật lại chuyện Trương Phi tha nghiêm nhan cho Khổng Minh nghe. Khổng Minh mừng nói rằng, Trương tướng quân mà cũng biết dùng mẹo, đó là hồng phúc của chúa công. Triệu Vân giải ngô ý vào nộp, Huyền Đức hỏi, người có chịu hàng không? Ngô ý thưa, tôi đã bị bắt, còn gì nữa mà chẳng hàng. Huyền Đức mừng lắm, cởi trói ngay cho ngô ý. Khổng Minh hỏi, trong thành còn bao nhiêu tướng tá? Ngô ý thưa, chỉ có con Lưu Quý Ngọc là Lưu Tuần, cùng với hai tướng là Lưu Hội trương nhiệm mà thôi. Liều hội thì chẳng đáng kể, chỉ có trương nhiệm là người ở thuộc quận, can đảm mà lắm mưu lược, không nên coi thường. Khổng Minh nói, hãy bắt trương nhiệm trước, rồi sẽ lấy lạc thành, lại hỏi rằng mé đông thành này có một cái cầu, gọi là cầu gì? Ngô ý nói, đó là cầu Kim Nhạn, Khổng Minh cưỡi ngựa đến bên cầu, ngắm xem quanh bờ sông có một lượt rồi trở về trại gọn Hoàng Trung, Ngụy Diên đến truyền lệnh cách mé nam cầu Kim Nhạn năm sáu dặm hai bên lau sảy rậm rập nên phục quân ở đó ngụy diên dẫn một nghìn quân cầm toàn giáo dài phục ở mé tả chỉ việc đâm người cưỡi trên ngựa hoàng trung dẫn một nghìn quân cầm toàn mã tấu phục ở mé hữu chỉ việc chặt chân ngựa đánh tan quân giặc thì trương nhiệm tất chạy theo đường nhỏ mé đông núi trương dực đức phục sẵn hai nghìn quân ở đó mà bắt lấy lại sai triệu vân phục mé bắc đầu kim nhản và dặn rằng đợi khi nào ta dừ trương nhiệm qua khỏi cầu ngươi cho phá tan cầu đi, rồi giàn quân ở mé bắc cầu, để cho trương nhiệm không dám chạy về bắc, mà rút lui về phía nam, chắc mắc mẹo ta. Sắp đặt xong, ngay hôm ấy ra trại dụ địch, lại nói, lưu trương sai chắc ưng, trương dực đến giúp lạc thành. Trương nhiệm để lưu hội, trương dực ở thành giữ nhà còn mình thì cùng với chắc ưng chia làm hai đội. Nhiệm đi trước, ưng đi sau, kéo ra đánh giặc. Khổng Minh dẫn một toán quân hàng ngũ lộn xộn qua cầu Kim Nhạn đối trận với trương nhiệm khổng minh đầu đội khăn lượt tay cầm quạt lông ngồi trên chiếc xe bốn bánh hai bên hơn một trăm kỵ đi kèm trỏ sang trương nhiệm mà bảo rằng tào tháo dẫn trăm vạn quân nghe thấy tiếng ta đã phải rút chạy mày là thằng nào sao không đầu hàng trương nhiệm trông thấy quân khổng minh không được tề trình cười mát nói rằng người ta đồn ra cát lượng dùng binh như thần nay xem ta mới biết là hữu danh vô thực nói đoạn nhiệm dơ giáo vẫy một cái quân mặt sau kéo ùa cả lên. Khổng Minh liền bỏ xe, lên ngựa chạy về bên kia cầu. Trường nhiệm dẫn quân đuổi đánh, vừa qua khỏi cầu Kim Nhạn, thì thấy quân huyền Đức ở mé tả, quân nghiêm nhan ở mé hữu kéo ấp cả lại. Nhiệm biết là mắc mẹo, vội vàng rút về, thì cầu đã gãy mất rồi, muốn chạy về mé bắc, lại thấy một toán quân của triệu vân án ngữ, mới rẻ ra phía nam, men theo bờ sông mà chạy. Chạy độ năm sáu dặm, bỗng nhiên ở trong bụi lau sậy có hai toán quân của hoàng trung ngụy diên đổ ra bên thì giáo đâm bên thì giao chặt đánh tan tác quân trương nhiệm nhiệm dẫn vài trăm quân kỵ chạy thoát trốn vào trong đường núi lại gặp trương phi nhiệm Toàn tháo lui phi quát trong lên một tiếng quân sĩ ập cả vào bắt sống ngay được trương nhiệm trác ưng thấy trương nhiệm mắc mẹo đến ngay quân triệu vân xin hàng vân dẫn cả về chạy lớn huyền đức thưởng cho trác ưng Trương Phi giải trương nhiệm đến, khổng minh cùng ngồi ở trong trướng, huyền đức bảo rằng các tướng trong thục, theo nhau quy hàng cả, người sao không sớm hàng. Trương nhiệm trợn mắt lên quát rằng trung thần há chịu thờ hai chúa hả, à? huyền đức nói người không biết thời đấy thôi, hàng thì tha cho khỏi chết. Nhiệm nói bây giờ ta hàng, về sau không hàng, nên giết ta mau. Huyền đức ngần ngại không nỡ, trương nhiệm thì cứ quát trong mãi lên. Khổng Minh sai đem chém cho y được toàn danh tiếng. Đời sau có thơ than rằng, trung liệt há cam thờ hai chủ, trương quân anh dũng chết lưu danh, cao sáng khác nào vầng trăng tỏ, đêm đêm tỏa bóng trốn đô thành, huyền đức cảm thượng trương nghiệm lắm, sai thu nhặt thi hài, táng ở cạnh cầu kim nhạn để tỏ là người trung tiết. Hôm sau, sai nghiêm nhan, ngô ý và cả bọn hàng tướng kêu đến lạc thành gọi trong lên rằng, mở cửa mà chịu hàng cho mau, chớ để nhân dân trong thành chịu khổ. Lưu hồi ở trên mặt thành quát mắng ẩm ĩ, nghiêm nhan sắp rút tên ra bán, bỗng thấy một tướng ở trên thành rút gươm chém lưu hội ngã gục ngay xuống, rồi mở tung cửa thành ra hàng. Quân huyền Đức vào thành, lưu mở cửa tây chạy thoát về thành đô, huyền Đức treo bảng yên dân, người giết lưu hội, tên là Trương Dực, quê ở Vũ Dương. Huyền Đức được lạc thành, hậu thưởng cho các tướng, khổng minh nói lạc thành đã hạ xong, thành đô ở ngay trước mắt chỉ còn ngại châu quân ở ngoài không được yên ổn nên sai trương dực, ngô ý dẫn Triệu Vân ra phủ dụ các châu quận vùng ngoại thủy, Giang Dương và Kiến Vi, sai nghiêm nhan, chắc ưng dẫn Trương Phi ra phủ dụ châu quận vùng Ba Tây, Đức Dương, cắt quan cai trị, cho dân được yên ổn rồi dẫn quân về để lấy thành đô. Triệu Vân, Trương Phi lĩnh mệnh, người nào đi ngả nấy? Khổng Minh hỏi, mé trước còn đồn ai nào nữa không? các hàng tướng bẩm rằng chỉ còn một cửa ải miên trúc nữa nếu được nốt cửa ấy thì thành đô như ở trong tay rồi khổng minh liền bàn việc tiến quân pháp chính nói lạc thành bị vỡ đất thuộc nguy lắm rồi chúa công muốn lấy nhân nghĩa thu phục dân chúng xin đừng tiến binh vội để tôi viết một phong thư sai người đem đến dâm lưu trương bày tỏ lẽ lợi hại tự nhiên trương phải hàng khổng minh nói lời hiếu trực phải đấy liền sai viết thư cho người đem đến thành đô Lưu Tuần trốn về, thuật chuyện lại với cha rằng Lạc Thành đã mất. Lưu Trương vội vàng hội các quan lại bàn bạc, có quan tổng sự là Trịnh Đô Hiến kế rằng Lưu bị tuy rằng lấy được thành trì của ta, nhưng quân ít, lòng dân chưa phục, không có lương sẵn, chỉ nhờ thóc lúa ngoài đồng. Chi bằng ta đem hết cả dân ba Tây, từ đồng rời sang vùng phía Tây, sông Bồi Thủy, bao nhiêu kho tàng cùng thóc lúa ngoài đồng, đốt cho sạch nhẫn. Thành cho cao hào cho sâu mà giữ cho thật vững chúng nên đánh ta không ra quân chúng trông cậy vào đâu được chẳng qua chỉ trăm ngày cạn lương tất phải rút về bấy giờ ta sẽ thừa thế đuổi đánh chắc bắt được lưu bị lưu trương nói kế ấy không xong ta thấy dẹp giặc để cho yên dân chớ không khi nào làm nhiều dân để chống với giặc kế ấy không phải là kế hay đang bàn việc thì có người mang thư của pháp chính đến trương cho đòi vào người ấy chỉnh thư lên trương mở ra xem trong thư nói rằng khi trước tôi phụng mệnh sang kết hiếu với lưu hoàng thúc không ngờ tả hiếu chúa công không ai biết gì đến nỗi xảy ra sự thế này này hoàng thúc lại nghĩ cái tình cũ họ hàng khi trước nếu chúa công chịu hàng ngay đi tất không bị bạc đãi xin nghĩ đi nghĩ lại cho kỹ rồi trả lời cho biết lưu trương giận lắm sẽ thư mang lớn pháp chính là đồ bán chúa cầu vinh quên ơn trái nghĩa đổi sứ giả đi rồi sai em vợ là phí quan dẫn quân ra giữa cửa ải miên trúc. Phí quan lại tiến một người ở Nam Dương tên là Lý Nghiêm, cùng lĩnh quân ra giữa ải, hai người vội vã đi ngay. Quan thái thú, ích châu tên là Đồng Hòa, tự là Ấu Tể, quê ở Chi Giang thuộc Nam quận xin sang Hán Trung mượn thêm quân. Trương nói, trương lỗ thâm thù với ta, sao chịu cho quân sang cứu? Hòa nói, tuy rằng có thù với ta, nhưng quân lưu bị ở Lạc Thành, thế ta nguy cấp lắm ta mà nguy thì hán trung cũng phải nguy khác nào môi hở thì răng phải lạnh nếu nói rõ lợi hại tất lỗ cũng phải nghe theo trương bền viết thư sai người sang hàn trung cầu cứu này nói mã siêu từ khi thua trận chạy trốn vào dựa khương đã hơn hai năm kết hiếu với người dựa khương đánh chiếm các châu quân vùng lũng tây đi đến đâu ai cũng phục chỉ có ký thành đánh mãi không hạ được quan thái thú là vi khang thường sai người đến chỗ hạ hầu uyên cầu cứu Quyền chưa được lệnh tào tháo, chưa dám động binh, vì khang chờ mãi không được, bàn với chúng ra hàng mã siêu. Quan tham quân là dương phụ khóc mà can rằng mã siêu là phản tặc, không nên hàng. Khang nói, sự thể đã đến đây này, chẳng hàng còn đợi đến bao giờ nữa. Phụ cố can mãi, khang không nghe, mở tung cửa thành ra hàng. Siêu giận lắm, nói rằng, này sự thể đã nguy cấp lắm mi mới chịu hàng, không phải là thực bụng bèn bắt cả nhà Vi Khang hơn 40 người giết sạch. Có người nói, Dương Phủ khuyên Vi Khang đừng hàng, nên bắt mà chém đi. Siêu nói, người ấy khuyên thế là biết giữ nghĩa, không nên giết. Lại dùng Dương Phụ làm tham quân, phụ tiến cử lương khoan, triệu cù. Siêu cũng dùng cho làm tướng cả. Dương Phụ nói với Mã Siêu rằng, vợ tôi mới mất ở Lâm Thao, xin nghỉ hai tháng, về lo liệu việc tang, xong việc sẽ xin lại đến. Mã Siêu cho về phụ về qua huyện Lịch Thành, vào chơi quan phủ đi tướng quân là Khương Tự. Khương Tự với phụ là anh em con cô con cầu, mẹ Khương Tự là cô ruột phụ, bấy giờ đã 80 tuổi. Phụ vào lại cô, nói cháu coi thành mà không giữ nổi, chủ chết mà không chết theo, xấu hổ không mặt nào dám trông thấy cô nữa. Hiện nay mã siêu làm phản, giết mất quan thái thú, sĩ dân ai ai cũng oán. Thế mà anh cháu cứ ngồi giữ lịch thành, không tưởng gì đến đánh giặc, đạo làm tôi con đâu có thế được. Nói xong, khóc chảy máu mắt, mẹ Khương tự gọi con vào trách mắng rằng vì sứ quân bị hại, cũng là lỗi tại mày, lại bảo với phụ rằng mày đã hàng người ta, ăn lộc của người ta rồi cơ sao lại manh tâm làm phản người ta. Phụ nói, cô ơi, cháu hàng giặc là muốn lưu cái thân lại để báo thù cho chủ, chớ sao có chịu hàng giặc. Tư nói rằng, mã siêu khỏe lắm, khó lòng đánh nổi được. Phụ nói, siêu tuy khỏe, nhưng không có mưu, đánh dễ như không. Tôi đã ước lương khoan, triệu cù, nếu anh khởi quân thì hai người ấy xin làm nội ứng. Mẹ Khương tự bảo con rằng mày không sớm liệu, còn đợi bao giờ? Ai mà chẳng chết, chết về trung nghĩa, thì chết cũng vinh. Mày đừng nghĩ ngợi về ta nữa. Nếu mày không nghe lời cháu ta, thì ta thà rằng thắt cổ mà chết ngay đi. Kẻo để vướng víu bụng mày. Tự thấy mẹ nói vậy, bèn bàn với quan thống quân hiệu úy là Doãn Phụng. Triệu Ngang, Triệu Ngang có con là Triệu Nguyệt, hiện đang làm tỷ tướng Mã Siêu. Khi ấy Ngang vâng lời về bàn với vợ là Vương Thị rằng hôm nay ta bàn nhau với Khương Tử, Dương Phủ, Doãn Phụng muốn cất quân đánh báo thù cho Vi Khang. Nhưng con ta đang đi theo với Mã Siêu, nếu ta khởi quân, Mã Siêu giết con ta trước, thì làm thế nào bây giờ? Vương Thị quát lên mắng rằng báo thù cho chủ, thân còn chẳng quản, huống chi là con nếu chỉ biết vì con mà bỏ việc nghĩa thiếp xin chết trước đi cho dành lúc ấy triệu ngang mới quyết hôm sau khương tử dương phụ cất quân đóng ở lịch thành doãn phụng triệu ngang cất quân đóng ở kỳ sơn vương thị đem hết cả đồ tư trang và tiền lụa theo chồng ra kỳ sơn thưởng cho quân sĩ để khuyến khích mã siêu nghe khương tử dương phụ cùng doãn phụng triệu ngang cất quân đi giận lắm bắt ngay triệu nguyệt đem chém rồi dẫn bảng đức mã đại cất quân đến đánh lịch thành khương tử dương phụ dẫn quân ra thành trận hai người mặc bào trắng cưỡi ngựa ra quát mắng rằng quân phản tạc bất nghĩa kia mã siêu giận quá xông thẳng ngay vào đánh dương phủ khương tự địch làm sao nổi mã siêu thua trong u té chạy cả siêu thúc quân đuổi đánh bỗng đâu mặt sau tiếng reo ầm ĩ quân của triệu ngang doãn phụng kéo đến siêu vội vàng quay lại chống mặt sau hai bên mới đổ dồn và đánh quân mã siêu bỗng lại có một đạo quân kéo ập đến đánh toán quân ấy nguyên là hạ hầu uyên vừa được lệnh của tào tháo sai đến phá mã siêu siêu trông đỡ không nổi được ba mặt thua chạy suốt cả đêm đến sáng mới về được ký thành khi siêu về đến thành gọi cửa thì trên mặt thành bắn xuống như mưa lương khoan triệu cử đứng trên mặt thành quát mắng lại bắt vợ mã siêu là dương thị và ba đứa con nhỏ chém chết quăng thây xuống siêu tức quất lên, suýt nữa ngã ngửa. Mé sau lại có hạ hầu Uyên đuổi đến đến, siêu không dám ham đánh nhau, dẫn bảng đức, mã đại đánh mở một lối mà chạy. Trước mặt lại gặp dương phủ, khương tự chặn đường, mã siêu sông sáo chạy được thoát, lại gặp phải doãn phủng, triệu ngang đánh một trận nữa, quân sĩ tan nát, lẻ tẻ chỉ còn độ năm sáu mươi quân kỳ. Chạy mãi đến canh tư, về đến lịch thành, quân giữ thành tường là quân khương tự kéo về mở cửa thành ra tiếp vào. Siêu vào thành, giết từ cửa nam giết đi, nhân dân trong thành sạch nhẵn. Khi đến nhà Khương Tử, bắt mẹ già tự ra, bà không hãi chút nào, trò vào mặt mã siêu mà mắng. Siêu giận lắm, rốt gươm chém luôn, lại bắt tuốt già trẻ cả nhà Khương Tử, doãn phụng, triệu ngang giết sạch. Chỉ có vợ triệu ngang là vương thị theo chồng đi đánh giặc được thoát. Hôm sau, hạ hầu uyên kéo quân đến lịch thành. Mã siêu phải bỏ thành chạy về phía tây, đi chưa được 20 dặm lại gặp Dương Phụ chặn đường. Siêu nghiến răng sông vào đánh, Phụ có 7 anh em cùng súng vào địch Mã siêu, siêu giết cả 7 người, Dương Phụ phải năm vết đâm, vẫn lăn xả vào mà đuổi đến nơi, siêu lại chạy, chỉ còn bàng đức, Mã Đại và năm sáu tên kỵ Mã đi theo. Hạ hầu uyên phủ dụ nhân dân các sư lũng Tây, sai bọn Khương tự chia nhau ra giữa các nơi rồi đem dương phụ về hứa đô ra mắt tào tháo tháo phong cho phụ làm quan nội hầu phụ từ chối nói tôi không có công chư tai nạn lại không dám chết vì nghĩa tội đáng chém đầu còn mặt mũi nào nhận chức nữa tháo khen ngợi phong tước cho mã siêu bàng đức mã đại sang hán trung theo trương lỗ lỗ được mã siêu mừng lắm cho rằng phía tây có thể thôn tính được ích châu phía đông có thể chống chọi với tào tháo liền bàn việc gả con gái cho siêu Đại tướng là Dương Bách can rằng vợ con mã siêu gặp phải thảm họa cũng là bởi tự mã siêu cả. Chúa công sao lại gả con gái cho y? Lỗ nghe lời ấy mới thôi. Có người đem lời Dương Bách nói với mã siêu, siêu giận lắm, có ý muốn giết Dương Bách. Bách biết, bàn nhau với anh là Dương Tùng cũng có ý muốn trừ mã siêu. Khi ấy Lưu Trương sai sứ đến Trương Lỗ cầu cứu, Lỗ không nghe, Trương lại sai Hoàng Quyền đến cầu cứu. Quyền vào ra mắt Dương Tùng trước nói rằng đông và tây ví như môi răng với nhau nếu mà tây xuyên vỡ thì đông xuyên cũng khó giữ quý quốc bằng có lòng biến cứu xin dâng hai mươi châu cám ơn tùng mừng lắm dẫn hoàng quyền vào ra mắt trương lỗ bày tỏ điều lợi hại và xin dâng hai mươi châu lỗ hám lợi nghe xong muốn cất quân sang cứu diêm phú can rằng liều trương có thủ với chúa công nay việc cấp phải đến cầu cứu mới nói thác ra xin nộp đất đó là lời lừa dối chúa công chớ nên nghe. Bỗng ở dưới thềm, có người tiến lên nói rằng tôi tuy bất tài, xin lĩnh một đội quân sang bắt sống Lưu Bị, và bắt Lưu Trương phải cắt đất rồi mới về. Đó là chân chúa sắp vào Tây Thục ở, tinh binh lại tự hán trung sang, chưa biết người xin đi là ai, xem qua hồi sau mới rõ. Hồi 65, mã siêu đại chiến cửa Hà Manh, Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục, lại nói, Diêm Phố đang khuyên Trương Lỗ đừng giúp Lưu Trương, thì mã siêu bước ra thưa rằng tôi cảm ơn chúa công không biết lấy gì báo được nay tôi xin lĩnh một toán quân đánh lấy cửa hà manh bắt sống lưu bị và bắt lưu trương phải cắt hai mươi châu nộp chúa công trương lỗ mừng lắm sai hoàng quyền theo đường hẻm về trước rồi điểm hai vạn quân giao cho mã siêu bấy giờ bằng đức đau bệnh không đi được nằm ở lại hán trung trương lỗ sai dương bách làm giám quân siêu cùng em là mã đại chọn ngày lên đường huyền đức vẫn đóng quân ở tại lạc thành được tin pháp chính cho người về báo rằng trịnh độ khuyên lưu trương đốt trụi thóc lúa ngoài đồng và kho tàng ở các nơi rời cả nhân dân ba tây sang lánh ở vùng tây bồi thủy thành cao hào sâu giữ chặt không ra đánh huyền đức khổng minh nghe xong đều giật mình nói nếu họ dùng kế thì ta nguy mất pháp chính cười nói chúa công không lo kế ấy tuy thâm độc nhưng lưu trương cũng không dùng đâu được mấy hôm có người cho biết là Lưu Trương không chịu di chuyển nhân dân, không nghe lời trịnh độ. Huyền Đức mới yên tâm. Khổng Minh nói ta nên tiến quân lấy miên trúc cho mau, nếu lấy xong thì thành đô lấy dễ như chơi vậy. Huyền Đức sai Hoàng Trung, Ngụy Diên tiến đi. Tướng giữ miên trúc là phí quan sai Lý Nghiêm dẫn ba ngàn quân ra cử. Hai bên giàn trận, Hoàng Trung đánh nhau với Lý Nghiêm hơn 50 hiệp chưa phân thắng phụ. Khổng Minh ở trong trận sai khua chiêng thu quân. Hoàng Trung quay về hỏi rằng: "Tôi sắp bắt được Lý Nghiêm, quân sư làm sao lại thu quân về thế?" "Ta coi võ nghệ của Lý Nghiêm, không thể dùng sức bắt được. Ngày mai đánh trận nữa, ngươi nên giả làm thua, giữ cho y đuổi vào trong đường núi, rồi ta phục quân mà bắt lấy." Hoàng Trung lĩnh kế ấy. Hôm sau, Lý Nghiêm lại dẫn quân đến, Hoàng Trung ra địch, chưa được người hiệp trung quay ngựa chạy. Nghiêm đuổi theo, lần lần đuổi vào trong hang núi lúc ấy nghiêm mới sực nghĩ ra định quay về thì đã thấy ngụy diên dẫn quân chặn mất đường về rồi khổng minh đứng trên đỉnh núi gọi rằng anh kia không hàng ngay đi thì hai bên ta đã phụ sẵn cung nỏ cứng định để báo thù cho bằng sĩ nguyên đó lý nghiêm vội vàng xuống ngựa cởi giáp xin hàng khổng minh dẫn về ra mắt huyền đức huyền đức đối xử với nghiêm rất tử tế lý nghiêm nói phí quan tuy là họ hàng với lưu quý ngọc nhưng chơi với tôi thân thiết lắm tôi xin vào thành dụ y ra hàng huyền đức sai lý nghiêm vào thành dụ phí quan hàng nghiêm vào thành miên trúc thuật chuyện cho phí quan nghe nói huyền đức nhân đức nếu không hàng đi tất có vạ về sau quan nghe lời ấy mở cửa thành ra hàng huyền đức vào thành miên trúc bàn việc cất quân tiến lấy thành đô sực có ngựa hòa tốc về báo rằng Mạnh đạt hoắc tuấn giữ ải hà manh nay bị trương lỗ sai mã siêu mã đại dương bách đem quân đến đánh nguy cấp lắm nếu chậm đến cứu thì mất cửa ải mất huyền đức nghe tin giật mình khổng minh nói tất phải trương triệu hai tướng mới đánh nổi được mã siêu huyền đức nói tử long ra phủ dụ các quân chưa về có dực đức ở nhà nên sai y đi cho mau khổng minh nói chúa công đừng nói vội để tôi khích dực đức đã trương phi nghe tin mã siêu đến đánh cửa ải chạy vào kêu trong lên rằng cáo từ ca ca tôi xin đi ra đánh mã siêu đây khổng minh giả đò không nghe tiếng chỉ nói với huyền đức rằng mã siêu xâm phạm cửa ải xem chừng ở đây không ai địch nổi dễ thường phải cho người về kinh châu gọi vân tsng mới xong trương phi gầm lên rằng quân sư sao khinh tôi thế tôi khi trước một mình còn cự nổi được trăm vạn quân tào tháo có sợ gì một thằng mã siêu khổng minh nói dược đức khi xưa cách sông chặn cầu là vì tào tháo không biết hư thực thế nào nên không dám đến này Mã Siêu là tay kiêu hùng, thiên hạ ai cũng biết tiếng. Sáu trận đánh ở vị kiều, làm cho Tào Tháo phải cắt dâu, quẳng áo, suýt nữa mất mạng. Sức lực ấy không phải tầm thường, dẫu đến vân trường cũng còn e không địch nổi kia đấy. Phi nói, tôi xin đi, nếu không đánh nổi Mã Siêu, xin chịu tội chết. Khổng Minh nói, tướng quân có chịu viết tờ cam kết, thì làm cho tiên phong. Rồi nói với Huyền Đức rằng, xin Chúa Công đi cho một chuyến để lực ở nhà giữ miên trúc, đợi Từ Long về rồi lại liệu. Ngụy Diên cũng xin đi. Khổng Minh sai Diên lĩnh 500 quân tiểu mã đi trước, Trương Phi đi thứ nhì. Huyền Đức dẫn đại quân đi sau, Ngụy Diên đến cửa ải trước, gặp ngay Dương Bách. Diên đánh nhau với Bách chưa đầy 10 hiệp, Bách thua chảy, Diên muốn tranh công của Trương Phi, đuổi dấn lên đánh. Trước mặt gặp toán quân của Mã Đại, Diên tưởng là Mã Siêu, xông ngay vào đánh đại già đò thua chạy diên đuổi theo đại quay mình bắn một phát tin ngay vào cánh tay ngụy diên diên vội vàng quay ngựa về đại đuổi mãi đến dưới cửa ải bỗng gặp một tiếng thét như sấm từ trên ải phi ngựa xuống tương ấy nguyên là trương phi vừa mới đến nghe mé trước đang đánh nhau mấy tế ngựa lại xem ra làm sao thì thấy ngụy diên trúng tên thua chạy phi mới xông vào cứu ngụy diên quát trong lên rằng mi tên là gì hãy nói cho ta biết đã rồi sẽ đánh nhau mã đại nói ta là mã đại ở tây lương đây phi nói té ra mi không phải là mã siêu mi không địch nổi được ta đâu nên về bảo ngay thằng mã siêu ra đây nói có trương dực đức là người nước yên ở đây nhé mã đại nổi giận quát rằng mi sai dám coi thường ta nói đoạn cầm đao tế ngựa xông vào chém trương phi mới được vài hiệp mã đại liệu thế không địch nổi bỏ chạy trương phi sắp đuổi đánh thì trên cửa ải có một người tế ngựa xuống gọi rằng em hãy thong thả chớ đuổi vội trương phi ngoảnh lại trông xem ai thì là huyền đức trương phi mới quay ngựa về huyền đức bảo rằng anh sợ em nóng này cho nên theo đến đây có phải đánh được mã đại hãy nghỉ ngơi một đêm để ngày mai đánh mã siêu sáng hôm sau mã siêu khua trống om sòm kéo quân đến dưới ải huyền đức đứng trên trông xuống thấy mã siêu đầu đội mũ trỏm sư tử mình mặc áo giáp bạc, bào trắng, đai nịt khác thường, mặt mũi khôi ngô, sức lực hơn người. Huyền Đức than rằng, người ta nói, cầm mã siêu, quả nhiên như thế. Trương Phi muốn xuống ải đánh mã siêu, Huyền Đức ngăn lại bảo rằng, mã siêu mới đến, khí lực đang hăng, ta hãy nên tránh đi. Mã siêu ở dưới ải, chỉ trích Trương Phi ra ngựa. Trương Phi thì ham hở muốn nuốt sống ngay mã siêu, nhưng ba bốn phen đều bị Huyền Đức gàn lại. Dần dần đến buổi trưa, huyền đức thấy quân mã siêu đã có dáng mỏi mệt, mới kén 500 quân kỵ, cho theo Trương Phi xuống ải. Mã siêu thấy Trương Phi xuống ải, lùi quân lại độ hơn trăm bước, dàn trận. Trương Phi vác mâu tế ngựa xuống gọi trong lên rằng, bớ mã thai ơ, người có biết Trương Dực Đức ở nước Yên là ai không? Mã siêu đáp nhà ta đời đời làm công hầu, biết đâu đến tên thất phu quê kịch. Phi giận lắm, xông thẳng vào đánh. Hai bên đánh nhau hơn trăm hiệp, chưa ai kém ai một nước nào. Huyền Đức đứng xem than rằng, thế mới gọi là hổ tướng, Huyền Đức sợ Trương Phi mệt sức, có rủi ro gì chăng, vội vàng khua chiêng thu quân. Hai tướng cùng trở về, Trương Phi về đến trại, nghỉ ngựa một lát, rồi chỉ quàng cái khăn bịt tóc, lên ngựa lại ra trận gọi đánh. Mã siêu ra liền, Huyền Đức sợ Trương Phi yếu thế, cũng cưỡi ngựa xuống ải, đến thẳng trước trận đứng xem hai người giao phong hơn trăm hiệp càng đánh càng khỏe mãi ra huyền đức khua chiêng thu quân hai tướng lại ai về trận ấy lúc này trời đã tối huyền đức bảo trương phi rằng mã siêu khỏe lắm không nên khinh địch hãy rút quân về ải ngày mai sẽ lại đánh nhau trương phi đánh đang hăng máu không chịu trở về kêu lên rằng chết tôi cũng không về vội huyền đức nói tối rồi không nên đánh nhau phi nói đốt cho nhiều đuốc lên để đánh nhau đêm mã siêu thay ngựa khác, rồi lại ra trận gọi rằng, Trương Phi có dám đánh nhau ban đêm không? Trương Phi đổi ngựa cho huyền đức, tế ngựa ra trận quát rằng, ta không giết được mi, thề không lên cửa ải. Siêu nói, ta không bắt sống được mi, nhất định không về trại. Quân hai bên gieo ầm cả lên, đốt hàng trăm nghìn bó đuốc, sáng vàng vặc như ban ngày. Hai tướng ra trận đánh nhau, mới được hai mươi hiệp, mã siêu quay ngựa chạy về. Trương Phi quát lên rằng, mi chạy đi đâu, nguyên là mã siêu thấy đánh không đổ được Trương Phi, mới giả cách thua chạy, để lừa cho Phi đuổi đến. Siêu cầm giấu một cái rùi đồng trong tay, quay mình nhằm vào giữa mặt Trương Phi quật sang. Phi thấy mã siêu chạy, cũng đã có ý đề phòng, khi rùi đồng văng đến, thì Phi né mình ra một bên, rùi đồng bay sạt qua mang tai. Trương Phi quay ngựa trở về, mã siêu lại đuổi, Phi dừng ngựa lấy công tên quay mình lại bắn một phát siêu cũng tránh được hai tướng lại ai về trại ấy huyền đức đứng trước cửa trận gọi rằng ta lấy nhân nghĩa đãi người không thèm lừa dối mã mạnh khởi người cứ thu quân về nghỉ ta không đuổi theo đâu mã siêu nghe nói tự mình đi chặn mặt sau cho quân dần dần rút lui về huyền đức cũng thu quân lên ải hôm sau trương phi lại muốn xuống ải đánh nhau bỗng có tin báo quân sư đã đến huyền đức ra tiếp vào Khổng Minh nói: "Mã Siêu là hổ tướng trên đời, nếu để cho đánh nhau mãi với Dực Đức, tất có một người bị hại. Cho nên tôi phải để Từ Long hán thăng ở lại giữ Miên Trúc, vội vã đến đây, có thể dùng một mẹo nhỏ để Mã Siêu về hàng với chúa công." Huyền Đức nói: "Ta thấy Mã Siêu khỏe mạnh có bụng yêu lắm, làm thế nào cho y hàng với ta?" Khổng Minh nói: "Tôi nghe Trương Lỗ ở Đông Xuyên muốn tự xưng là Hán Ninh Vương." Mưu sĩ Dương Tùng lại thăm ăn của Đốt ta nên sai người đi đường tắt đến Hán Trung, trước hết đem bạc vàng kết liên với Dương Tùng, rồi đưa thư cho Trương Lỗ, nói rằng, ta đánh nhau với Lưu Trương, là có ý báo thù cho nhà ngươi, ngươi đừng có nghe lời người khác mà cự nhau với ta, khi nào xong việc sẽ tâu cho người làm Hán Ninh Vương. Nói thế để Trương Lỗ triệt mã siêu về, khi đó, ta sẽ dùng mẹo gọi là mã siêu lại hàng. Huyền Đức mừng lắm, lập tức viết thư, sai tôn cản mang vàng ngọc châu báu đi tắt sang hán trung cản vào ra mắt dương tùng dâng vàng ngọc nói chuyện làm vậy tùng mừng rỡ dẫn ngay tôn cản vào ra mắt trương lỗ bày tỏ ý kiến huyền đức và trình thư lên trương lỗ xem xong nói huyền đức chỉ là chức tả tướng quân bảo cử thế nào được cho ta làm hán ninh vương tùng thưa ông ta là hoàng thúc nhà hán bảo cử cho chúa công là đáng lắm lỗ mừng quá sai sứ ra bảo mã siêu bãi binh Tôn Càn ở lại nhà Dương Tùng để nghe tin tức. Không được mấy bữa, sứ giả về báo rằng Mã Siêu nói là chưa thành công, không chịu bãi binh. Trương Lỗ sai người đòi hai ba lần Siêu vẫn không chịu về. Dương Tùng nói người ấy vốn là người có hành vi không đáng tin, nay đòi mãi không về, tất có ý muốn làm phản. Tùng lại xui người nói phao lên rằng Mã Siêu muốn cướp lấy Tây Xuyên, để tự lập làm chủ nước thục, báo thù cho cha, chớ không chịu làm bề tôi hán chung. Trường lỗ nghe tin đồn như thế, hỏi kế Dương Tùng. Tùng thưa, một mặt sai người đến mã siêu biết muốn thành công thì trong một tháng làm theo ba việc. Một là phải lấy cho được Tây Xuyên, hai là phải đem đầu lưu trương về nộp, ba là phải đuổi quân Kinh Châu đi cho hết. Nếu làm không xong, thì phải mang đầu về mà nộp. Một mặt sai trương vệ điểm quân giữ lấy cửa ải, phòng ngừa quân Mã Siêu có biến động gì chăng? Trương lỗ nghe lời, sai người đến tại Mã Siêu nói ba việc ấy siêu thất kinh mà rằng sao bỗng dưng mà giờ quẻ ngay được thế siêu mới bàn với mã đại muốn rút quân về dương tùng lại nói phao lên rằng mã siêu chuyến này mang quân về tất sinh bụng khác bởi thế trương vệ chia quân ra làm bảy đường giữ các cửa ải không cho quân mã siêu trở về siêu bấy giờ tiến thoát hai đường cùng khó không biết nghĩ làm sao khổng minh nói với huyền đức rằng hiện nay mã siêu đang lúc tiến thoát lưỡng nan tôi xin thân đến chạy mã siêu uốn ba tấc lưỡi dụ y về hàng. Huyền Đức nói, tiên sinh như chân tay lòng ruột của tôi, nếu xảy ra sự gì, thì làm thế nào? Khổng Minh cố ý xin đi, Huyền Đức nhất định giữ lại. Đang khi ấy, thì có tin vào báo Tử Long có thư đưa một người ở Tây Xuyên đến hàng. Huyền Đức gọi vào hỏi, thì là người du nguyên quận Kiến Ninh, tên là Lý Khôi, tự là Đức Ngang. Huyền Đức hỏi, trước kia ngươi can mãi lưu trương, sao nay lại chịu theo ta? khôi nói tôi nghe chim khôn tìm cây mà đậu tôi hiền chọn chúa mà thờ trước kia tôi can lưu trương là để chọn nghĩa làm tôi đã không thể dùng tất là không nên việc mình công nhân nghĩa khắp cả thiên hạ tôi chắc làm nên công việc trong nên tôi đến xin hàng huyền đức nói tiên sinh đến đây tất có việc gì giúp ích cho tôi chăng khôi nói tôi nghe mã siêu đang gặp phải bước khó xử khi trước tôi ở lũng tây có quen biết y nay xin sang dụ y về hàng khổng minh mừng nói rằng hay lắm hay lắm tôi đang cần một người đi đỡ cho tôi may lại được ông đến đây nhưng xin hỏi ý ông dụ mã siêu thế nào lý khôi ghé vào tai khổng minh nói nhỏ cứ như thế như thế khổng minh mừng rỡ lập tức sai đi lý khôi đến chạy mã siêu cho người vào báo tin trước mã siêu biết lý khôi là người giỏi mồm mép tất đến dụ mình mới phục sẵn 20 tên đao phủ dưới trướng và dặn rằng, hễ ta xoay giết, thì chúng mày cứ băm nhỏ như cám cho ta. Một lát, Lý Khôi ngạo nghễ bước vào, mã siêu ngồi chỉnh trện trên trướng không đứng dậy, mắng phủ đầu ngay, mi đến đây làm gì? Khôi nói, ta chỉ đến đây làm thuyết khách, siêu nói, gươm của ta mới mài đây, mi thử nói đi xem, hễ nói không thông, thì ta sẽ mượn đầu mi để thử gươm. Khôi cười, nói, tài vạ tướng quân ở ngay trước mắt, ta chỉ e gươm mới mài chẳng thử nổi được đầu ta lại thử vào đầu mi đó thôi. Siêu nói, ta việc gì mà có vạ, khôi nói, ta nghe, nàng Tây Thi nước Việt, ai khéo chê đến đâu, cũng không che lấp được cái đẹp, nàng vô diệm nước tề, ai khéo khen đến đâu cũng không che lấp được cái xấu. Mặt trời đến trưa thì phải xế, mặt trăng tròn rồi thì phải khuyết, đó là lẽ thường thiên hạ. Này tướng quân cùng với Tào Tháo thì có mối thù vì Tào Tháo đã giết cha ở lũng Tây lại có thù giết mất vợ con. Trước không cứu được Lưu Trương mà đuổi quân Kinh Châu đi, sau không chế nổi được Dương Tùng để thấy mặt Trương lỗ. Này bốn biển không nhà, một thân vô chủ, nếu lại có trận thua ở vị kiều, ký thành, thì mặt mũi nào mà nhìn đến thiên hạ nữa. Siêu ngồi cúi đầu, suy nghĩ rồi tạ rằng, ông nói phải lắm, nhưng tôi không có đường lối nào mà đi bây giờ. Khôi nói, tướng quân đã nghe lời tôi, sao lại còn phục quân đao phủ ở dưới trướng? siêu có ý thẹn mới đuổi cả những quân đao phủ ra khôi nói lưu hoàng thúc biết kính người hiền trọng kẻ sĩ tôi chắc rằng ông ấy làm nổi được việc to cho nên bỏ lưu trương mà theo ông ấy tôn quân nhà tướng quân khi xưa có kết với hoàng thúc cùng nhau đánh giặc sao tướng quân không bỏ nơi tối tăm ra nơi sáng sủa để báo thù cho cha và lập công danh có được không mã siêu mừng lắm liền gọi dương bách vào chém một nhát chết rồi sách đầu cùng với mã đại đi theo Lý Khôi lên cửa ải xin hàng. Huyền Đức thân ra ngoài cửa tiếp vào, thết đãi tử tế. Siêu lại tả, nói, này mới gặp được Minh Chúa, ví cũng như quét đám mây mù mà trông thấy trời xanh. Bấy giờ tôn cán ở bên Dương Tùng vừa về, Huyền Đức lại sai mạnh đạt, hoắc tuấn giữ ải, còn mình thì rút quân đi lấy thành đô. Hoàng Trung, Triệu Vân ra nghênh tiếp Huyền Đức vào thành miên trúc. Có tin báo tướng tục là Lưu Tuấn mã hán dẫn quân đến khiêu chiến triệu vân nói tôi xin đi bắt hai thằng ấy nói đoạn lên ngựa đi liền bấy giờ huyền đức đang ngồi tiếp đãi mã siêu vừa uống được mấy chén thì tử long đã xách đầu hai tướng đem về nộp ở trước tiêu mã siêu thấy vậy thất kinh lại càng kính phục tử long lắm siêu nói không cần gì quân mã của chúa công phải đánh nhau nữa để siêu gọi lưu trương ra hàng nếu không hàng siêu xin cùng với em là mã đại đánh lấy thành đô hai tay dâng lên chúa công. Huyền Đức mừng lắm, hôm ấy uống rượu vui vẻ, quân thục thua trận, về ích châu báo với Lưu Trương. Trương kinh hãi, đóng chặt cửa thành lại không dám ra. Có tin báo mã siêu mang quân đến cứu, hiện đã đến mê Bắc thành rồi Trương bấy giờ mới dám lên thành đứng xem. Thấy mã siêu, mã đại ở dưới thành gọi trong lên rằng mời Lưu Quý Ngọc ra đây nói chuyện. Trương đứng trên thành hỏi xuống, siêu trỏ roi lên bảo rằng ta vốn vụng mệnh Trương lỗ lại cứu ích châu. Nhưng không ngờ Trương Lỗ nghe lời Dương Tùng rèm pha, muốn hại ta, nên ta đã theo về với Lưu Hoàng thúc. Ông cũng nên nộp đất xin hàng, kẻo để nhân dân khổ sở. Nếu còn mê hoặc thì ta đánh thành đây." Lưu Trương nghe xong, mặt xám như gió, khí uất đầy ruột, ngã quay xuống mặt thành. Các tướng cứu, tỉnh dậy." Trương nói, ta xét việc không được minh, hối lại làm sao cho kịp? Thà rằng mở cửa mà hàng, khéo để khổ đến nhân dân." Đồng Hòa nói, trong thành còn có ba vạn quân, tiền lương đủ dùng được một năm, can gì mà đã phải hàng. Lưu Trương nói, cha con ta ở nước thuộc hơn hai mươi năm, không có ân đức gì với dân. Thế mà đánh nhau ba năm nay, máu thịt tơi bời khắp đồng áng, tội lỗi tại ta cả, ta nghĩ sao cho đành giả. Chi bằng hàng quách đi để yên nhân dân, các tướng thấy nói chua xót làm vậy, ai cũng giỏ nước mắt. Bỗng có một người tiến lên nói rằng, chúa công nói thế, chính hợp lòng trời lắm, trường trông xem, thì là người Tây Sông Ba Tây, tên là Tiêu Chu Tự Doãn Nam Tài xem thiên văn. Trường hỏi lại, Tiêu Chu thưa rằng tôi xem thiên văn, thấy các vì sao tụ cả ở thục quận. Trong các ngôi sao, có một ngôi to sáng lắm, hình như mặt trăng, đó là tượng đế vương. Và lại năm ngoái có trẻ con hát rằng, muốn ăn cơm gạo mới nên đợi tiên chủ sang, đó cũng là điểm trời báo trước, chúa công không nên trái lòng trời. Hoàng Quyền, Lưu Ba nghe thấy nói vậy, đều rút gươm ra trực chém tiêu chu. Trương ngăn lại không cho giết, chợt có tin báo rằng quan thái thú ở thuộc quận là hứa tĩnh trèo qua thành ra hàng Lưu bị rồi. Trương nghe tin, khóc vang lên, trở về phủ. Hôm sau, huyền đức sai giản ung vào thành dụ Lưu Trương. Trương mở cửa thành ra tiếp vào, ung ngồi trên xe ngạo nghễ tự đắc lắm. Bỗng có một người rút gươm ra quát rằng tiểu nhân đắc chí dưới mắt không coi ai vào đâu, mi dám khinh người tục ta chăng? Ông vội vàng xuống xe chào hỏi, người ấy quê ở miên trúc Quảng Hán tên là Tần Bật, tự là Tử Sắc. Ông người, nói tôi không biết hiền huynh, xin thứ lỗi cho, hai người cùng vào ra mắt lưu trương, kể chuyện huyền đức nhân đức, không có lòng nào nỡ hại. Trương mới quyết ý ra hàng, đãi giản ông tử tế. Hôm sau, Trương mang ấn thụ, sổ sách cùng ngồi xe với giản ông đến xin hàng. Huyền Đức ra ngoài chạy tiếp vào, cầm tay Lưu Trương khóc mà nói, tôi không phải là không muốn làm điều nhân nghĩa, cùng là bất đắc dĩ mà phải thế này. Trương vào trại, dâng cả ấn thủ, sổ sách, rồi cùng với Huyền Đức cưỡi ngựa vào thành. Huyền Đức vào thành đô, chăm họ bày đồ hương hoa bái vọng khắp dọc đường. Huyền Đức vào công sảnh, các quan quỳ lạy cả dưới thêm. Chỉ có hoàng quyền, Lưu Ba đóng cửa không chịu ra. Các tướng muốn bắt giết ngay, Huyền Đức không cho truyền lệnh rằng ai dám hại hai người ấy thì giết cả họ, truyền lệnh rồi, Huyền Đức vào tận nhà hai người mời ra làm quan. Hai người cảm ơn ấy mới chịu ra, Khổng Minh nói rằng Tây Xuyên này đã bình định, không thể để một nước có hai chủ, nên cho Lưu Trương sang ở bên Kinh Châu. Huyền Đức nói, ta mới lấy được thuộc quận, chưa nên để quý ngọc đi xa. Khổng Minh nói, Lưu Trương mất cơ nghiệp, chỉ vì nhu nhược quá, chúa công nếu bắt trước nhân đức của đàn bà làm đến việc không có quyết đoán, tôi e rằng cũng không ở được đất này mãi đâu. Huyền Đức nghe lời, mở một tiệc yến trong, mời Lưu Trương đến ăn tiệc, phong cho làm chấn oai tướng quân, bảo thu xếp của cải, đưa vợ con gia nhân đầy tớ sang ở huyện công an bên Kinh Châu, khởi hành ngay hôm ấy. Huyền Đức tự lĩnh chức mục ích châu, trọng thường cho các văn võ theo hàng, định danh tước, nghiêm nhan làm tiền tướng quân, Pháp chính làm thái thú tục quận, đồng hòa làm trường sử bằng nghĩa làm tư mã, Lưu Ba làm tả tướng quân, Hoàng Quyền làm hữu tướng quân. Ngoài ra, Ngô Ý, Phí Quan, Bành dạng Trác Ung, Lý Nghiêm, Ngô Lan, Lôi Đồng, Lý Khôi, Trương Dực, Tần Bật, Tiêu Chu, Lã Nghĩa, hoắc Tuấn, Đặng Chi, Dương Hồng, Chu Quần, Phi Vĩ, Phí Thi, Mạnh Đạt, Văn Vũ cả thầy hơn 60 người, đều được tuyển dụng. Lại phong ra cát lượng làm quân sư, quan văn trường làm đăng khấu tướng quân, Hán Thọ Đình Hầu, Trương Phi làm Trinh Lộ Tướng Quân, Tân Đình Hầu, Triệu Vân làm Trấn Viễn Tướng Quân, Hoàng Trung làm Trinh Tây Tướng Quân, Ngụy Diên làm Dương Võ Tướng Quân, Mã Siêu làm Bình Tây Tướng Quân. Còn bọn Tôn Càn, Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong, Ngô Ban, Quan Bình, Chu Thương, Lưu Hóa, Mã Lương, Mã Tác, Tưởng Uyển, Y Tịch, bao nhiêu văn vũ ở Kinh Tương, đều được thăng thường. Huyền Đức sai sứ mang 500 cân vàng, 1000 cân bạc, 5000 vạn quân tiền, 1000 tấm gấm Tây tục sang Kinh Châu thưởng cho Vân Trường. Các quan tướng khác cũng được thưởng theo cấp bậc cả. Rồi giết châu, mổ bò khao quân sĩ, mở kho phát trần cho nhân dân. Quân dân ai nấy cùng vui vẻ, bình định xong ích châu, Huyền Đức lại muốn lấy những ruộng nương tốt ở thành đô, chia cho các quan triệu vân can rằng nhân dân ích châu gặp phải việc binh hỏa mấy năm nay, dụng vườn bỏ hoang nay nên trả lại cho dân để họ yên cư lạc nghiệp thì dân mới phục không nên cướp lấy làm phần thưởng riêng huyền đức mừng lắm nghe theo lời ấy sai ra cát lượng định ra luật lệ trị nước hình pháp hơi nặng pháp chính can rằng ngày xưa vua cao tổ đặt ra pháp luật chỉ có ba điều nhân dân đều cảm phục xin quân sư phải rộng hình nhẹ luật để yên lòng dân khổng minh nói người chỉ biết một chưa biết đến hai nhà Tần dùng phép dữ dội quá, muôn dân cùng oán, cho nên vua cao tổ dùng phép rộng rãi để được lòng dân. Nay lưu trương nhu nhược, chính lệnh không được nghiêm, thể thống dần dần suy tàn, chiều chuộng cho người ta ngôi chức cho vinh, ngôi cao quá thì sinh hỗn, yêu người ta ân tình trí thiết, ân đầm thắm quá thì sinh nhờn, bởi thế nên nát bét. Tà này trên dưới có phép tắc, có phép tắc rồi mới biết ơn, tức lộc có hạn có ngữ, có hạn ngữ rồi mới biết vinh ân uy gồm đủ, trên dưới có bậc, đạo trị dân như thế là rõ ràng. Pháp chính chịu lệ ấy là phải. Từ đó, quân dân yên ổn, chia binh ra giữa khắp cả 41 châu, đâu đấy đều được an cư lạc nghiệp. Pháp chính làm thái thú ở tục quận, báo ân báo oán, không bỏ sót một bữa cơm ân đức hay một cái lửa nguyết giận hơn. Có người nói với khổng minh nên hạn chế quyền hành pháp chính đi. Khổng minh nói, trước kia chúa công ta ngồi khốn ở một xứ Kinh Châu phía bắc sợ tào tháo phía đông gườm tôn quyền nay nhờ có hiếu trực giúp cho mới cất cánh bay liệm lên được không sợ ai dè ép mình nữa tà này lòng nào cấm đoán hiếu trực không cho y hà được một chút ý riêng hay sao pháp chính nghe khổng minh nói thế từ đó cũng phải chuồn tay một hôm huyền đức đang ngồi chơi với khổng minh chợt có quan bình từ kinh châu phụng lệnh quan vân si đến tạ ơn cho vàng gấm huyền đức triệu vào quan bình lại xong trình thư và nói rằng cha tôi nghe mã siêu võ nghệ giỏi lắm muốn vào xuyên để đọ tài vậy sai tôi đến bẩm với bá phụ việc ấy huyền đức giật mình nói nếu vân trường vào tục thi võ với mã mạnh khởi hai người tất hại mất một người thì làm thế nào khổng minh thưa chẳng hề chi việc ấy để tôi viết mấy chữ gửi về là xong huyền đức sợ vân trường nóng tính vào xuyên ngay chăng bèn sai khổng minh viết thư giao cho quan bình cấp tốc đưa về kinh châu bình về đến kinh châu vân trường hỏi ta muốn thi võ với mã siêu mày có bẩm cho ta không bình dâng trình tờ thư của khổng minh vân trường mở xem thư nói rằng tôi nghe tướng quân muốn thi đọ cao thấp với mã mạnh khởi cứ ý tôi thấy thì mạnh khởi tuy hùng dũng hơn người nhưng chẳng qua cũng vào một bọn kình bố bành việt đó thôi chỉ khả dĩ đua ganh với dược đức thì được chớ sao sánh được với ông dâu dài tuyệt vời. này tướng quân phục mệnh giữa kinh châu là một việc quan hệ rất lớn. nếu tướng quân vào xuyên ở kinh châu nhỡ xảy việc gì thì tội để đâu cho hết. xin tướng quân phải nghĩ mới được. vân trường xem xong, vuốt dâu cười mà nói rằng khổng minh biết bụng ta lắm. bèn đưa thư cho các quan xem, rồi không có ý vào xuyên nữa. đây nói tôn quyền ở đông ngô nghe tin huyền đức lấy được tây thục rồi, mới hội bọn trương chiêu. Cô ung đến bản rằng, khi xưa Lưu bị mượn kinh châu của ta, hẹn khi nào lấy được Tây Thục đuổi Lưu Trương gia công an thì trả. Này đã lấy được 41 châu Thục rồi, ta nên sai người đến đòi kinh châu, nếu không trả thì ta khởi binh đến đánh, các người nghĩ thế nào? Chiều thưa rằng, nước ngô mới yên, không nên động binh vội, tôi có một kế này, khiến cho Lưu bị phải đem kinh châu hai tay dâng lên nộp trả chúa công đó là tây thục vừa khai trời đất nước đông ngô lại hỏi nước non xưa chưa biết trương chiêu hiến kế ra làm sao xem đến hồi sau thì rõ hồi 66, quan vân trường một đao tới hội phục hoàng hậu vì nước bỏ mình lại nói tôn quyền muốn đòi kinh châu trương chiêu hiến kế nói rằng lưu bị trông cậy chỉ có gia cát lượng anh lượng là gia cát cần hiện đang làm quan ở đông ngô ta nên bắt cả già trẻ nhà cần đem giam lại rồi sai cần vào xuyên báo cho Gia Cát Lượng phải khuyên lưu bị trả Kinh Châu, nếu không sẽ bắt tội cả nhà Gia Cát Cần. Lượng nghĩ đến tình anh em ruột, tất phải vâng lời. Quyền nói Gia Cát Cần là người quân tử thực thà, sao nỡ giam già trẻ nhà người ta. Chiêu nói, nói trước cho biết đó là mẹo, thì tự nhiên cần yên tâm. Quyền nghe lời, báo với cần rồi bắt cả nhà giam vào trong phủ, và sai cần sang Tây Xuyên cần đi được mấy ngày đã đến thành đô, sai người báo tin cho Huyền Đức. Huyền Đức hỏi Khổng Minh rằng lệnh huynh đến đây có việc gì? Lượng nói đây tất lại là tôn quyền sai đến đòi kinh châu. Huyền Đức nói nói lại làm sao bây giờ? Khổng Minh nói chỉ nên nói như thế, như thế. Bản định đâu đấy. Khổng Minh ra đón gia cát cần vào thẳng công quán chứ không về nhà riêng. Chào hỏi xong, cần hu hu khóc ngay lên. Lượng hỏi anh có việc gì? Cứ nói cho em biết can gì mà phải khóc. Cần nói, cả già trẻ nhà ta, không khéo phải tội cả. Lượm nói, có phải vì việc không trả kinh châu mà cả nhà anh bị bắt phải không? Nếu thế thì em sao cho đành dạ? Thôi, anh cứ yên tâm, để em nghĩ kế trả lại kinh châu là xong. Cần mừng lắm, theo ngay khổng minh vào ra mắt Huyền Đức trình tờ thư của Tôn Quyền. Huyền Đức xem xong, nổi giận lên, nói rằng Tôn Quyền đi gả em cho ta, thừa cơ ta đi vắng dám sai người sang trộm em về ta đang muốn cất quân sang đánh báo thù việc ấy đồng ngô không biết nghĩ lại còn đến đòi kinh châu hay sao khổng minh khóc lại xuống đất mà nói rằng ngô hầu bắt cả nhà anh tôi mà chết tôi cũng không sống được một mình xin chúa công thương tôi mà trả kinh châu cho đông ngô cho tôi được vẹn tình anh em huyền đức nhất định không nghe khổng minh kêu khóc năn nỉ giờ lâu huyền đức mới nói rằng có phải thế Ta nể mặt quân sư hãy trả cho một nửa Kinh Châu là ba quận TS, Quế Dương và Linh Lăng. Khổng Minh lại nói nhờ ơn Chúa Công đã đồng ý, thì xin viết thư cho Vân Trường, để giao ba quận đó cho anh tôi. Huyền Đức bảo Gia Cát cần rằng, từ dù có đến Kinh Châu, nên nói mềm mỏng với em ta cho khéo. Em ta tính nóng như lửa, ta còn phải sợ, nên cẩn thận mới được. Cần xin tờ thư, rồi từ biệt Huyền Đức, Khổng Minh lên đường đến thẳng ngay Kinh Châu. Vân Trường ra tiếp vào ngồi chơi, cần đưa tờ thư của Huyền Đức ra và nói rằng Huyền Đức đã hứa trả cho Đông Ngô ba quận trước, xin tướng quân giao ngay cho, để tôi về thưa lại với chúa công tôi. Vân Trường biến sắc mặt, nói rằng ta kết nghĩa với anh ta ở vườn đào, thề với nhau giúp nhà Hán. Kinh Châu là đất của nhà Đại Hán, có đâu ta dám đem một tấc nào cho ai. Tướng ngừng ngoài, dẫu vua sai cũng có khi không chịu anh ta tuy viết thư ra đây nhưng ta nhất định không giao thì đã làm sao cẩn nói ngô hầu bắt giam cả vợ con tôi nếu tướng quân không trả thì nhà tôi phải tội cả xin tướng quân thương đến tôi một chút vân trường nói đó là quỷ kế của ngô hầu nói dối thế nào được ta cẩn nói tướng quân thật không nghĩ đến tình nghĩa gì cả vân trường cầm lăm lăm thanh kiếm quát lên rằng đừng nói nữa thanh kiếm này không có nể nang đâu nhé quan bình bước lên nói rằng xin cha bớt giận còn phải nể mặt quân sư vân trường nói nếu không nể mặt quân sư thì không cho ngươi trở về được đông ngô đông cần đỏ mặt thẹn thùng từ giã xuống thuyền lại trở vào tây xuyên nói với khổng minh nhưng khổng minh đã đi tuần hiểm nơi khác không có nhà cần lại phải kêu với huyền đức khóc lóc thuật chuyện vân trường đã không trả lại kinh châu còn muốn giết mình em ta nóng tính khó nói lắm tử du hãy chịu khó trở về để ta lấy nốt đông xuyên và hán trung sai vân trường ra giữ chỗ ấy, rồi mới giao trả được Kinh Châu. Cần không sao đợi được, phải ra về, kể lại chuyện đầu đuôi với Tôn Quyền. Tôn Quyền nổi giận nói rằng từ du đi đi lại lại, không được trò gì, hay là lại mắc phải mẹo ra cát lượng rồi đây. Cần nói, có đâu, em tôi kêu khóc mãi huyền đức mới trả ba quận, không ngờ vân trường lại ngang ngạnh không chịu. Tôn Quyền nói, có phải huyền đức đã hứa trả ba quận trước, thì ta thử sai quan sang cai trị xem sao. Cần nói, chúa công nói thế phải lắm, quyền cho Cần đem vợ con về. Một mặt sai quan đến ba quận nhận chức, được vài ngày, các quan lại đều bị đuổi về, vào kêu với tôn quyền rằng vân trường không cho ở bên ấy, tức khắc đuổi phải về luôn, ai chậm chạp thì y lăm le muốn giết. Quyền giận lắm, sai người gọi lỗ túc đến trách mắng rằng tử kính báo chủ cho lưu bị mượn kinh châu, nay y đã lấy được Tây Xuyên rồi, mà vẫn không chịu trả tử kính ngồi đấy mà nhìn được cho đành hay sang túc thưa tôi đã nghĩ được một mẹo đang định nói với chúa công quyền hỏi mẹo gì túc thưa rằng tôi xin đóng quân ở bờ sông mời vân trường đến ăn tiệc vân trường chịu đến thì lấy lời lẽ phải trang bảo y phải trả nếu không nghe thì phục quân đao phủ mà giết đi y không đến thì ta tiến ngay quân sang đánh lấy lại kinh châu là xong tôn quyền nói người nói cũng phải đấy nên làm ngay đi hám trạch can rằng Vân Trường là bậc hổ tướng ở đời, không dễ mà giết được đâu, nếu làm không xong thì lại hóa ra hại mình. Quyền giận nói rằng nếu cứ sợ mãi thế, thì bao giờ lấy lại được Kinh Châu. Bèn sai lộ túc cứ việc làm kế ấy cho chóng. Túc trở về lục khẩu, mời lã mông, cam ninh đến bàn luận mở tiệc yến ở trong đình lâm giang ngay cửa bến lục khẩu, rồi viết giấy mời sai người ăn nói giỏi qua sông sang Kinh Châu. Quan Bình hỏi cặn kẽ rồi dẫn vào thành ra mắt Vân Trường. Sứ giả trình tờ thư lên. Vân Trường xem xong báo sứ giả rằng tử kính đã có bụng mời ta. Ngày mai ta sẽ đến chơi. Người cứ về trước. Sứ giả ra về quan bình nói. Lỗ túc mời sang ăn yến. Tất có bụng bất chắc. Sao phụ thân cũng nhận lời. Vân Trường cười nói. Lạ gì mẹ ấy mà ta chẳng biết. Đấy tất là gia cát cần về nói với tôn quyền rằng ta không chịu trả ba quận. Cho nên sai lỗ túc đóng quân ở lục khẩu. Mời ta đến hội để đòi kinh châu. Nếu ta không đi, thì tất cười ta là nhát ngày mai ta chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ mười người đi theo cầm một thanh đao sang hội xem lộ túc dám gần ta không quan bình can rằng phụ thân sao lại đem tấm thân quý trọng như muôn lạng vàng mà vào hang hùm sói làm vậy làm thế không phải là trong công việc bá phụ đã ủy thác cho cha vân trường nói ta ở trong đám muôn gươm nghìn giáo tên đạn bời bời một ngựa tung hoành như vào chỗ không người có sợ gì đàn chuột giang đông mã lương cũng can rằng lỗ túc tuy là người tử tế nhưng đến lúc việc cấp cũng phải sinh bụng khác tướng quân chớ nên khinh thường mà đi vân trường nói ngày xưa đời chiến quốc người nước triệu là lạn tương như sức chói gà không nổi thế mà ở đám nội hàm trì còn coi vua tôi nhà tần chẳng vào đông huống chi ta có sức địch muôn người và ta đã chót hứa rồi không nên sai hẹn lương lại nói tướng quân có muốn sang chăng nữa thì cũng phải giữ gìn Vân Trường nói, chỉ sai con ta kén 10 chiếc thuyền nhanh nhẹn, 500 tên thủy thủ cho giỏi, trực sẵn bên sông. Khi nào thấy phất cờ thì chèo thuyền sang đón ta về. Quan Bình lĩnh mệnh, đi thu xếp thuyền bè, sứ giả về bẩm với lỗ túc rằng Vân Trường đã vui vẻ nhận lời, ngày mai sẽ đến. Túc bản vơi lã mông rằng, chuyến này y đến thì ta làm thế nào? Mông nói, nếu y đem quân đến, tôi xin cùng với Cam Ninh phục quân ở bờ sông, đốt pháo làm hiệu đổ ra đánh giết. Vì bằng y không mang quân đến, thì chỉ cần phục 50 tên đao phủ nơi hậu đình, giết phăng ngay y ở tiệc là xong. Bản định xong xuôi, hôm sau túc sai người đứng trực ở cửa sông. Cuối giờ thìn, thấy trên mặt sông có một chiếc thuyền bơi đến, chỉ có vài thủy thủ. Một lá cờ đỏ phấp với trước gió, giữa có chữ, quan, cực trong. Khi thuyền đến gần, nhìn rõ vân trường đội khăn xanh, mặc áo bảo lục, ngồi chễm trệ bên cạnh đó chu trương vác thanh long đao đứng hầu lại có tám chín người quan tây to lớn lực lưỡng mỗi người đeo một thanh mã tấu lỗ túc có vẻ khiếp sở ra tiếp vào trong đình chào hỏi trà nước xong túc mời vân trường vào việc túc cầm chén mời rượu không dám ngẩng mặt lên trông vân trường thì cười nói như thường rượu uống được nửa chừng túc mới nói tôi có một việc muốn thưa với tướng quân xin tướng quân xét cho khi trước tôi có nhận cho hoàng thúc nguyện kinh châu của chủ tôi để ở tạm hẹn đến khi lấy được tây thục thì trả lại nay lấy được rồi mà lại không trả trả hóa ra nói sai ư vân trường nói đó là việc công nhà nước trong tiệc rượu không nên nhắc đến làm chi chủ tôi chỉ có một đất giang đông thế mà chịu cho nguyện kinh châu bởi vì thấy các ngài gặp cơn khốn mỹ không có nơi nào nương nhờ nay đã lấy được thục đáng lẽ trả lại kinh châu mới phải thế mà hoàng thúc còn tiếc chỉ trả một nửa, tướng quân lại không nghe, như thế thì sao cho phải lẽ? Vân Trường nói, việc ở ô lâm, anh tôi xông pha mũi tên hòn đạn, cô sức để cùng phá giặc, có lẽ đâu khó nhọc mà không được thước đất nào. Túc Hạ lại còn muốn đòi đất ư, ừ, Túc nói, không phải thế, trước kia, hoàng thúc với tướng quân thư ở trường bản, kế đã cùng, sức đã kiệt, toàn trôn tránh đi ở nơi xa, chủ tôi thương hoàng thúc cho mượn đất lấy chỗ chú chân để gây cơ nghiệp thế mà hoàng thúc quên ơn phụ nghĩa đã lấy được tây thục lại chiêm giữ cả kinh châu tham lam không biết điều chẳng bỏ để cho thiên hạ chê cười đó mà thôi xin tướng quân với hoàng thúc kết nghĩa vườn đào thề cùng sống thác hoàng thúc cũng như tướng quân tướng quân cũng như hoàng thúc sao lại thoái thác làm vậy vân trường chưa kịp trả lời chu thương ở dưới thềm quát lên rằng đất đai trong thiên hạ người nào nhân đức thì được ở, có phải của Diêm Đông Mô Đông Vân Trường sầm mặt đứng ngay dậy, rằng lấy thanh long đao của Chu Thương đang vác, đứng ra giữa sân, đưa mắt cho Chu Trương và quát rằng đây là việc nhà nước, sao mi nói lôi thôi, bước ngay. Chu Thương biết ý, chạy ra bờ sông, cầm lá cờ đỏ phất một cái, quan bình trông thấy hiệu cờ, Mười chiếc thuyền bay đến vùn vụt như tên. Vân Trường tay phải cầm đao, tay trái nắm chặt lấy tay lỗ túc, giả đỏ say rượu, ông mời tôi đến ăn tiệc, đừng nhắc đến việc Kinh Châu làm chi e tổn thương đến ân tình cũ. Khi khác, mời ông đến chơi Kinh Châu, sẽ lại bàn bạc, lỗ túc sợ hết hồn hết vía, bị vân trường dắt ra mãi bờ sông. Lã mông, Phạm Ninh định dẫn quân phục sông ta, nhưng thấy vậy sợ lỗ túc bị hại, đành im thiên thít, không dám cửa quậy. Vân trường đến bên, lên thuyền, mới buông tay lỗ túc ra, từ biệt trở về túc đứng ngây người trông theo. Thuyền quan công lướt gió đi nhanh, có thơ khen vân trường rằng, coi rẻ đông ngô tựa trẻ thơ, một đao tới hội, mấy ai ngờ, anh hùng chí khí lừng trên tiệc gặp mấy tương nhựa hám chỉ, vân trường trở về kinh châu. Lỗ túc bảo với lã mông rằng, kê ấy không xong, làm thế nào, mông nói, ta nên báo với chúa công, cất quân sang đánh một phen. Túc lập tức sai người về báo với tôn quyền, quyền nghe tin giận lắm, muốn khởi hết cả quân trong nước đến lấy Kinh Châu. Chợt có tin báo rằng Tào Tháo lại khởi 30 vạn đại quân đến đánh báo thù. Quyền thất kinh sai lỗ túc đừng gây việc đánh Kinh Châu vội, hãy rút quân về cả nhu tu, hợp phì để cự nhau với Tào Tháo. Nói về Tào Tháo toàn khởi binh sang lấy Giang Nam, có quan tham quân là phó cán tự ngạn tài can rằng cán tôi nghe, dùng võ trước phải có uy, dùng văn trước phải có đức. Uy, đức giúp nhau, rồi mới nên được vương nghiệp khi trước, thiên hạ đại loạn, Minh Công dùng võ để dẹp yên, 10 phần đã dẹp được 89 phần rồi. Nay chỉ còn ngô và thục chưa phục, nhưng nước ngô có con sông dài hiểm trở, nước thục thì có núi cao gập ghềnh, khó dùng uy mà đánh nổi được. Tôi thiết nghĩ nên sửa sang văn đức của mình, xếp áo giá, cất vũ khí, cho quân sĩ nghỉ ngơi, chờ khi nào có dịp gì, ta sẽ lại cử động. Này nếu cất vài mươi vạn quân đóng bên bờ sông Trường Giang, bên kia họ cư giữ chỗ hiểm yếu không đánh thì quân ta dù đến đâu cũng là vô dụng mẹo mực dù khôn đến đâu cũng chẳng làm gì uy của ngài chẳng hóa ra nhà mất du xin minh công xét cho kỹ tháo nghe lời mới bãi tiệc đánh phương nam mở ra trường học kén dùng những kẻ văn sĩ bởi thế quan thị trung là bọn vương sán, đỗ tập vệ khởi hòa hiệp bốn người muốn tôn tào tháo lên làm ngụy vương quan trung thư lệnh là tuân du can rằng không nên thế Thừa tướng phong đến cửu tích, ngôi đã cực phẩm rồi, nay lại thăng đến ngôi vương nữa, e không hợp lý lắm. Tào Tháo nghe biết, giận lắm, nói rằng người này lại muốn bắt trước Tuân Úc ngày xưa đây. Tuân dù biết ý, lo nghĩ thành bệnh, được hơn 10 ngày thì chết, thọ 58 tuổi. Tào Tháo cho làm ma chay tử tế, và cũng bãi tiệc phong vương. Một hôm, Tào Tháo đeo gươm vào cung, vua hiên đế đang ngồi chơi với Phục Hoàng Hậu. Phục Hậu thấy Tào Tháo vào vội vàng đứng dậy, vua cũng sợ run cả người. tháo nói rằng tôn quyền, lưu bị mỗi người chiếm giữ một phương, không biết tôn triều đình, bệ hạ nghĩ làm sao? vua nói việc đó mặc thừa tướng cư xử thế nào xong thì thôi. tháo nổi giận nói bệ hạ nói thế, người ngoài không biết lại ngờ tôi khinh bệ hạ. vua nói thừa tướng chịu giúp cho chấm thì may lắm, dù không cũng xin dù lòng tha cho chấm. tháo trợn mắt lên nhìn vua nét mặt hầm hầm bỏ ra. tả hữu tâm với vua rằng gần nay ngụy công muốn làm ngụy vương, không khéo lúc nữa tất có việc cướp ngôi. vua và phục hậu cùng khóc. phục hậu nói rằng cha thiếp là phục hoàn vẫn có ý muốn giết tào tháo. thiếp xin viết một phong thư sai người đưa cho cha thiếp để nghĩ kế mà trừ nó đi. vua nói ngày xưa đồng thừa làm việc không cần mật, đến nỗi xảy ra vạ trong. nay sợ lộ chuyện ra, thì chấm với hậu cùng nguy cả. Hậu nói, nếu để vậy, thì khác nào sớm tối ngồi trên bàn trông, thả chết đi cho sớm. Thiếp xem trong bọn hoạn quan, chỉ có Mục Thuận là người trung nghĩa, nên sai đem bức thư này đưa cho cha thiếp. Vua mời đòi Mục Thuận vào sau đánh bình phong, đuổi tả hữu ra ngoài, rồi vua và phục hậu cùng khóc, nói với Mục Thuận rằng giặc tháo muốn làm ngụy vương, nay mai tất có việc cướp ngôi. Chấm muốn sai quốc trượng là phục hoàn trừ giặc ấy nhưng lại sợ tả hữu là tâm phúc giặc cả, không biết cậy vào ai. Này muốn sai người đưa thư của Hoàng hậu cho Phục Hoàn, chắc người là người trung nghĩa, tất không phụ chấm. Mục Thuận cũng khóc mà tâu rằng tôi được đội ơn dày của bệ hạ, há không một chết để báo đền. Bệ hạ đã sai, tôi xin đi ngay, Phục Hoàng hậu mới viết thư giao cho Mục Thuận. Thuận cài thư vào trong búi tóc, lẻn trong cung cấm đi ra, đến nhà Phục Hoàn, đưa thư, Hoàn thấy chữ Phục Hậu, bảo với Mục Thuận rằng, ở đây tâm phúc của Tào Tháo nhiều lắm, không trừ được ngay đâu. Phải đợi khi nào Tôn Quyền ở Giang Đông, hoặc là Lưu Bị ở Tây Thục, hai sứ ấy cất quân đến đánh mặt ngoài, Tào Tháo tất phải thân chinh ra địch, bấy giờ sẽ tìm những người trung nghĩa trong triều, đồng tâm hiệp lực, trong ngoài súng lại mà đánh, thì mới có thể xong việc được. Thuận nói, Hoàng trưởng nên viết giấy đưa lại tâu với vua và Hoàng hậu, cầu xin tờ mật chiếu sai người lén đưa thư cho hai nơi ngô, thục, bảo họ cất quân đánh giặc để cứu vua. Phục hoàn viết thư giao cho mục thuận, thuận lại giấu vào trong búi tóc, từ biệt về cung. Không ngờ đã có người báo cho Tào Tháo biết, Tháo đứng chờ ở trước cửa cung, mục thuận về đến đấy, Tháo hỏi, mày đi đâu về, thuận đáp, hoàng hậu có bệnh, sai tôi đi mời thầy thuốc, Tháo hỏi, thầy thuốc đâu, thuận đáp, bẩm chưa đến, Tháo quát tả hữu khám xét khắp cả trong mình mục thuận, không thấy có vật gì. Tháo cho đi, bỗng đầu cơn gió bay lật mất mũ của mục thuận. Tháo thấy vậy, gọi thuận lại, khám trong mũ một giờ lâu, cũng không thấy gì. Tháo trả mũ, thuận hai tay đỡ lấy rồi sẽ vén tóc gáy đội lật trở lên. Tháo sinh nghi ngay, sai tả hữu khám trong búi tóc, bắt được thư của Phục Hoàn. Tháo xem thư thấy nói tâu vua xin kết liên thư của Tôn Quyền và Lưu bị làm ngoại ứng. Tháo giận lắm, bắt Mục Thuận về nhà kín cha hỏi thuận nhất định không khai điều gì ngày đêm hôm ấy tháo điểm ba nghìn giáp binh vây cả nhà phục hoàn bao nhiêu già trẻ bắt sạch khám trong nhà lại bắt được tờ thư chính tay phục hoàng hậu viết lập tức cả ba họ nhà phục bị hạ ngục trời tang tảng sáng tháo sai tướng ngự lâm quân là khước hự cầm cờ tiết vào cung thư lấy tỷ tụ của hoàng hậu khi ấy vua đang ngồi ở ngoài điện thấy khước hự dẫn ba trăm giáp binh vào thẳng cửa cung vua hỏi có việc gì Lữ Tâu rằng, chúng tôi phụng mệnh ngụy công vào thu tỷ thụ của Hoàng hậu. Vua biết là việc lộ rồi, ruột gan như cắt. lự đến hậu cung, phục hậu vừa ngủ dậy, Lữ gọi người giữ tỷ thụ thu lấy rồi trở ra. Phục hậu thấy việc cấp đến nơi, liền ẩn vào trong vách hai tầng ở sau buồng. Một lát, hoa hâm dẫn 500 giáp binh vào hậu điện tìm phục hậu. Hỏi công nhân, công nhân nói không biết, hầm sai quân phá cửa son mà tìm, cũng không thấy hầm đoán là ở trong vách, sai phá vách, quả nhiên có phục hậu ở đấy. Hầm sấn vào nắm tóc lôi ra, phục hậu kêu van, hầm mắng rằng mì ra mà kêu với ngụy công, phục hậu xóa tóc đi chân không, hai tên lính áp điệu đi ra. Hoa hầm vốn là người có tài danh, khi xưa cùng với Quản Ninh, Bính Nguyên kết bạn thân với nhau, người bấy giờ gọi bọn ba người là con rồng, hoa hâm là đầu, Bính Nguyên là bụng, Quản Ninh là đuôi. Một bữa, ninh với hâm bừa đất giống rau thấy một cục vàng ninh cứ bừa gạt cục vàng ấy đi lại một bữa hai người đang ngồi đọc sách bỗng ở ngoài cửa có tiếng hò reo có một ông quan to ngồi xe đi qua ninh mặc cứ ngồi chững chạc xem sách hầm thì bỏ sách chạy ra xem từ đó ninh khinh hâm là người hèn hả không chơi với nữa về sau đội mũ trắng nằm ngồi một cái gác chân không mấy khi bước xuống đất chọn đời không chịu làm quan với nhà ngụy còn hâm thì trước theo tôn quyền, sau về với Tào Tháo, đến nay lại có chuyện bắt hoàng hậu. Người sau có thơ chê rằng, hoa hâm tàn ác sinh mưu hung, phá vách hoàng phi, nghĩ phải không, đảng ác một mai thêm cánh hổ, tiếng nhơ muôn kiếp nhục đầu rồng. Lại có thơ khen Quản Ninh rằng, liều đông đồn đại Quản Ninh lâu, người vâng lầu không tiếng vẫn lưu khinh giết tử ngư tham phú quý, há như mây trắng vốn phong lưu hoa hâm điệu phục hậu ra đến ngoài điện vua trông thấy đau xót sầu thảm xuống biếu lấy phục hậu mà khóc hầm nói rằng ngụy công sai bắt phải đi cho mong phục hậu khóc nói với vua rằng không cứu nhau được nữa du vua cũng khóc mà nói rằng chấm cũng chưa biết sống thác lúc nào đây giác sĩ dẫn phục hậu đi ra vua ôm bụng thương khóc thấy khước lự đứng ở bên cạnh vua nói khước công thiên hạ có việc thế này bao giờ không nói đoạn khóc lăn ra đất lự sai tả hữu vực vua vào cung Hoa hâm đem phục hậu đến chỗ Tào Tháo. Tháo mắng rằng ta xử với mày tử tế, sao mày lại muốn hại ta? Nếu ta không giết mày đi, thì mày cũng đến giết ta mà thôi. Lập tức sai lính đánh đập phục hậu đến chết rồi vào cung bắt hai con bà, đánh thuốc độc chết nốt. Đến chiều Tháo sai đem cả họ nhà phục hoàn và nhà mục thuận hơn 200 người, đưa ra chợ chém sạch. Trong chiều ngoài chiều, ai ai cũng kinh hãi, bấy giờ là tháng 11 năm kiến an thứ 19 người sau có thơ than rằng lòng đau độc địa hỡi a man hàng mấy trăm người nỡ giết oan vua hậu thương thay khi tử biệt không bằng chồng vợ trốn quân gian vua hiến đế từ khi mất bà phục hậu lo buồn mấy hôm không ăn được cơm tháo vào khuyên giải rằng bệ hạ đừng lo tôi không có bụng nào đâu con gái tôi đã vào cung hầu bệ hạ làm quý nhân hiền hậu hiếu thảo nên lập làm chính cung hoàng hậu bây giờ tháo bảo thế nào mà vua chả phải nghe ngày mồng một tháng riêng năm kiến an thứ hai mươi, nhân dịp ăn mừng tiết nguyên đán, vua lập tào quý nhân lên làm hoàng hậu. Các quan trong triều không ai dám nói, bấy giờ tào tháo uy thế mỗi ngày một thịnh, liền hội các đại thần, bàn việc đánh ngô, thúc. Giả hủ nói nên đòi hạ hầu đôn, tào nhân về mà bàn việc ấy. Tháo lập sức sai sứ đi triệu hai người về, hạ hầu đôn chưa đến, tào nhân đến trước, khi ấy tháo đang say rượu nằm nghỉ hứa chử cắp gươm đứng gác ngoài cửa cung tào nhân vào ra mắt tào tháo hứa chử không cho vào tào nhân giận nói ta là tôn tộc họ tào sao ngươi dám ngăn trở ta hứa chủ nói tướng quân tuy là thân tình nhưng là quan trấn thủ ngoài biên tôi tuy sơ tình nhưng hiện đương làm nội thị chúa công say rượu đang nằm nghỉ nên tôi không dám cho vào nhân thấy nói thế không dám vào nữa tháo biết chuyện than rằng hứa trừ thế mới là trung thần không được bao lâu hạ hầu đôn cũng đến cùng bàn việc đánh dẹp đôn nói ngô thục chưa có thể đánh được ta nên lấy hán trung của trương lỗ trước rồi dẫn quân đắc thắng lấy luôn thục nhân thể như thế chỉ đánh một trận là xong tháo nghe lời cất quân sang lấy hán trung đó là vừa sinh mưu ác khinh vua yếu lại dẫn quân hùng đánh nẻo xa chưa biết việc sau ra thế nào xem đến hồi sau mới rõ hồi 67, Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công, bến tiêu diêu, Trương Lưu khét tiếng, lại nói, Tào Tháo cất quân chinh Tây, chia làm ba đội, tiền đội tiêu phong là Hạ Hậu Uyên, Trương Cáp, Tháo tự lĩnh các tướng làm trung quân, hậu bộ là Tào Nhân và Hạ Hậu Đôn thì coi việc vận tải lương thảo. Có thám tử báo tin cho Trương Lỗ, Trương Lỗ bàn với em là Trương Vệ để cự địch. Vệ nói, ở Hán Trung ta, hiểm nhất là Ải Dương Bình em xin ra men rừng tựa núi, lập 10 doanh trại để chống nhau với quân Tào. Anh thì cứ ở Hán Ninh, phải chuẩn bị lương thảo cho nhiều để tiếp cho quân sĩ. Lỗ nghe lời ấy, sai đại tướng là Dương Ngang, Dương Nhiệm cùng với em cất quân đi ngay hôm ấy đến cửa Dương Bình hạ trại. Tiền quân là Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp đến nơi, thấy ải Dương Bình đã có phòng bị, liền lập trại cách thành 10 dặm. Đêm hôm ấy, quân sĩ mỏi mệt cùng nghỉ ngơi cả bỗng nhiên chia làm hai cánh quân kéo đến cướp trại hạ hầu yên vội vàng lên ngược thì bốn mặt quân đã kéo ùa vào quân tàu thua trong chạy tan nát cả hai người về ra mắt tào tháo tháo giận mắng rằng hai người cầm quân đã nửa đời người há lại không biết rằng quân đi xa khó nhọc phải phòng giặc đến cướp trại ư làm sao không giữ gìn trước tháo muốn chém hai người ấy để nghiêm quân pháp các quan kêu van mãi hai người mới được khỏi tội hôm sau Tháo tự dẫn quân làm tiền đội kéo đi. Tháo thấy núi non hiểm hóc, cây cối rậm rạp, không biết đường nào mà đi, nghi có quân phục, liền dẫn quân về, bảo với Hứa chử, "Từ Hoàng rằng, nếu ta biết nơi đây hiểm hóc thế này thì chẳng đem quân đến làm gì." Hứa chử bẩm, đã chót đến đây, chúa công chớ nên ngại khó nhọc. Hôm sau, Tháo chỉ mang Hứa chử, Từ Hoàng hai tướng đến xem trại trương về. Ba người vừa đi qua một chai núi, đã trông thấy trại tháo trỏ roi xuống, bảo rằng chạy bền vững thế kia, phá làm sao cho được. Tháo vừa nói dứt lời, bỗng ở sau lưng tiếng reo ầm ầm, tên bắn ra tua tua. Dương ngang, dương nhiệm chia quân làm hai ngả kéo đến. Hứa chử kêu lên rằng từ công minh giữ gìn chúa công cho khéo, ta ra đánh nhau với giặc đây. Nói đoạn, múa đào tế ngựa xông vào đánh hai tướng, hai tướng không địch nổi một mình hứa chử phải quay ngựa chạy. Các tướng khác thấy thế, không dám tiến lên nữa. Từ hoàng bảo vệ Tào Tháo, vừa qua sườn núi trước mặt, gặp một quân kéo đến, trông ra thì là quân của Hạ Hậu Uyên, Trương Cáp. Nguyên hai tướng nghe thấy tiếng reo, nên dẫn quân đến tiếp, vì thế mới đánh đuổi được Dương Ngang, Dương Nhiệm mà cứu được Tào Tháo về trại. Tháo trọng thưởng cho bốn tướng, từ đó hai bên cầm cự nhau hơn 50 ngày, không đánh chác gì nữa. Tháo truyền lệnh rút quân về, giả hủ nói thế giặc chưa rõ mạnh yếu thế nào sao chúa công đã rút quân? Tháo nói, ta thấy quân giặc ngày nào cũng phòng bị, khó lòng đánh được. Nên ta giả đò thu quân về, để cho giặc trễ nhác không phòng bị nữa, rồi ta mới chia quân khinh kỵ lẻn đến đánh mặt sau, như thế mới có thể phá được. Giả hủ nói, mẹo mực của thừa tướng thần diệu lắm, không ai sánh kịp. Tháo sai hạ hầu uyên, trương cáp mỗi người dẫn ba nghìn quân khinh kỵ tắt đường nhỏ đi lèn vào phía sau ải dương bình còn mình thì dẫn đại quân nhổ chạy rút về hết. Dương Ngang thấy Tào Tháo rút quân về, muốn thừa cơ đuổi đánh. Dương Nhiệm nói, Tào Tháo quỷ kế lắm, chưa biết thực như thế nào, không nên đuổi theo. Dương Ngang không nghe, nói rằng nếu ông không đi thì ta đuổi theo một mình vậy. Dương Nhiệm cố can mãi không được. Ngang đem hết cả quân năm trại đuổi theo, chỉ để một ít ở lại giữ nhà. Hôm ấy sương xa mù mịt, giáp mặt không thấy nhau quân dương ngang đi đến nửa đường không đi được, phải đóng lại nghỉ. Hạ Hậu Uyên dẫn quân đi lèn đường sau núi, thấy hơi mù phủ lấp cả trời đất, lại nghe tiếng người nói ngựa hí ồn ào. Uyên sợ có quân phục, túc quân cứ việc đi cho mau, thế nào đi lạc đường, đến trại dương ngang. Quân giữ trại tưởng là quân của nhà về, liền mở cửa cho vào. Quân tào kéo ùa cả vào, té ra là một trại bỏ không, mới đốt lửa lên, quân năm trại bỏ chạy cả. Khi cơn ngủ đã tan, Dương Nhiệm mới dẫn quân đến cứu, đánh nhau với Hạ Hầu Uyên, chưa được vài hợp, Trương Cáp ở mặt sau đã kéo đến. Nhiệm vừa đánh vừa chạy về Nam Trịnh, Dương Ngang đem quân trở về, thì Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp đã chiếm mất chạy rồi, đại quân của Tào Tháo tự mặt sau đánh đến. Hai mặt đánh ập lại, Dương Ngang muốn phá vòng vây chạy ra, gặp phải Trương Cáp giết chết. Còn quân sĩ chạy về cửa Dương Bình với Trương Vệ, Trương Vệ thấy hai tướng bị thua, các trại đã mất nửa đêm bỏ ngay ải Dương Bình trốn về. Tào Tháo lại được luôn cả ải Dương Bình nữa, trương vệ, dương nhiệm về ra mắt trương lỗ, vệ đổ cho tại hai tướng để mất cửa ải, lỗ giận muốn chém dương nhiệm. Nhiệm nói, tôi can dương ngang đừng đuổi quân Tào nhưng y không nghe, nên mới bị thua thế này. Tôi xin lĩnh một đạo quân lại ra đánh nhau, phe này tôi quyết chém được Tào Tháo, nếu không được xin chịu tôi. Lỗ bắt viết tờ cam kết, rồi cho Dương Nhiệm dẫn hai vạn quân ra khỏi Nam Trịnh Hạ Trại. Tào Tháo dẫn quân tiến lên, sai Hạ Hầu Uyên dẫn năm nghìn quân đi trước, ra đường Nam Trịnh do tháng vừa gặp quân của Dương Nhiệm đến nơi. Hai bên giàn trận, Nhiệm sai bộ tướng là Sương Kỳ ra ngựa, giao phong với Hạ Hầu Uyên, chưa được ba hiệp kỳ đã bị Uyên chém chết rồi lăn xuống ngựa. Nhiệm vác giáo tế ngựa ra, đánh nhau với Uyên độ ba mươi hiệp. Uyên giả thua chạy, Nhiệm đuổi theo, Uyên dùng trước đà đao, chém nhiệm chết nốt, quân sĩ tan vỡ chạy về. Tào Tháo thấy Hạ Hầu Uyên chém được Dương Nhiệm rồi, lập tức tiến quân đến thẳng Nam Trịnh Hạ Trại. Trường lỗ tụ văn võ lại bàn bạc, Diêm Phú nói, tôi xin cử một người có thể địch nổi các tướng của Tào Tháo. Lỗ hỏi ai, Phú thưa rằng, ở đây có bảng Đức, trước theo mã siêu hàng với Chúa Công. Về sau mã siêu sang Tây Xuyên, y ốm không đi được. Hiện nay y nhờ Chúa Công an dưỡng, Sao chúa công không sai đi? Trương Lỗ mừng lắm, gọi Bàng Đức đến thưởng cho rất hậu, rồi điểm một vạn quân mã, sai Đức ra khỏi thành mười dặm cự nhau với quân Tào. Đức cưỡi ngựa ra khiêu chiến, Tào Tháo trước vị kiều, đã biết Bàng Đức là người khỏe, mới dặn các tướng rằng, Bàng Đức là dũng tướng ở Tây Lương, nguyên là thủ hạ Mã Siêu trước. Này tùy theo Trương Lỗ nhưng chưa vừa ý, ta muốn dùng người ấy, các người nên đánh từ từ, đợi khi sức hắn yếu rồi hãy bắt sống lấy. Trương Cáp ra trước, đánh được vài hiệp thì lùi, Hạ Hậu Hiền cũng đánh vài hiệp rồi chạy. Từ Hoàng cũng thế, hứa chử đánh hơn 50 hiệp cũng chạy nốt. Bảng Đức một mình địch nổi bốn tướng không ngực chút nào. Các tướng ai cũng khoe với Tào Tháo rằng bảng Đức võ nghệ giỏi lắm. Tháo mừng rỡ, bàn với chúng rằng làm thế nào để cho người ấy về với ta. Giả hủ thưa, tôi nghe Trương Lỗ có một mưu sĩ là Dương Tùng, tính tham lam, hay ăn của đút nay ta đem vàng lụa đốt cho y để y dèm pha bảng đức với trương lỗ thì ta mới có thể dụ được. Tháo nói, làm thế nào cho người đi lèn được vào thành Nam Trịnh. Hủ nói, ngày mai đánh nhau, ta giả đò thua bỏ chạy, để cho bảng đức chiếm lấy. Rồi đến nửa đêm ta cướp chạy, bảng đức tất chạy lui vào thành. Ta kén sẵn lấy lột người khéo nói, ăn mặc giả làm quân giặc, khi bảng đức chạy thì đi lẫn vào thành. Tháo nghe kế ấy, một tên quân sĩ khôn ngoan, đưa cho một cái áo giáp vàng, mặc vào trong mình, ngoài mặc áo hiệu quân Hán Trung, đứng trực sẵn ở dọc đường. Hôm sau, Tháo sai Hạ Hầu Uyên, trương cáp phục sẵn hai đạo quân ở nơi xa, rồi sai từ Hoàng gia khiêu chiến. Chưa được mấy hiệp, Hoàng thua chạy, bảng Đức thúc quân đánh bừa vào, quân Tào rút cả, Đức cướp ngay trại chứa đầy lương thảo. Đức mừng lắm, sai báo tin về trương lỗ biết, và mở tiệc trong trại ăn mừng. Cành hai đêm hôm ấy bỗng nhiên thấy ba mặt lửa cháy, rồi từ hoàng, hứa trừ ở giữa, trương cáp ở tả, hạ hậu hiên ở hữu cùng đổ cả lại cướp trại. Bảng Đức chưa kịp đề phòng lên ngựa chạy vào thành, quân ba phía sau lưng đuổi tới, bảng Đức lập tức gọi mở cổng thành dẫn quân vào. Bấy giờ, tên lính của Tào Tháo cũng trả trộn theo vào đến thẳng phủ Dương Tùng nói rõ ràng, ngụy công lâu nay vẫn mộ cao đức của ngài, nay sai tôi đem đâm cái áo giáp vàng làm tin có tờ mật thư dâng lên ngài coi tùng mừng lắm xem thư xong bảo với tên lính rằng về bẩm với ngụy công rằng ngài cứ yên tâm tôi sẽ liệu tìm mẹo hay để giúp ngài nói rồi cho tên lính về trước đêm hôm ấy tùng vào ra mắt trương lỗ nói rằng bảng đức ăn đút lót của tào tháo đã cố tình để thua trận vừa rồi lỗ giận lắm gọi bảng đức đến toàn chém diêm phú ra sức can ngăn lỗ mới mắng rằng ngày mai ra đánh nếu không thắng thì ta sẽ lấy đầu ngươi đi bảng đức căm tức lui ra ngày hôm sau quân tào đến đánh bảng đức dẫn quân ra địch tháo sai hứa trừ ra trừ giả đò thua chạy đức đuổi theo tháo cưỡi ngựa đứng trên đỉnh núi gọi rằng bảng lệnh minh sao không hàng đi cho sớm bảng đức nghĩ nếu bắt được tào tháo thì bằng bắt một nghìn viên thượng tướng liền tế ngựa lên núi bỗng nhiên thấy ẩm một tiếng như trời long đất lở cả người lẫn ngựa bảng đức sa xuống hố quân phục bốn mặt đổ ra kẻ câu liêm người thường chạc, bắt sống ngay được Bàng Đức trói đem lên núi. Tháo vội vàng xuống ngựa, cởi trói cho Bàng Đức, rồi hỏi rằng: người có chịu hàng ta không? Bàng Đức nghĩ đến nguồn cơn trương lỗ xử bất nhân với mình, bèn tình nguyện xin hàng. Tháo đỡ Bàng Đức lên ngựa, gióng cương về trại. Quân báo với trương lỗ, lỗ lại càng tin lời dương tùng là thật. Hôm sau, Tào Tháo kéo quân đến, bắc thang chung quanh ba mặt thành bắn tên vào. Lỗ thấy thế nguy cấp lắm bàn với em là trương vệ nói nên đốt sạch cả kho tàng đi rồi chạy ra núi nam sơn giữ ở ba trung cũng được dương tùng nói chi bằng mở cửa thành ra hàng là hơn lỗ còn dùng rằng chưa quyết vệ nói chỉ nên đốt hết rồi chạy đi thôi trương lỗ nói ta vẫn có ý về với triều đình nhưng chưa có dịp nay bất đắc dĩ mà phải chạy đi trốn kho tàng là của triều đình không nên hao phí như thế bèn sai khóa cả lại tử tế rồi canh hai đêm hôm ấy dẫn cả gia quyến mở cửa nam đánh ra tào tháo không cho đuổi theo dẫn quân vào nam trịnh thấy kho tàng phong khóa phân minh có ý thương trương lỗ sai người đến ba trung khuyên dỗ về hàng lỗ muốn hàng vệ không nghe dương tùng mật sai người đưa thư cho tháo xui binh đến để mình làm nội ứng tháo được thư dẫn quân đến ba trung lỗ sai trương vệ dẫn quân ra địch vệ đánh nhau với hứa chữ bị chữ giết chết quân sĩ chạy về báo với trương lỗ lỗ định giữ vững trong thành không ra dương tùng khuyên rằng nay nếu không ra đánh tức là ngồi mà chịu chết mất tôi xin giữ thành chúa công nên ra quyết một trận sống mái lỗ nghe lời diêm phố can không nên ra lỗ không nghe cứ dẫn quân ra nghênh địch chưa kịp đánh nhau hậu quân đã bỏ chạy lỗ vội vàng phải lui về lỗ về đến dưới cửa thành tùng đóng cửa không cho vào lỗ hết đường chạy Tào Tháo lại đuổi đến sau lưng, gọi bảo rằng, sao không chịu hàng đi cho sớm, lỗ không thể nào được nữa, phải xuống ngựa xin hàng. Tháo mừng lắm, nghĩ đến việc nghiêm khóa kho tàng lại không đốt, có lòng thương và đối đãi tử tế, phong cho làm trấn nam tướng quân. Bọn Diêm Phú cũng phong cho làm liệt hồng, hán trung yên ổn rồi, Tháo truyền lệnh đặt các thái thú và quan đô úy cai trị các quận, thưởng cho các tướng sĩ, chỉ có Dương Tùng bán chúa cầu vinh lập tức tháo sai đem ra chợ chém đầu để răn kẻ khác. Người sau có thơ rằng, quên ơn bán chúa khéo mua công, vàng bạc vơ nhiều có vững không, vinh chửa thấy đâu, liền thấy nhục nghìn năm ai kẻ sót xương tùng, tào tháo lấy xong đông xuyên. Quan chủ bộ là tư mã y hiến kế rằng, lưu bị dùng mẹo lừa, cố cướp lấy ích châu của lưu trương, nhân dân thục chưa quy phục. Này chúa công đánh phá được hán trung, chấn động cả ích châu nên tiến binh đến đánh cho mau thì đất này phải vỡ lở có câu rằng dẫu có trí khôn không bằng thừa thế dịp này chúa công chớ nên để lỡ tào tháo than rằng người ta không biết thế nào cho vừa ý đã được lũng lại còn mong thục du lưu hoa nói tư mã trọng đại nói phải đấy nếu để chậm thì ra cắt lượng sáng suốt việc trị nước mà làm tướng văn bọn quan trương khéo trùm ba quân mà làm tướng võ dân thục yên rồi chia ra giữa các nơi cửa ải thì không sao lay chuyển được nữa đâu tháo nói quân sĩ đi xa mỏi mệt lắm rồi hãy nên cho nghỉ ngơi đã liền đóng quân ở yên một chỗ nói về nhân dân tây xuyên nghe tin tào tháo lấy được đông xuyên rồi trong một ngày hai ba lần kinh hãi huyền đức đâm lo mời khổng minh bàn bạc khổng minh nói tôi có một kế này khiến cho tào tháo tự nhiên phải rút quân về tào tháo chia quân ra đóng ở hợp vì là có ý sợ tôn quyền này nếu ta đem ba quận giang hạ, TS, Quế Dương trả cho Đông Ngô, sai một biện sĩ sang bày tỏ lợi hại, suối Đông Ngô đánh hợp phì, Tào Tháo tất phải quay binh về mặt Nam. Huyền Đức hỏi ai có thể sang Đông Ngô, y tịch xin đi Huyền Đức mừng lắm, viết thư và sắm đủ lễ vật, sai y tịch đến Kinh Châu trước nói chuyện với Vân Trường, rồi sang Đông Ngô. Y tịch biến mặt lăng, vào ra mắt tôn quyền, quyền hỏi người đến đây có việc gì? Tịch thưa, trước kia Gia Cát Tử Du có đến đòi ba quận TS vì quân sư tôi đi vắng, cho nên chưa giao lại được, nay xin đem trả lại. Còn Kinh Châu, Nam quận, Linh Lăng cũng muốn trao trả nốt, nhưng ngặt vì Tào Tháo cướp lấy Đông Xuyên, khiến cho quan tướng tôi không có chỗ ở, hiện nay hợp vì bỏ trống, xin quân hầu cất quân đánh đi. Chủ tôi nếu lấy nốt được Đông Xuyên, sẽ xin trả hết cả xứ Kinh Châu. Quyền nói, người hãy ra nghỉ ngơi quan xá để ta còn bàn bạc tịch cáo từ trở ra quyền hội các mưu sĩ bàn bạc trương chiêu nói đây tất là lưu bị sợ tào tháo đến đánh tây xuyên cho nên mới bày ra mẹo này tuy thế ta cũng nên nhân lúc tào tháo ở hán trung thừa cơ lấy ngay hợp phì đi cũng hay quyền nghe lời ấy bảo y tịch về trước rồi bàn việc cất quân đánh hợp phì một mặt sai lộ túc thu lấy ba quận ts giang hạ quế dương đóng đồn tại cửa lục khẩu đòi lã mông Cam Ninh về, và sai người ra dư hàng gọi lăng thống. Lã mông, Cam Ninh đến trước, mông hiến kế rằng hiện nay Tào Tháo sai chu quang chấn thủ ở huyền thành, mở mang cầy cấy, cung cấp lương về hợp phỉ cho quân ăn. Ta nên đánh huyền thành trước, rồi sẽ đến lấy hợp phỉ sau. Quyền đồng ý, sai lã mông, Cam Ninh làm tiên phong, tưởng khâm, phan trương làm đoạn hầu, quyền dẫn chu thái, trần võ, đồng tập, từ thịnh làm trung quân bấy giờ trình phủ hoàng cái hàn dương mỗi người giữ một nơi xa không theo đi đánh quân sĩ sang sông qua hòa châu đến huyền thành chu quang là thái thú huyền thành sai người đến hợp phì cầu cứu một mặt giữ vững thành trì không ra đánh quyền đến dưới thành đứng ngắm trên mặt thành bắn tên xuống như mưa một mũi tên tin vào lọng tôn quyền quyền về trại hỏi các tướng dùng kế gì để lấy được thành đồng tập nói nên sai đắp ụ đất ngoài thành mà bắn vào từ thịnh nói nên bắc thang, bắc cầu vồng trông vào trong thành mà đánh. Lã mông nói những cái ấy lâu ngày mới xong, nếu quân ở hợp phì đến cứu, thì không sao đánh được nữa. Quân ta mới đến đây, sĩ khí đang mạnh, nên nhân lúc này đánh dấn ngay đi. Sáng sớm mai tiến quân, đến trưa đánh thành, quyền nghe lời ấy, hôm sau, canh năm, cơm nước xong, ba quân tiến đến, trên thành bắn tên và đá xuống loạn xạ. Cam ninh tay cầm một cái rùi sắt, xông pha tên đạn, nhảy lên mặt thành. Chu Quang sai quân châu cả cung nỏ vào Cam Ninh mà bắn. Ninh cầm gươm gạt tên ra, rồi quẳng dùi sắt ném Chu Quang ngã gục xuống. Lã mông ra sức đánh trống, quân sĩ keo ùa cả lên mặt thành, súng lại giết chết Chu Quang. Quân Tào xin hàng cả, đồng ngô lấy ngay được huyền thành, lúc ấy mới đang giờ thìn. Trương Liêu dẫn quân đến nửa đường, nghe tin huyền thành đã mất, liền quay trở lại hợp phì tôn quyền vào huyền thành, lăng thống cũng dẫn quân đến, quyền trọng thưởng cho lã mông, cam ninh, mở tiệc ăn mừng, khao thưởng ba quân. Lã mông nhường cam ninh ngồi trên, khen lấy khen để công lao cam ninh, rượu ngà ngà say, lăng thống nghĩ đến thủ cam ninh giết cha mình khi trước, lại thấy lã mông thì cứ nức nở khen cam ninh mãi, trong bụng tức lắm trợn mắt nhìn ninh hồi lâu, rồi bỗng rút ngay thanh gươm của tùy tùng. Đứng dậy nói, trong tiệc không có gì làm vui, xem ta múa gươm đây này cam ninh biết ý đẩy hắt ngay án thư đứng đẩy lấy hai ngọn kích cầm chắc trong tay bước ra nói rằng các ngài xem tôi múa kích lã mông thấy hai người có ý giết nhau cũng đứng dậy một tay cầm đao một tay cầm mộc đứng xen ngay vào giữa mà nói rằng hai ông tuy rằng tài nhưng cũng chưa khéo bằng tôi nói đoạn tay đao tay mộc múa gạt hai người rẽ ra hai bên có người vào báo ngay với tôn quyền quyền vội vàng đến chỗ tiệc các tướng trông thấy liền bỏ cả khí giới xuống. Quyền nói, "Ta đã bảo hai người không được thù oán nhau nữa, sao hôm nay lại thế?" Lăng Thống khóc lạy xuống đất. Quyền khuyên giải hai ba lần mới thôi. Hôm sau, Tôn Quyền dẫn quân đến lấy hợp phì, Trương Liêu vì mất huyền thành, trong bụng lo buồn. Chợt có Tào Tháo sai tiết lễ đưa một cái hộp gỗ đến, trên hộp có chữ đề rằng: "Dập đến mới được mở." Khi Tôn Quyền đến, Trương Liêu mở hộp ra xem, trong có bức thư viết nếu tôn quyền đến, thì trương, lý hai tướng ra đánh, nhạc tướng quân ở nhà giữ thành. Liêu đưa cho lý điển, nhạc tiến xem, nhạc tiến hỏi, y tướng quân thế nào? Trương Liêu nói, thừa tướng đi đánh nơi xa chưa về, quân ngô chắc rằng đánh được ta. Này ta nên cố sức đánh cho đổ nhuệ khí bên kia đi, để yên tâm mọi người, mới giữ được thành. Lý Điển vốn không hòa với Trương Liêu, nghe xong, nín lặng chẳng nói lại làm sao nhạc tiên thấy lý điển có dáng không bằng lòng mới nói giặc nhiều ta ít khó lòng đánh được không bằng giữ vững là hơn trương liêu nói các ông chỉ nghĩ đến ý riêng không tưởng gì đến việc công nhà nước có phải thế thì một mình ta ra địch dù chết cũng đành liền sai tả hữu gióng ngựa để ra lý điển thấy vậy đứng phát lên rằng tướng quân đã có bụng như thế tôi sao dám vì chút tình riêng mà bỏ việc công nữa tướng quân bảo thế nào tôi xin nghe Liêu mừng nói rằng Mạn Thành đã chịu giúp ta, ngày mai nên dẫn một toán quân phục ở mé bắc bến tiêu diêu, chờ khi nào quân ngô đi khỏi, chặt đầu tiểu sư đi. Ta cùng với nhạc văn khiêm ra đánh, Lý Điển vâng lệnh, dẫn quân ra đó mai phục, bên này tôn quyền sai lã mông, cam ninh làm tiên phong, mình thì dẫn lăng thống đi giữa, còn các tướng lục tục kéo sau. Khi lã mông, cam ninh vừa đến thì gặp quân nhạc tiến, cam ninh ra ngựa, đánh nhau với nhạc tiến tiến giả đò thua chạy, Ninh vẫy lã mông dẫn quân kéo bừa lên. Quyền ở đội mau đến mé bắc tiêu diêu, bỗng nghe tiếng pháo nổ liên thành, rồi mé tả có Trương Liêu kéo đến, mé hữu có lý điển kéo về cứu thì quân Trương Liêu đã đổ đến. Làng thống chỉ có hơn 300 quân, không sao địch nổi được quân tàu thế như núi đổ. Lăng thống kêu trong lên rằng, chúa công sao không sang cầu tiểu sư mà chạy về cho mong thống nói chưa dứt lời thì Trương Liêu đã dẫn hơn hai ngàn kỵ binh ập đến nơi. Lăng thống phải quay lại cố chết trông đỡ, tôn quyền tế ngựa lên cầu, thì mé nam đầu cầu đã gãy mất hơn một trường, không có mảnh ván nào. Quyền sợ cuống cả chân tay lại, có tên nha tướng là cốc lợi kêu to lên rằng chúa công hãy lùi ngựa lại, rồi quất mạnh cho ngựa nhảy sang, thì qua được cầu. Tôn quyền lùi ngựa ba trường, rồi thả cương, quất thực mạnh ngựa nhảy vọt một cái. Quả nhiên sang được bên cầu Người sau có thơ rằng Đàn khê ngựa đích vết Còn vi Nay lại ngô hầu ở hợp phi Mặt nước mênh man bay vó ngựa Bến tiêu nào khác cánh rồng phi Tôn quyền đã qua được cầu Từ thịnh Đồng tập chờ thuyền lại đón Lăng thống Cốc lợi vẫn cầm cự với trương liêu Lã mông văn ninh dẫn quân về cứu Bị nhạc tiến đuổi đánh sau lưng Lại có lý điển chặn ngang đường Quân ngô thiệt hại quá nửa Thủ hạ lăng thống 300 người bị giết không còn mống nào thống cũng bị thương vừa đánh vừa chạy đến đầu cầu thì cầu đã gãy rồi phải men bờ sông chạy trốn tôn quyền ngồi trong thuyền trông thấy sai đồng bơi thuyền vào đón lăng thống về lã mông cam ninh cũng cố chết trốn được về cả trận đánh này người giang nam ai ai cũng khiếp trẻ con nghe đến tên trương liêu cũng không dám khóc đêm các tướng hộ về tôn quyền về đến trại quyền trọng thưởng cho lăng thống cốc lợi rồi thu quân về nhu tu, một mặt sửa sang lại thuyền bè, bàn tiệc tiến binh cả mặt bộ lẫn mặt thủy, một mặt thì sai người về Giang Nam, khởi thêm quân mà đến trợ chiến. Trương Liêu nghe tin Tôn Quyền sắp thêm quân đánh, sợ hợp vì quân ít không chống cự nổi, vội sai tiết đễ, gấp rút đến Hán Trung báo với Tào Tháo, xin đem binh về cứu. Tháo bản với các quan rằng, bây giờ có nên đánh Tây Xuyên nữa không? Lưu Hoa Thưa, này trong thục đã hơi yên rồi. Đầu đấy có phòng bị, không nên đánh nữa. Chi bằng hãy đem quân về cứu hợp vì nhân thể đánh lấy Giang Nam. Tháo sai Hà Hầu Uyên ở lại đóng đồn ở núi Định Quân để giữ Hán Trung, Trương Cáp thì giữ cửa ải núi Đông Đầu, còn bao nhiêu tướng sĩ đều nhổ trại kéo về đánh Nhu Tu. Đó là quân kỵ mới yên xong lũng hiểu ngọn cờ lại trỏ xuống Giang Nam, chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Hồi 68 cam ninh chăm kỷ cướp ngụy doanh tả từ quạt chén đùa tào tháo nói về tôn quyền ở nhu tu đang thu xếp quân mã chợt có tin báo tào tháo ở hán trung dẫn 40 vạn quân về cứu hợp vì. quyền bàn với các mưu sĩ trước hết sai đồng tập từ thịnh lĩnh 50 chiếc thuyền trong phục sẵn ở cửa nhu tu trần võ thì lĩnh quân mã đi lại tuần phòng ở bờ sông trương chiêu nói tào tháo ở xa mới đến ta phải đánh cho nhụt nhuệ khí của y đi Quyền hỏi các tướng ai dám ra đánh trước, thì lăng thống xin đi. Quyền hỏi, người đem độ bao nhiêu quân mã, bẩm xin ba nghìn quân là đủ. Cam Ninh nói, chỉ cần một trăm quân kỵ là đủ phá được giặc, hà tất phải dùng đến ba nghìn. Lăng thống giận lắm, hai người cãi cọ nhau ở trước mặt tôn quyền. Quyền nói, quân tào thế trong lắm, không nên khinh địch, bèn sai lăng thống dẫn ba nghìn quân ra do thám cửa nhu tu, hễ gặp giặc thì đánh. Thống lĩnh mệnh đi ra, vừa gặp Trương Lưu dẫn quân đến. Hai tướng đánh nhau, ước độ 50 hiệp, chưa phân thắng phụ. Quyền sợ Lăng Thống thua, sai lã mông ra tiếp ứng về trại. Cam Ninh thấy Lăng Thống trở về, liền thưa với Tôn Quyền rằng, đêm nay, tôi chỉ xin 100 kỵ mã, đến cướp trại Tào Tháo. Nếu mất một người hay là một ngựa nào thì không dám tính công. Tôn Quyền khen ngợi, cấp cho 100 quân tinh nhuệ và lấy 50 bình rượu, 50 cân thịt để thưởng cho quân sĩ. Cam Ninh về đến trại, bảo 100 người ngồi sắp hàng, lấy cốc bạc rót rượu, uống trước hai cốc, rồi bảo mọi người rằng đêm nay ta phụng mệnh đi cướp trại, mời các ông mỗi người uống một cốc đầy, để cùng gắng sức mà đánh giặc. Quân sĩ người nào người nấy ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ ngần ngại. Ninh rút gươm ra mắng rằng ta làm đại tướng còn chẳng tiếc thân, các người làm sao dám rột rè. Chung thấy Cam Ninh phát giận, liền đứng cả dậy, nói, chúng tôi xin cố sức, Ninh mới đem rượu thịt cho mọi người ăn uống, rồi hẹn đến canh hai, lấy một trăm cây lông ngỗng cắm lên trỏm mũ quân sĩ làm hiểu, cùng mặc áo giáp lên ngựa, đến thẳng trại tào tháo, phá hàng rào ngoài, gieo ầm kéo vào, xông thẳng tới trung quân đã giàn bầy những cỗ xe chung quanh như hàng rào sắt, cam Ninh không sao lọt vào được. Cam Ninh dẫn một trăm kỵ tả sung hữu đột, quân tào hoảng sợ, không biết giặc nhiều ít thế nào. Giày xéo lẫn nhau. Quân cam ninh tung hoành trong trại, gặp đuốc sáng như sao xa. Cam ninh từ cửa nam đánh ra, không ai dám địch. Tôn quyền sai chu thái dẫn quân đến tiếp ứng. Cam ninh mang đủ một trăm quân kỵ trở về nhu tu. Quân tào sợ có mai phục, không dám đuổi theo. Có thơ khen cam ninh rằng vàng lừng tiếng trống trước tào dinh, sát khí ẩm ẩm giặc thất kinh, trăm kỵ tung hoành ai địch nổi, anh hùng đồn dậy tiếng cam ninh. Cam Ninh dẫn quân về đủ cả, không mất một người nào. Khi gần đến cửa trại, Ninh sai quân đánh trống thổi sáo, miệng hô, vạn tuế, tiếng reo vui ầm ĩ, quyền thân ra ngoài cửa tiếp vào. Cam Ninh xuống ngựa lại phục dưới đất, quyền dắt tay Ninh đỡ dậy và nói rằng tướng quân đi chuyến này, đủ khiến cho giặc tháo phải khiếp sợ. Ta đây không phải bỏ ngươi đâu, chính muốn xem lòng can đảm của người đó thôi. Liền thưởng cho một nghìn tấm lụa và một trăm thanh mã tấu thực sắc. Ninh lại tả, đem chia cả cho một trăm quân, quyền bảo các tướng rằng Tào Tháo có Trương Liêu, ta có cam hưng bá, đủ đối chọi với nhau. Hôm sau, Trương Liêu dẫn quân đến khiêu chiến, Lăng Thống thấy Cam Ninh có công được thưởng, hăng hái nói, tôi xin ra đánh nhau với Trương Liêu, quyền bằng lòng, thống lĩnh năm nghìn quân ra cửa nhu tu, quyền dẫn Cam Ninh ra trước trận đứng xem, bên kia sông ra, tả có Trương Liêu, Lý Điển, Hữu có nhạc tiến lăng thống vác đao tế ngựa đến trận tiền. Trương Liêu sai nhạc tiến ra dịch, hai bên đánh nhau hơn 50 hiệp, chưa phân được thua. Tảo Tháo nghe tin, cưỡi ngựa đến cửa cờ đứng xem, thấy hai tướng đánh nhau đang ham, bèn sai Tào Hưu bắn trộm một phát tên. Hưu bắn tin vào ngựa của lăng thống, ngựa bị đau, nảy trồm lên một cái, hất lăng thống ngã lăn xuống đất. Nhạc tiến vội vàng vác giáo lại đâm nhưng ngọn giáo chưa phóng tới thì có tiếng dây cung tách một tiếng, một mũi tên trúng ngay vào giữa mặt nhạc tiến. Tiến cùng ngã lăn xuống ngựa, quân đôi bên cùng ào cả ra, cứu tướng mình về trại, rồi khua chiêng thu quân. Lăng thống về đến trại, lại tạ ơn tôn quyền. Quyền nói, bắn tên cứu ngươi là cam ninh đấy. Thống mới cúi đầu lại cam ninh và nói, không ngờ ông lại bỏ oán mà làm ơn cho tôi như thế. Từ đó hai người kết bạn sống hết với nhau, không thù hằn gì nhau nữa. Tào Tháo sai mang nhạc tiến về chữa thuốc. Hôm sau, chia quân làm năm đường lại đánh Nhu tu. Tháo đi giữa, mặt tả thì trương liêu đội nhất, lý điển đội nhì, mặt hữu thì từ hoàng đội nhất, bảng đức đội nhì. Mỗi đội lính một vạn quân mã kéo ủa đến Nhu tu. Bấy giờ đồng tập, từ thịnh hai tướng giữ mặt thủy, thấy năm đạo quân kéo đến, quân mình ai cũng có dáng khiếp sợ. Từ thịnh nói đã ăn lộc chúa, thì phải hết lòng với chúa việc gì mà sợ nói đoạn dẫn vài trăm tráng sĩ đi thuyền nhỏ giang qua sông đánh vào giữa đám quân lý điển đông tập ở trên thuyền sông đánh trống hò reo để giúp oai bỗng nhiên trên mặt sông nổi cơn phong ba sóng đánh lộn trời nước sông cuồn cuộn quân sĩ thấy thuyền nghiêng chòng trành sắp lật tranh nhau xuống xuồng trốn tránh đồng tập cầm gươm quát lên rằng tướng phụng mệnh cửa chúa ở đây phòng giặc sao dám bỏ thuyền mà đi lập tức chém hơn chục tên quân chạy trốn xuống xuồng. Một lát, gió trong quá, thuyền đắm, đồng tập và quân sĩ chết đuối cả dưới cửa sông. Từ thịnh thì sông sáo trong đám quân của Lý Điển, Trần Võ nghe bên sông chém giết dầm dĩ, liền kéo một toán quân đến, vừa gặp bàng Đức, hai bên ùa vào giao chiến. Tôn quyền ở trong ụ nhu tu, nghe quân tàu kéo đến bờ sông, mới cùng với chu thai dẫn quân ra đánh. Quyền trông thấy Lý Điển, từ Thịnh đang đánh nhau túi bụi trong đám quân, liền thúc quân sấn vào tiếp ứng, lại bị Trương Liêu, Từ Hoàng hai cánh quân vây chặt. Tào Tháo đứng bên gò thấy tôn quyền bị vây, kiếp sai hứa Trử tế ngựa cầm đao xông vào giữa trận, chia ngay quân tôn quyền ra làm hai đoạn trước sau không cứu được nhau. Chu Thái từ trong vòng vây đánh ra đến bờ sông không thấy tôn quyền bèn quay ngựa trở lại đánh vào trong trận, hỏi quân sĩ rằng chúa công ở đâu? quân sĩ trỏ vào chỗ quân vây xuống xít mà nói rằng chúa công đang bị vây gấp quá chu thái xông thẳng vào tìm được tôn quyền thái nói xin chúa công theo tôi đánh ra thế rồi thái đi trước quyền đi sau cố sức xông xáo khi ra đến bờ sông thái ngoảnh lại không thấy tôn quyền đâu lại quay lại đánh vào trong vòng vây tìm được tôn quyền quyền nói cùng nỏ nó bắn ra ào ào không sao ra được thì làm thế nào thái nói chúa công đi trước để tôi đi sau thì mới thoát được. Tôn quyền bèn tế ngựa đi trước, Chu thái đi kèm, che đỡ hai bên, mình bị đâm mấy nhát giáo, tên cắm suốt hai lần áo giáp, mới cứu được tôn quyền ra khỏi vòng vây. Đến bờ sông, mày con lã mông vừa dẫn một toán quân thủy quân đến tiếp xuống thuyền. Quyền nói, ta may được Chu thái, ba lần xông pha vào trận, cứu ra được khỏi trùng vây, nhưng từ thịnh còn mắc nghẽn trong ấy, làm thế nào thoát ra được. Chu Thái nói, tôi lại xin vào cứu, bèn múa đao lại đánh vào, cứu được từ thịnh đem ra. Hai tướng cũng bị trọng thương, lã Mông sai quân bắn loạn xạ lên bờ, cứu được hai tướng xuống thuyền. Trần Võ đánh nhau to với Bàng Đức, sau lưng lại không có quân tiếp ứng, bị Bàng Đức đuổi mãi đến cửa hang, cây cối rậm rạp. Võ định quay lại đánh nhau, nhưng vướng tay áo vào cành cây, không trông đỡ được, bị Bàng Đức giết chết. Tào Tháo thấy Tôn Quyền chạy thoát rồi, thúc quân đuổi đến bờ sông, bắn nhau với quân ngô. Quân lã mông bắn hết tên, đang lo không biết làm thế nào, may đâu có một tướng nguyên là con rể Tôn Sách, tên là Lục Tốn, dẫn một đoàn thuyền và 10 vạn quân vừa đến, bắn ra một chập, đuổi lui quân Tào. Lục Tốn thừa thế lên bộ đuổi đánh, cướp lại được ngựa chiến vài nghìn đôi. Quân Tào bị thương không biết bao nhiêu mà kể, trong đám loạn quân, tìm thấy thi hài Trần Võ, tôn quyền thấy Trần Võ bị giết, đồng tập lại chết đuối, thương cảm vô cùng, sai người mò thay đồng tập, rồi hậu táng cho cả hai người. Quyền lại cảm công lao chu thái cứu mình, mở tiệc yến để khoản đãi. Quyền cầm chén rượu, vỗ vào lưng chu thái nước mắt chứa chan, nói, người hai phen cứu ta, không tiếc gì tính mệnh, mình mẩy bị thương, da thịt như băm như bồ. Ta còn bụng nào mà chẳng coi như cốt nhục, ủy thác cho ngươi trọng quyền binh mã dung. Ngươi là công thần của ta, ta phải cùng với ngươi vinh nhục, hay giờ có nhau. Nói xong, sai chu thái cởi áo cho các tướng xem, thấy mình mẩy thái nham nhở như dao băm, quyền trỏ tay vào các vết thương hỏi từng chỗ một. Thái thuật lại chuyện đánh nhau bị thương, đến nỗi một vết thương, quyền lại ban cho một cốc rượu. Hôm ấy thái say quá, quyền ban cho một cây tán vóc xanh, khi ra vào, đi lại, được dương lên cho thêm phần vinh hiền. Quyền đóng ở nhu tu, cự nhau với Tào Tháo hơn một tháng nữa, vẫn không nổi. Trương Chiêu, cố ông nói rằng thế Tào Tháo trong lắm, không thể lấy sức mà đánh được. Nếu đánh nhau mãi thì hao binh tổn tướng lắm, chi bằng cầu hòa để yên dân là hơn. Quyền nghe lời, sai bộ chắc sang trại Tháo cầu hòa, xin mỗi năm một lần vào nộp cống. Tháo xem trường Giang Nam cũng chưa có thể lấy ngay được, ưng ý cho hòa và bảo rằng tôn quyền cứ rút quân về trước ta sẽ thu quân về sau bộ chắc về thưa lại tôn quyền chỉ để lại chu thái tưởng khâm ở lại giữ nhu tu còn mình thì triệt cả quân mã xuống thuyền về mặt lăng tháo cũng để tào nhân trương liêu ở lại giữ hợp phì rồi rút quân về hứa đô các quan văn võ đều muốn tào tháo lên làm ngụy vương quan thượng thư là thôi diệm ra sức can ngăn các quan nói người chẳng thấy tuân văn nhược đó ư thôi diệm nổi giận nói đến lúc rồi đến lúc rồi thế nào cũng có khi biến mặc ý muốn làm gì thì làm có người đem lời ấy bẩm với tào tháo tháo tức giận bắt diệm bỏ ngục cha hỏi diệm mắt hổ dâu sùng chỉ chửi mắng tào tháo là giặc dối vua quan đình úy bẩm với tháo tháo sai đánh chết diệm ở ngay trong ngục đời sau có thơ khen thôi diệm thành hà tính khí cứng cỏi, mắt hổ dâu sồm, ruột gan đá sỏi, gian tà xa tránh, danh tiết có thừa, chung với vua Hán, tiếng để nghìn xưa, năm kiến an thứ 21, 216, tháng 5. Mùa hạ, quần thần dâng biểu tâu với vua hiên đế, ca tụng công đức của ngụy công tào tháo trong như trời biển, dậu y, chu ngày xưa cũng không bằng, xin phong tháo lên tước vương. Vua hiên đế sai chung do thảo tờ chiếu phong cho tào tháo làm ngụy vương tháo giả đỏ dâng thư lên từ chối ba lượt, vô lại ba lần hạ chiếu không cho từ, tháo mới phụng mệnh, chịu tước ngụy vương. Từ đó, được đội mũ mười 12 giải, ngồi xe bịt vàng, có sáu ngựa kéo, đi đâu dùng nghi vệ thiên tử, khi ra quân đóng hàng cảnh, khi vào quân đóng hàng tất, lập ra cung ngụy vương ở nghiệp quận, bàn việc lập thế tử. Vợ cả tháo là định thị không có con, vợ thứ lưu thị sinh được tảo ngang. Hồi đánh trường tú, ngang chết trận ở huyền thành một vợ nữa là biện thị sinh được bốn con con cả là phi thứ hai chương thứ ba thực thứ tư hùng vì thế tháo bỏ dinh phu nhân mà lập biện thị làm ngụy vương phi tào thực tên tự là tử kiến tính thông minh lắm đặt ngòi bút là thành câu văn tháo muốn lập làm thế tử tào phi là con trường sợ mình không được lập bèn hỏi kế quan trung đại phu là giả hù hổ xui phi cứ làm như thế như thế từ bấy giờ hễ tháo đi đánh chỗ nào, các con đều đi tiễn. Tào thực thì chỉ ca tụng công đức, nói năng văn về. Riêng Tào Phi chỉ khóc mà lại bố thôi, tả hữu ai cũng cảm động. Bởi thế, Tháo nghi thực là người xảo quyệt, không thực bụng bằng Phi. Phi lại nói lót với những người hầu cận để họ nói những sự nhân đức của mình. Tháo trong bụng phân vân, chưa biết lập người nào làm thế tử, mới hỏi giả hủ rằng ta muốn lập thế tử để nối nghiệp, nên lập ai là phải. Giả dạ hủ không đáp, Tháo hỏi tại sao, hủ nói, tôi còn đang nghĩ, cho nên chưa đáp ngay được. Tháo hỏi, người nghĩ gì, tôi đang nghĩ việc cha con viên bản sơ và lưu cảnh thăng trước đây. Tháo cười ầm lên, mới quyết lập con cả là Tào Phi làm vương thế tử. Mùa đông tháng 10 năm ấy, cùng ngụy vương làm xong. Tháo sai người đi khắp nơi, tìm kiếm những hoa cỏ quý lạ để trồng vào vườn hoa đằng sau. Sứ giả đến đông ngô ra mắt tôn quyền, Chuyên lệnh chỉ của ngụy vương và ra ôn châu lấy cam bấy giờ tôn quyền đang có ý tôn trọng tào tháo bèn sai người chọn thứ cam quý to quả ở trong thành hơn 40 gánh đem gấp đến nghiệp quận dâng tào tháo phu gánh cam đi đến nửa đường mỏi mệt ngồi nghỉ dưới chân núi bỗng thấy một ông lão chột một một mắt khập khiễng một chân đầu đội nón mây mình mặc áo vải đến chào hỏi và nói các bác quẩy gánh khó nhọc để tôi gánh đỡ một vai có được không trung thấy nói thế mừng quá ông lão liền gánh đỡ cho một người năm dặm mà gánh nào ông ấy đã gánh rồi đều nhẹ bỗng như không cả ai nấy đền ngạc nhiên cho là sự lạ khi từ biệt ông lão bảo với người áp tải cam rằng bần đảo là người làng ngụy vương khi trước họ tả tên từ tự là nguyên phóng đạo hiệu là đốc tiên sinh khi nào ông đến nghiệp quận thì nói giúp cho tôi rằng tả từ gửi lời hỏi thăm ngụy vương nói đoạn vùng tay áo đi mất phu gánh cam đến nghiệp quận đem cam vào dâng tào tháo tháo bóc thì quả nào cũng không có muối tháo lấy làm lạ lắm hỏi người gánh cam chúng thuật lại chuyện tả từ tháo chưa tin chợt lính canh cửa vào báo rằng có một người xưng danh là tả từ xin vào ra mắt đại vương tháo cho gọi vào bọn gánh cam trông thấy nói người này chính là người chúng tôi gặp ở dọc đường tháo mắng rằng ngươi dùng yêu thuật gì làm hư những quả ngon của ta từ cười nói, chả có lẽ thế, từ mới lấy cam bóc ra thì quả nào cũng có muối, lại rất thơm ngon. Tháo bóc lấy thì quả nào cũng chỉ có vỏ không, Tháo càng nghi lắm, mời từ ngồi tử tế hỏi chuyện. Từ đòi rượu thịt, Tháo sai dọn ngay lên, từ uống hết năm bình rượu chưa say, và ăn hết cả một con dê chưa chán. Tháo hỏi rằng, người có thuật gì mà lạ thế? Từ nói, bần đảo học đảo ở trong núi Nga Mi thuộc về Gia Lăng xứ Tây Xuyên được 30 dặm chợt nghe có tiếng trong vách đá gọi tên bần đảo, trông lại thì chẳng thấy gì, ba bốn hôm luôn như thế. Về sau bỗng dưng xét đánh sạt chỗ sườn núi ấy, bần đảo được ba quyển sách, gọi là Độn Giáp Thiên Thư. Quyển đầu là Thiên Độn, quyển thứ hai là Địa Độn, quyển thứ ba là Nhâm Độn. Học được Thiên Độn thì có phép tung mây cưỡi gió, bay lên trên trời, học được Địa Độn thì có phép xuyên qua núi, giúp qua đá, học được Nhâm Độn thì đi được trên đám mây chơi khắp bốn bể, tàng hình biến hóa, ném gương quang dao lấy đầu người ta như bỡn. Đại vương phu quý ta tột bậc rồi, sao không theo bần đảo và núi Nga Mi tu hành? Bần đảo sẽ truyền cho ba quyền thiên thư ấy, Tháo nói ta cũng muốn từ quan về nhà, nhưng ngặt vì triều đình chưa có ai thay ta được. Từ cười, nói Lưu Huyền Đức ở Ích Châu là dòng dõi nhà Hán, sao không nhường ngôi này cho ông ấy? Nếu không, bần đảo sẽ quang gương ra lấy đầu ngươi bây giờ. Tháo giận lắm, nói rằng thằng này chính là quân do thám của Lưu Bị, lập tức sai tả hiểu bắt trói lại. Từ chỉ cười sằng sặc, tháo sai vài chục tên ngục tốt đem từ ra cha khảo. Ngục tốt ra sức đánh thật mạnh một chập, lúc trông đến tả từ, thì thấy từ đang ngáy khò khò, không biết đau đớn là gì. Tháo giận lắm, sai lấy lồng sắt cùm chặt và dùng khóa sắt khóa lại, tống giam từ vào ngục, bắt người canh gác cẩn mật khi nhìn đến đã thấy gông xiềng đang khóa rơi cả ra ngoài, tả từ đang nằm ngủ trên mặt đất, không hề thương tổn chút nào. Tháo lại bắt giam luôn bảy hôm, không cho từ ăn uống. Nhưng từ vẫn ngồi bằng tròn trên mặt đất, mặt mũi da rẻ lại càng hồng hào hơn trước. Ngục tốt bẩm với tào tháo, tháo đòi ra hỏi, tả từ nói, ta nhịn ăn hàng chục năm cũng không việc gì, mà đã ăn thì một ngày nhìn con dê cũng hết. Tháo không biết nghĩ cách gì mà chị cho được. Một hôm các quan hội ăn yến tiệc ở Ngọc Cung, trong khi mọi người đang uống rượu, tả từ chân đi guốc vào đứng sững trước tiệc. Các quan đều kinh hãi, tả từ nói đại vương mở tiệc yến hôm nay cực to, đủ cả của ngon vật lạ trên rừng dưới bể, nhưng còn muốn thứ gì nữa thì để bần đạo xin giúp. Tháo nói ta muốn dùng gan rồng nấu canh, mày có lấy ở đâu được không? Từ nói có khó gì việc ấy, liền cầm bút mực vẽ một con rồng lên tường trắng rồi phất tay áo một cái, bụng rồng tự nhiên tách ra. Từ thò tay vào lôi lấy bùm gan, máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng. Tháo không tin, mắng rằng đó là mày giấu sẵn trong tay áo rồi. Từ nói hiện bây giờ trời đông tháng rét, cỏ cây không héo đại vương muốn chơi thứ hoa gì, tôi cũng lấy được. Tháo nói ta chỉ thích chơi hoa mẫu đơn thôi. Từ nói dễ như bỡn, bèn sai lấy một chậu hoa trong để ngay trước tiệc, phun nước vào một lát nảy ngay ra một cây mẫu đơn, nở được hai đóa hoa cực đẹp. Các quan ai nấy đều ngạc nhiên, mời từ cùng ngồi ăn yến. Một lát, người nấu bếp dâng cá gỏi lên. Từ nói, gỏi phải có cá lư ở Tùng Giang mới ngon. Tháo nói, sông ấy cách đây hơn nghìn dặm, làm gì có được. Từ nói, muốn dùng cũng chẳng khó, liền bảo người đem cần câu đến. Từ ngồi câu ở ngay cái ao trước cửa cung, chỉ một lát, giật được mấy chục con cá cực trong, vứt lên trên biển. Tháo nói, đây là cá có sẵn trong ao ta đó. Từ nói, đại vương chớ khinh tôi thế. Cá lư các nơi khác chỉ có hai vây, duy chỉ cá lư sông Tùng Giang là có bốn vây. Cư lẽ ấy mà suy thì biết, các quan trông xem, quả nhiên cá có bốn vây thật. Từ nói, ăn gỏi cá lư sông Tùng Giang, lại phải dùng gừng tía mới tốt. Tháo nói, người có lấy được không? Từ nói, dễ lắm, bèn sai mang cái chậu đồng ra, lấy áo trùm lên, một lát mở ra gừng tía đầy một chậu, dâng lên trước mặt Tào Tháo. Tháo thỏ tay vào lấy, bỗng thấy trong chậu có một quyển sách nhan đề, Mạnh Đức Tân Thư. Tháo mở ra xem, đúng là sách của mình, không sai một chữ nào. Tháo lại càng nghi lắm, từ lấy một chén ngọc ở trên bàn, rót đầy rượu ngon, dâng lên Tháo mà nói rằng Đại Vương nên uống chén rượu này, sẽ sống lâu nghìn năm. Tháo nói, người hãy uống trước đi, từ rút cây châm ngọc trên mũ, vạch vào trong chén, chia rượu ra làm hai phần, uống trước một nửa, còn một nửa dâng lên tháo. Tháo mắng, hất đi không uống, từ quảng cây chén lên trên không, hóa ra một con chim cừu trắng, lượn quanh cung điện. Các quan ngẩng cả mặt lên xem, rồi không biết tả từ biến đi đâu mất. Chợt lính canh vào báo rằng tả từ đi ra khỏi cửa cung rồi, tháo nói thằng yêu quái này, phải trừ đi mới xong, nếu không tất nó hại mình. Liền sai hứa trừ dẫn 300 quân thiết giáp đuổi theo bắt về ra đến cửa thành, trông thấy tả từ đi quốc đang lững thững ở mé trước mặt. Trừ tế ngựa đuổi gấp, nhưng không tài nào kịp, khi đuổi mãi đến một gò núi, có một đứa trẻ chăn dê, đang đuổi một đàn dê đi ăn. Từ chạy vào giữa đàn dê, trừ lấy tên bắn theo, thì từ biến mất. Trừ giết hết cả đàn dê rồi trở về, đứa trẻ chăn dê ngồi khóc huỳnh nguyên tế huỳnh nguyên tế. Bỗng thấy đầu dê ở trên mặt đất, nói ra tiếng người bảo đứa trẻ ấy rằng mày đem những đầu dê chắp vào cổ nó thì lại sống, không việc gì mà phải khóc. Đứa trẻ sợ hết hồn vía, u té chạy mất, lại nghe có người đằng sau gọi rằng chớ có sợ hãi mà chạy, ta trả cả đàn dê sống của mày đây. Đứa trẻ trông thấy tả từ đã làm cho dê chết sống cả lại rồi. Đứa trẻ toàn hỏi thì tả từ đã vung tay áo mà đi, đi nhanh như bay, chớp mắt đã không trông thấy đâu nữa. Đứa trẻ thuật chuyện lại với chủ nhà, chủ nhà không dám giấu đền trình với Tào Tháo, Tháo sai vẽ hình ảnh, đưa các nơi để bắt tả từ. Được vài hôm, trong thành ngoài thành, bắt được ba bốn trăm người giống hệt lão trột mắt, khiễng một chân, đầu đội nón mây trắng, mình mặc áo vải xanh, chân đi guốc, náo động cả hàng phố. Tháo sai các tướng lấy máu dê, lợn dày vào rồi điệu cả ra chàng thí võ cửa nam. Tháo dẫn năm trăm quân giáp binh vây bọc chung quanh, chém tuốt cả bấy nhiêu người người nào trong họng cũng có một vệt khí xanh, bay vụt lên trời, rồi tụ lại cả một chỗ, hóa ra một tả tư. Từ ngẩng mặt lên trên không, vẫy một con hạc trắng xuống, rồi vỗ tay cười ầm lên nói rằng, chuột đất theo hồ vàng, gian hùng sắp chết đến nơi. Tháo sai lấy cung tên bắn, bỗng nhiên nổi trận cuồng phong, sỏi cát bay mù mịt. Nhưng thây bị chém, nhảy choàng dậy, tay sách đầu lâu, chạy cả lên đền diễn võ đánh tào tháo. Các quan văn võ ai nấy cùng bay hồn lạc phách, ngã lăn xuống đất, không ai cứu giúp được ai nữa. Đó là quyền thế gian hùng nghiêng cá nước, phép tài đạo sĩ lạ lùng thay, chưa biết tính mệnh Tào Tháo ra sao, xem đến hồi sau mới biết. Hồi 69, bói chu dịch, quản lộ biết cơ, đánh Tào Man, năm người tử tiết, lại nói khi ấy Tào Tháo thấy trong cơn gió to, trời tối sầm lại, những thầy xác đứng cả dậy, khiếp sợ ngã lăn xuống đất. Một lát gió yên, những người đó biến đi đâu mất cả. Tả hiểu vực tháo về cung, từ đấy tháo kinh hãi thành bệnh. Người sau có thơ khen rằng tả tử rằng cưỡi gió tung mây khắp mọi nơi, độn hình biến phép thỏa lòng vui, khéo bày những thuật thần tiên lạ, dạy tháo nghe, gẹo tháo chơi, tào tháo mắc bệnh, chữa thuốc mãi không khỏi. Có quan thái sử thừa là hứa chi từ hứa xương đến ra mắt. Tháo sai chi bói dịch xem lành giữ làm sao chi thưa, đại vương có nghe tiếng quản lộ xem bói hay như thần hay không? Tháo nói, ta cũng có biết tiếng, nhưng chưa biết nghề nghiệp y thế nào, người thử kể rõ cho ta nghe. Chi thưa, quản lộ tên tự là công minh, người ở bình nguyên, hình dung xấu xa, tính khí lông bông, hay rượu. Cha y làm quan trường ở làng Tứ Kỳ, quận Lượng Gia. Y từ thuở nhỏ thường hay ngừng mặt lên trời xem các vì sao, hàm xem không ngủ, cha mẹ cấm cũng không được. Y thường nói, gà nhà chim đồng còn biết thời tiết, huống chi là người, thuở bé, chơi đùa với trẻ hàng xóm hay vẽ xuống đất làm thiên văn, chia bầy ra chỗ thì mặt trăng, chỗ thì mặt trời, chỗ thì sao nọ sao kia. Vừa lớn lên, học sách chu dịch, hiểu được hết nghĩa thâm thúy, nhìn chiều gió mà biết điểm tốt xấu, và xem số tướng cũng thân tình lắm. Quan thái thú ở quả ân lượng gia là Đỗ Tử Xuân nghe tiếng, mời lộ đến chơi, bấy giờ trong đám khách hơn 100 người, toàn là tay giỏi mồm mép cả lộ nói với tử xuân rằng tôi còn ít tuổi khí trong quả mật chưa vững vậy xin ba tháng rượu ngon uống rồi nói dịch được với khách tử xuân lấy làm kỳ dị liền cho uống rượu lộ uống xong hỏi rằng những vị muốn đối lời với tôi có phải là khách của phủ quân kia không tử xuân nói chỉ ta với ngươi mở cờ đánh trống đối địch với nhau thôi nói đoạn hai người bàn luận về nghĩa lý kinh dịch lộ bàn nói rắn giỏi lời nào cũng sâu sắc. Từ xuân hỏi căn hỏi vặn, lộ đối đáp như nước chảy, từ sáng đến chiều, không tưởng gì đến ăn uống. Từ xuân và bọn khách ai cũng chịu là giỏi, bởi thế lộ nổi tiếng, thiên hạ gọi là thần đồng. Về sau, có kẻ thường dân là Quách An, ba anh em cùng phải bệnh thọt chân, mời lộ đến xem bói. Lộ nói, nhà ngươi có một ngôi mộ, thay trong mộ nếu không phải bác thì là tím ngươi. Khi trước gặp năm mất mùa đói kém, ngươi vì vài thương gạo đẩy người ấy xuống giếng rồi lấy đá to đè vỡ cả đầu cái hồn ấy đau đớn kêu an với trời cho nên anh em nhà người chịu quả báo không sao cúng vái được đâu anh em quách an khóc lóc chịu tội quan thái thú ở an bình là vương cơ biết lộ tài bói mời đến nhà chơi chợt có quan huyện tín đô cũng đến đấy quan huyện có người vợ thường hay nhức đầu và có một con thường hay đau bụng nhờ lộ bói xem ra làm sao lộ nói, góc tây nhà, có hai cái tử thi đàn ông, một thây cầm mâu, một thây cầm cung tên, đầu ở trong vách, chân thỏ ra ngoài. Thây cầm mâu cốt đâm vào đầu cho nên nhức đầu, thây cầm cung tên bắn vào bụng cho nên đau bụng. Quan huyện sai đào đất sâu tám thước, quả nhiên có hai cái áo, quan có cái mâu, một quan có cái cung bằng sừng và tên đã mục ruỗng. Lộ sai đem hài cốt ra ngoài thành mười dặm mà chôn, vợ con quan huyện từ đấy khỏi bệnh quan huyện quán đào là gia cát nguyên đổi đi làm thái thú ở tân hưng lộ đi tiễn có tiếng đồn lộ biết được cả những vật úp kín gia cát nguyên không tin mới lấy một cây trứng chim én một tổ ong một con nhện bỏ vào ba cái hộp sai lộ bói xem có biết không lộ gieo quẻ xong trên mỗi một hộp viết ba câu một là ngậm khí phải biến thường ở góc nhà sống mái thành hình lông cánh bay ra đây hẳn là trứng chim én Hai là nhà cửa treo ngược, cửa nhỏ rất nhiều, chứa tinh nuôi độc, nếu thu mới nở, đây hẳn là tổ ong. Ba là chân dài nghêu ngao, nhà tơ răng lưới, tìm lưới kiếm ăn, lợi về ban đêm, đây hẳn là con nhện. Cả đám ngồi đấy ai cũng giật mình. Trong làng, có một bà lão mất trâu, đang ngủ ở bến Bắc Khê, đi tìm ngay thì hãy còn ra thịt. Bà ta đến đó, quả nhiên có bảy người đang nấu thịt trâu ăn uống với nhau trong một cái nhà danh bà đi trình quan thái thú ở quận ấy là Lưu Mân, bắt gọn cả bảy người trị tội. Quan thái thú nhân đó hỏi bà lão, tại sao bà biết bà ta liền kể chuyện quản lộ bói giỏi như thần. Lưu Mân không tin, mới đến phủ, lấy cái túi đựng ấn và một cái lông gà núi bỏ vào trong hộp, sai lộ bói. Lộ bói một cái, đoán rằng, trong vuông ngoài tròn, tỏa ra năm sắc, chứa vật báo giữ điều tín, khi dùng ra thì có phép tắc đây hẳn là cái túi được ấn, còn một cái đoán rằng, trong núi có con chim, hình như gấm, áo đỏ, lông cánh chỗ đen chỗ vàng, gáy không sai giờ, đấy hẳn là lông con gà rừng. lưu mân thất kinh, chịu là giỏi, đãi làm khách quý hạng nhất. Một hôm, lộ ra ngoài ô chơi, thấy một người tuổi trẻ, đang cầy dưới ruộng Lộ đứng bên đường ngắm một lúc lâu rồi hỏi tên tuổi người ấy. Người ấy nói tên là Triệu Nhan, 19 tuổi, Nhan lại hỏi lại lộ, ta là quản lộ đây thấy trong đám đông này người có tử khí ba ngày nữa tất chết ta tiếc cho ngươi mặt mũi sáng sủa thế mà không được thọ triệu nhan vội vàng về nhà thuật lại chuyện với cha cha thấy vậy chạy theo tìm được quản lộ khóc lại xuống đất mà nói rằng xin mời ông về chơi cứu cho con tôi lộ nói số trời đã thế cứu làm sao được ông lão kêu lên rằng tôi đã già rồi chỉ có một đứa con này xin ngài dù lòng thương mà cứu cho Triệu Nhan cũng khóc lóc xin cứu. Lộ thấy hai cha con thiết tha lắm. Mới bảo Triệu Nhan rằng, ngươi về kiếm lấy một bình rượu ngon, một đĩa nem hương. Ngày mai đem vào trong núi Nam Sơn, tìm đến một gốc cây to. Có hai người ngồi đánh cờ trên tảng đá lớn. Một người ngoảnh mặt về phía nam, mặc áo bào đỏ, mặt mũi đẹp đẽ. Người nên chờ lúc hai người đánh cờ đang mê mải, thì quỳ dâng rượu và nem hưu lên, đợi ăn uống xong, sẽ khóc mà cầu thọ thì chắc là được sống lâu. Nhưng chớ có nói là ta xui, ông lão giữ lộ ở lại chơi. Hôm sau, triệu nhan đem rượu và nem vào núi Nam Sơn, đi độ năm sáu dặm, quả nhiên thấy có hai người ngồi trên tảng đá dưới gốc cây thông đánh cờ, không nhìn ra đến ngoài. Triệu nhan quỳ dưới đất dâng nem rượu lên, hai người đang ham đánh. Thấy có rượu thì cứ uống hết nhẫn bấy giờ triệu nhan mới lại xuống cầu thọ. Hai người giật mình, người mặc áo đỏ nói rằng, đây hẳn là quản tử xui đây, nhưng chúng ta đã chót ăn của nó, thì phải thương nó. Người mặc áo trắng bèn giờ quyển sổ bên mình ra xem, rồi bảo với triệu nhan rằng, mày năm nay 19 tuổi, đáng chết, bây giờ ta thay chữ cửu vào chữ thập cho mày, thì mày sống lâu được 99 tuổi. Mày về bảo với quản lộ, từ giày không được tiết lộ thiên cơ ra nữa, nếu không chữa đi thì tất trời phạt. Người mặc áo đỏ cầm bút viết một chữ rồi có một cơn gió thơm phương phức, hai người hóa ra hai con hạc trắng bay vút lên trời. Triệu Nhan về hỏi lại quản lộ, lộ nói, ông mặc áo đỏ là sao nam đầu, ông mặc áo trắng là sao bắc đầu. Triệu Nhan hỏi, tôi nghe bắc đầu có chín ngôi sao ở đây có một người. Lộ nói, tan ra thành chín, hợp lại mà một. Bắc đầu thì chưa tử, nam đầu thì chưa sinh, nay đã được thêm số sống lâu, ngươi không phải lo gì nữa hai cha con lại tạ. Từ bấy giờ quản lộ cũng sợ tiết lộ thiên cơ, không dám bói lung tung nữa. Người ấy hiện đang ở Bình Nguyên, đại vương muốn biết việc hay giờ, sao không chịu đến mà hỏi. Tháo mừng lắm, lập tức sai người đến Bình Nguyên mời quản lộ. Lộ đến, tháo sai bói việc tả từ. Lộ nói, việc ấy chẳng qua là một phép ảo thuật, có việc gì mà phải lo. Tháo yên tâm, từ đó dần dần khỏi bệnh, lại sai quản lộ bói việc thiên hạ lộ gieo quẻ xong, nói, ba tám tung hoành, lợn vàng gặp hổ, mé nam núi định quân, tất gãy một cánh tay. Tháo lại sai bói xem mình truyền ngôi được dài hay ngắn. Lộ bói xong, nói, trong cung sư tử, để yên thần vị, đạo vương đổi mới, con cháu rất quý. Tháo hỏi lại cho rõ, lộ thưa rằng, số trời mờ mịt, khó biết trước được, đề nghiệm về sau thì khắc biết. Tháo muốn phong cho lộ làm quan thái sư. Lộ nói, tôi vốn mệnh bạc tướng cùng, không xứng chức ấy, tôi không dám nhận. Tháo hỏi duyên cớ làm sao? Lộ thưa rằng, tướng tôi chán không có chủ cốt, mắt không vững con ngươi, mũi không có sống cao, gót không có gân chắc, lưng không có chữ tam giáp, bụng không có chữ tam vương, chỉ trị được quỷ núi Thái Sơn, chớ không trị được người. Tháo lại hỏi, người thử xem tướng ta ra làm sao? Lộ nói, ngồi cao trùm cả bọn nhân thần, cần gì phải xem tướng? Tháo hỏi gặng hai ba lần, Lộ Chỉ cười, nhất định không nói. Tháo sai Lộ xem tướng cho các quan văn võ. Lộ nói, các quan đều là những bầy tôi đời Thái Bình cả. Tháo hỏi những việc hay dở, Lộ cũng không chịu nói hết. Người sau có thơ khen quản Lộ rằng: "Bình nguyên quản Lộ bậc anh tài, bắt đầu, nam thần tinh chẳng sai, tám quẻ sâu xa thần tính chẳng sai, sáu hào huyền bí" xét cơ trời, xem người biết trước người không thọ, nghĩ bụng hay rằng bụng có tài, chỉ tiếc một nghề thần bốc ấy, sách đâu không để kế lâu dài. Tháo lại sai bói việc đông ngô và tây thục, lộ gieo quẻ xong, nói đông ngô mới mất một viên đại tướng, mà ở tây thục thì có quân xâm phạm vào cõi ta. Tháo chưa tin, chợt ở hợp phì có tin về báo rằng tướng đông ngô là lỗ túc giữ cửa ải lục khẩu mới mất. Tháo chịu cho là lộ bói giỏi, mới sai người vào hán trông giò la tin tức. Được mấy ngày, có tin về báo rằng, Lưu bị sai Trương Phi, Mã Siêu đóng đồn ở Hạ biển, muốn cướp cửa ải của ta. Tháo giận lắm, muốn cất quân thân trinh vào Hán Trung, bèn sai quản lộ bói một quẻ. Lộ nói, đại vương chớ nên kinh động vội, sang xuân hứa đô tất có hỏa tai. Tháo thấy lộ nói lắm câu nghiềm cho nên chưa dám kinh động, bèn ở lại nghiệp quận, sai tàu hồng dẫn năm vạn quân ra giúp hạ hậu uyên, trương cáp cùng giữ đông xuyên lại sai hạ hầu uyên lĩnh ba vạn quân tuần phòng ở hứa đô để phòng việc bất chắc. tháo lại cử trường sử là vương tất tổng đốc quân mã ngự lâm. chủ bà tư mã ý nói vương tất nghiện rượu, tính rộng rãi, e không kham nổi chức ấy. tháo nói vương tất là người theo ta trong lúc sông pha trông gai gian khổ, trung thành lại chăm chỉ, lòng như sắt đá, thật xứng đáng lắm. liền ủy cho vương tất đem quân ngự lâm đóng ngoài cửa đông hoa thành hứa xương bấy giờ có một người họ cảnh tên kỳ, tự là Quý Hạnh, quê ở Lạc Dương, trước đã có làm quan huyện ở phủ thừa tướng, về sau được nhấc làm thị trung thiếu phủ, cùng với quan tư trực là vi hoàng chơi thân lắm. Hai người thấy tào tháo tiếm phong tước vương, xe đi áo mặc, toàn dùng đồ thiên tử, trong bụng rất là bất bình. Năm kiến an thứ 23, 218, tháng riêng, mùa xuân, cảnh kỳ bàn với vi hoàng rằng giặc tháo giàn ác mỗi ngày một tệ hơn sau này tất có việc cướp đoạt. Chúng ta là tôi nhà Hán, lẽ đâu quên chúa mà giúp kẻ loạn thần. Vì Hoàng nói rằng tôi có người tâm phúc tên là Kim Vĩ, vốn là dòng dõi tướng nhà Hán Kim Nhật đến khi xưa, vẫn có bụng muốn trừ tào tháo, lại chơi rất thân với vương tất, nếu được người ấy đồng mưu, thì chắc xong việc lớn. Cảnh kỳ nói, y đã chơi thân với vương tất thì sao chịu đồng tâm với ta? Vì Hoàng nói, hãy thử đến chơi nói chuyện xem làm sao hai người bèn đến nhà kim vĩ vị ra tiếp vào hậu đường ngồi chơi hoảng nói đức vĩ cùng với vương trưởng sử chơi thân lắm hai chúng tôi lại cầu một việc vĩ hỏi các ông cầu việc gì hoảng nói tôi nghe ngụy vương nay mai tất thay ngôi nhà hán lên làm vua ông nói trưởng sử chắc được nhắc làm quan to xin nhớ đến anh em mà dắt dìu nhau thì cảm ơn lắm vĩ nghe nói phất tay áo đứng dậy đầy tớ vừa bưng trà lên vĩ hất đồ cả xuống đất Hoàng giả cách giật mình, nói, Đức Vĩ là cố nhân của ta, sao bạc đãi anh em thế? Vĩ nói, ta chơi với các ngươi, vì các ngươi là con cháu các triều thần nhà Hán. Này không nghĩ đến báo ơn vua, lại muốn giúp quân phản tặc, ta còn mặt mũi nào chơi với các ngươi? Cảnh kỳ nói, chúng tôi cũng biết thế là không phải, nhưng bất đắc dĩ phải theo đó thôi. Vĩ thấy nói càng giận lắm, cảnh kỳ, vì hoàng biết, đích là kim vĩ có bụng trung nghĩa mới đem tình thực ra bảo rằng chúng tôi cốt muốn đánh giặc, đến đây để bàn chuyện với ngài, nhưng chưa biết bụng ngài thế nào nên chúng tôi nói thử đó. Vĩ nói, nhà ta đời đời làm tôi nhà Hán, đâu có chịu theo giặc. Các ông muốn giúp nhà Hán, thì đã mẹo gì hay chưa? Hoàng nói, tuy là có lòng báo đền ơn nước, nhưng chưa có mẹo gì đánh giặc. Vĩ nói, ta muốn trước hãy giết vương tất, cướp lấy binh quyền, rồi kết với Lưu Hoàng Túc làm ngoại ứng, mới có thể đổ được giặc tháo. Hai người vỗ tay khen mẹo ấy là hai, vĩ lại nói ta có hai người tâm phúc, có thù vì tháo đã giết cha họ, hiện ở ngoài thành, nên dùng làm vây cánh. Cảnh kỳ hỏi là ai, vĩ nói còn quan thái y cát bình, trường là cát mạc, tự là vân nhiên, thứ là cát mục, tự là tư nhiên. Khi trước Tào Tháo vì việc đồng thừa, giết mất cha hai người ấy. Hai người phải trốn tránh nơi xa, được thoát nạn. Này đã lẻn về hứa đô, nếu bảo giúp ta đánh giặc nhất định nghe ngay. Cảnh kỳ, vi hoàng mừng lắm, kim vĩ mật sai người mời hai anh em họ cát. Một lát, hai người đến, vĩ nói chuyện việc đánh tào tháo. Hai người căm tức, ứ nước mắt khóc, khí oán tức vùn vụt sông lên tận trời, thế giết giặc nước. Kim vĩ nói đến đêm hôm rằm tháng riêng, trong thành đốt đèn cực nhiều, vui chơi đêm nguyên tiêu. Cảnh thiếu phủ, vi tư trực, hai ông nên đem ra đồng đánh đến trước dinh vương tất, xem lúc nào có hiệu lửa thì chia làm hai đường kéo vào, giết xong vương tất, theo ta vào cung, mời thiên tử lên lầu ngũ phượng, triệu trăm quan đến dụ việc đánh giặc. Hai anh em cát vân nhiên thì ở ngoài thành đánh vào đốt lửa làm hiệu, gieo gọi trăm họ để cùng giết giặc nước, và chặn quân cứu viện ở trong thành. Khi nào thiên tử ban tờ chiếu an đâu đấy rồi, thì tiến binh kéo đến nghiệp quận bắt tào tháo rồi lập tức cầm chiếu ra triệu lưu hoàng thúc về hôm nay hẹn sẵn đến canh hai đêm hôm ấy thì khởi sự chớ coi như đồng thừa mà mang vạ cho mình năm người nhìn lên trời thề thốt uống máu ăn thề rồi ai về nhà ấy sắm sửa khí giới quân mã đợi lúc khởi sự cảnh kỳ vi hoàng mỗi người có ba bốn trăm đầy tớ cùng sắm sửa đồ khí giới anh em cát mạc cũng tụ tập được ba trăm người dự bị sẵn sàng nói dối là đi săn bắn Kim Vĩ đến chơi trước nhà vương tất, nói rằng hiện nay bốn bể hơi yên, ngụy vương uy khắp cả thiên hạ, nay gặp tiết nguyên tiêu, nên cho nhân dân đốt đèn vui chơi, để tỏ các khí tượng đời thái bình. Vương tất cho là phải, cáo dụ nhân dân trong thành, chỗ nào cũng phải treo đèn, kết hoa để cho vui vẻ đêm nguyên tiêu. Đến đêm nguyên tiêu ấy, khí trời tạnh tẽ, trăng sao vằng vặc. Khắp các phố phường đua nhau thả đèn hoa, kẻ đi người lại, vui vẻ chơi bời. Vương tất cùng với các tướng ngự lâm uống rượu ăn yến ở trong dinh. Hết canh hai, bỗng nhiên trong dinh có tiếng hò reo, mé sau có lửa cháy. Vương tất vội vàng chạy ra xem, thì đã thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng hò chém giết rầm rĩ, biết là có biến, vội lên ngựa ra cửa nam, thì gặp ngay cảnh kỳ, bắn cho một phát tên, trúng vào bả vai, suýt lăn xuống ngựa. Tất bèn chạy về phía cửa tây, sau lưng có quân đuổi tới. Vương Tất sợ hãi, bỏ ngựa đi bộ, chạy đến nhà Kim Vĩ gõ cửa. Nguyên Kim Vĩ một mặt sai người vào trong dinh đốt lửa, một mặt xuất lĩnh đầy tớ ra đánh, chỉ để vợ con ở nhà. Lúc ấy, vợ con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa của Vương Tất tưởng là Kim Vĩ trở về, liền hỏi ra rằng đã giết được thằng Vương Tất rồi à? Vương Tất giật mình, mới biết là Kim Vĩ cũng đồng mưu bèn chạy tắt sang nhà Tào Hưu nói rằng Kim Vĩ cảnh kỳ đồng mưu làm phản. Tào Hưu vội vàng nai nịt lên ngựa, dẫn hơn một nghìn quân vào trong thành đánh giặc. Trong thành bốn mặt lửa cháy, chém cả vào đến lầu ngũ phượng, vua phải lánh vào trong thâm cung. Tướng tá tâm phúc nhà Tào cố chết giữ lấy cửa cung, nghe thấy người trong thành reo lên rằng giết cho sạch giặc Tào để phò nhà Hán, nói về hạ hầu đôn phụ mệnh Tào Tháo, lĩnh ba vạn quân đóng đồn cách thành năm dặm để tuần phòng hứa đô. Đêm hôm ấy trông thấy trong thành lửa cháy, đôn mới kéo đại quân về vây chặt lấy thành, sai một toán quân vào tiếp ứng cho tào hưu. Đánh nhau mãi đến sáng, bọn cảnh kỳ, vi hoàng không có người giúp đỡ. Chợt có tin báo Kim Vĩ cùng hai anh em ra cửa thành, thì quân hạ hầu đôn bao vây và bắt sống, hơn một trăm đầy tớ đều chết sạch. Hạ hầu đôn vào thành, dập tắt lửa, bắt hết cả họ hàng già trẻ năm nhà, sai người báo với Tào Tháo. Tháo chuyển đem ra chợ chém hết còn bao nhiêu quan lại lớn nhỏ trong triều đều bị bắt giải đến nghiệp quận để tra xét hạ hầu đôn ra lệnh điệu cảnh kỳ vì hoàng ra nơi hành hình cảnh kỳ thét mắng rằng tào âm man ta sống không giết được mày thì chết ta cũng làm con ma dữ để giết mày thôi quân sĩ lấy giáo sóc vào mồm kỳ máu chảy ròng ròng xuống đất kỳ mắng chửi hết hơi rồi chết vì hoàng thì đập mãi xuống đất mà nói rằng tức quá tức quá đời sau có thơ khen hai người rằng cảnh vì xứng đáng bậc danh hiền, đem nắm tay không chống cửa thiên, vận hán nào ngờ cây đã cỗi, suối vàng tấm tức giả trung kiên, hạ hầu đôn chém hết họ hàng năm nhà, rồi giải các quan đến nghiệp quận. Tào Tháo cho dựng ở giá trường một lá cờ đỏ ở bên tả, một là cờ trắng bên hữu, hạ lệnh rằng bọn cảnh kỳ làm phản, phóng hỏa đốt hứa đô, chúng bây cũng có người ra cứu lửa, cũng có người đóng cửa không ra. Hễ ai chữa cháy thì đến đứng ở dưới lá cờ đỏ ai không ra thì đứng dưới lá cờ trắng. Các quan nghĩ rằng chữa cháy tất không phải tội, bởi thế nhiều người chạy đến đứng trước là cờ đỏ. Trong ba phần chỉ có một phần đứng dưới cờ trắng, Tháo sai bắt hết cả những người đứng dưới cờ đỏ. Các quan kêu là không có tội, Tháo nói bụng chúng bây giờ không phải là ra chữa cháy, kỳ thực là ra để giúp đó thôi. Liền sai điệu cả ra cạnh sông Trương Hà chém tuốt, hơn 300 viên bị hại, những người đứng dưới cờ trắng thì được tháo thưởng cho và tha cho về hứa đô. Bấy giờ vương tất đã bị thương mà chết, tháo sai làm ma trong tống táng, rồi cho tào hữu tổng đốc cả quân mã ngự lâm, Trung do làm tướng quốc, hoa hâm làm ngự sự đại phu, trung hầu 16 cấp, ấn bạc, khao thâm, ngũ đại phu 15 cấp, ấn đồng, thao buộc kim tuyến. Định tước phong quan, triều đình lại đổi một loạt nhân vật. Tào Tháo bây giờ mới nhớ đến lời đoán trước của quản lộ, bèn trọng thưởng cho nhưng lộ không chịu nhận. Lại nói Tào Hồng dẫn quân đến Hán Trung, sai trương cáp, hạ hầu uyên giữ nơi hiểm yếu, còn mình thì tiến ra cự địch. Bấy giờ Trương Phi và Lôi Đồng giữ ở Ba Tây, quân mã siêu thì đến hạ biển. Siêu sai Ngô Lan làm tiên phong, đem quân đi do tháng, vừa gặp quân Tào Hồng đến. Ngô Lan muốn rút về, có nhà tướng là Nhâm Quỳ nói rằng quân giặc mới đến, nếu không đánh cho đổ cái nhuệ khí của nó đi, thì mặt mũi nào về trông thấy mã mạnh khởi nữa nói đoạn vác giáo tế ngựa ra trận bên này tàu hồng cũng mua đao tế ngựa xông tới hai bên đánh nhau chưa được ba hiệp nhâm quỳ bị chém lăn xuống ngựa không thưa thế đuổi giết ngô lan thua trong chạy về ra mắt mã siêu siêu giận mắng rằng mi chưa có lệnh của ta sao đã dám khinh địch để đến nổi bị thua ngô lan nói đó là nhâm quỳ không nghe lời tôi cho nên mới thua như vậy mã siêu nói một mặt phải giữ vững cửa ải không nên ra đánh nữa một mặt phi báo về thành đô đợi lệnh hồng thấy mã siêu luôn mấy hôm không ra sợ có mẹo lừa gì chăng liền dẫn quân về nam trịnh trương cáp lại ra mắt tào hồng hỏi rằng tướng quân đã chém được tướng giặc sao lại rút lui hồng nói ta thấy mã siêu không ra có mưu khác và lại ta ở nghiệp quận thần bốc là quản lộ có nói ở chỗ này tất tổn mất một đại tướng ta ngờ lời đó cho nên không dám khinh chiến trương cáp cười nói rằng tướng quân cầm quân đã nửa đời người sao nay lại tin bói toán để sinh nghi ra ngờ vực tôi tí bất tài cũng xin đem quân mã đánh lấy ba tây nếu được ba tây thì lấy thuộc quận cũng dễ như bỡn hồng nói tướng giữ ba tây là trương phi không phải tầm thường chớ nên khinh địch trương cáp nói người ta đều sợ trương phi tôi thì coi y như đứa con nít vậy phen này đi chắc bắt sống được y Hồng nói, nếu sơ xuất thì thế nào? Cáp nói, xin chịu quân lệnh, Hồng bắt làm tờ cam đoan. Trường Cáp kéo quân đi, rõ là, tự cố kiêu binh nhiều thất bại, thói thường khinh địch ít thành công, chưa biết được thua ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 70, Trương phai khỏe, dùng mưu lấy ngõ khẩu ải, Hoàng Trung già, bày kế đoạt thiên đăng sơn, lại nói, Trương Cáp, dẫn bộ binh chia làm ba trại, dựa vào sườn núi hiểm trở, trại thứ nhất gọi là Nham Cừ trại thứ hai là mộc đầu trại thứ ba là đáng thạch hôm ấy trương cáp để lại mỗi trại nửa quân giữ nhà còn bao nhiêu kéo đến lấy ba tây có thám mã báo tin về ba tây nói trương cáp đã kéo quân đến trương phi vội gọi lôi đồng lại bàn bạc đồng nói láng trung địa thế núi non hiểm trở có thể mai phục được tướng quân dẫn quân ra đánh tôi kéo kỵ binh ra giúp tất bắt sống được trương cáp Trương Phi giao cho lôi đồng 5.000 tinh binh mang đi, còn mình thì dẫn một vạn quân rời khỏi lãng trung 30 dặm sau thì gặp Trương Cáp. Hai bên giàn trận, Trương Phi ra ngựa, gọi Trương Cáp giao chiến. Cáp cầm giáo tế ngựa xốc tới, đánh nhau hơn 20 hiệp. Hậu quân của Trương Cáp bỗng hò reo ẩm ĩ té ra trông thấy cờ quạt của quân thục phấp với mé sau núi, quân Cáp rồi rít cả lên, Cáp không dám ham đánh, quất ngựa chạy về. Trương Phi đuổi theo chém giết tơi bời. Phía trước, lôi đồng dẫn quân đánh đổ ra. Trương Cáp thua trong, chạy mãi về chạy nham cừ, rồi lại chia binh ra giữ ba trại như trước, chứa nhiều gỗ đá giữ vững không ra đánh nữa. Trương Phi dẫn quân tiến đến cách chạy nham cừ 10 dặm hạ trại. Hôm sau dẫn quân đến khiêu chiến, Cáp ở trên đỉnh núi, thổi sáo, đánh trống, uống rượu, nhất định không xuống Trương Phi sai quân sĩ chửi mắng om sòm, Cáp cũng không ra phi phải trở về trại hôm sau phi lại sai lôi đồng đến dưới núi khiêu chiến cáp cũng không ra lôi đồng thúc quân lên trên núi gỗ đá lao xuống ầm ầm lôi đồng vội vã rút lui quân ở trại đăng thạch và trại mông đầu đổ ra đánh bại lôi đồng hôm sau trương phi lại đến khiêu chiến trương cáp vẫn cư giữ trên núi không xuống phi sai quân sĩ chửi mắng rất tàn tệ cáp ở trên núi cũng chửi Trương Phi mãi không biết dùng mẹo gì dừ cho được Trương Cáp xuống núi. Phi mới kéo tận trước núi cắm trại, ngày nào cũng rượu say túy lúy, ngồi chửi mắng, sỉ nhục Trương Cáp. Huyền Đức sai người đến khao quân, thấy Trương Phi uống rượu suốt ngày, liền về báo tin. Huyền Đức giật mình, hỏi Khổng Minh, Khổng Minh cười, nói trong quân chắc không có rượu ngon, ở thành đô rất nhiều rượu tốt, nên đem 50 vò, chất vào ba chiếc xe tải ra đó để trương tướng quân uống. Huyền Đức thất kinh, nói, em tôi xưa nay chỉ vì uống rượu mà lỡ việc sao quân sư lại đưa thêm rượu cho nó. Khổng Minh cười, nói, chúa công kết anh em với Dược Đức bao nhiêu lâu nay, vẫn chưa biết người thế nào du. Dược Đức tuy uống rượu nóng này, nhưng hồi trước vào lấy xuyên tha được nghiêm nhan, đó không phải là việc kẻ dũng phu có thể làm được. Này cự nhau với trương cáp hơn 50 ngày, ngồi trước núi uống rượu chửi mắng, không coi ai ra gì đó là mẹo đánh được trương cát chứ không phải tham chén đâu huyền đức nói đã đành rằng thế nhưng cũng không nên quá tin phải sai ngụy diên đi giúp mới được khổng minh sai ngụy diên tài rượu đi mỗi xe cắm một lá cờ để hàng chữ trong rượu ngon dùng trong quân diên vâng lệnh đem rượu đến trại trương phi nói là chúa công ban cho rượu đến trại trương phi nói là chúa công ban cho rượu tốt phi nhận rượu xong bảo ngụy diên lôi đồng rằng, hai người, mỗi người dẫn một toán quân chia làm hai cánh tả hữu hễ trông thấy trong quân ta phất ngọn cờ đỏ, thì cùng tiến quân ra mà đánh. Giận dò đâu đấy, phi lại sai mang rượu bầy la liệt trước trướng, cho quân sĩ mở cờ đánh trống để uống rượu. Quân đi do thám báo lên trên núi, trường cáp ra đỉnh núi đứng xem, thấy trương phi ngồi ngất ngường uống rượu, sai hai tên lính đánh vật ở trước mặt để làm vui. Cáp nói, Trương Phi khinh ta qua đỗi mới truyền lệnh đêm nay xuống cướp trại Trương Phi, sai trại Đãng Thạch và trại Mông Đầu chia làm hai đường tả hữu đánh giúp. Đêm hôm ấy, Trương Cáp Nhân có bóng trăng lờ mờ, dẫn quân xuống núi đến thẳng trước trại Trương Phi. Tự đằng xa trông lại, Cáp thấy trong trướng bóng đèn đuối sáng choang, Trương Phi đang ngồi gật gù uống rượu. Trương Cáp đi đầu thét trong một tiếng, trước núi thúc trống trợ oai, Cáp đánh thốc vào trung quân. Thấy Trương Phi vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích chút nào. Cáp tế ngựa xông đến tận trước mặt, đâm một nhát giáo, té ra là một bó cỏ. Cáp vội vàng quay ngựa về, thì bốn mặt pháo nổ vang lên, rồi có một tướng đi trước chặn mất đường đi, trợn cặp mắt tròn, tiếng như sét đánh. Đúng là Trương Phi, Phi khua mâu tế ngựa xông đến đánh Trương Cáp, hai tướng đánh nhau trong ánh lửa, bốn năm mươi hiệp Cáp chỉ ngóng quân hai chạy đến cứu, không ngờ quân cứu đã bị ngụy Diên, lôi đồng đánh bại cả rồi và thừa thế cướp được hai trại. Cáp không thấy quân đến cứu, lại thấy trên đỉnh núi mình có lửa cháy, thì ra trại Trương Cáp cũng đã bị hậu quân cửa Trương Phi cướp rồi. Cáp mất cả ba trại, phải chạy về ải ngõ Khẩu. Trương Phi được trận trong, báo tin về Thành Đô, Huyền Đức mừng lắm, mới biết Trương Phi uống rượu là dùng mẹo để lừa cho Trương Cáp xuống núi. Trương Cáp lui về giữ ải ngõ Khẩu, ba vạn quân đã mất hai vạn, phải sai người đến Tào Hồng cầu cứu. Hồng nổi giận, nói, người không nghe ta, cố đòi tiến binh cho được, nay mất cả ai khẩn yếu rồi, còn đến đây cầu cứu à? Nói rồi, không cho quân đi cứu, lại sai người thúc trương cáp phải ra đánh. Cáp nóng ruột, phải nghĩ kế, mới chia quân làm hai cánh, kéo ra mé sau núi mai phục và dặn rằng ta giả đò thua chạy, trương phi tất nhiên đuổi theo, chúng mày xông ra trận lấy đường về của y. Hôm ấy, trương cáp dẫn quân tiến lên, vừa gặp lôi đồng đánh nhau được vài hiệp cáp thua chạy lôi đồng đuổi theo hai toán phục quân đổ ra chặn mất đường về cáp quay lại đánh đâm chết lôi đồng quân thua chạy về báo với trương phi phi dẫn quân lại đánh trương cáp cáp cũng giả đò thua chạy phi không đuổi cáp lại tiến đến đánh chưa được vài hiệp đó là mưu kế thu quân về chạy bản với ngụy diên rằng trương cáp dùng kế mai phục giết mất lôi đồng của ta lại muốn lừa cả ta nữa ta nhân kế nó mà dùng kế mình. Ngụy Diên hỏi kế thế nào, Phi nói, ngày mai ta dẫn quân đi trước, ngươi đem tinh binh đi sau. Đợi khi nào quân phục của nó đổ ra, thì ngươi chia quân nhỏ rồi phóng hỏa đốt xem, để ta thừa thế bắt Trương Cáp, báo thủ lôi đồng. Ngụy Diên lĩnh mệnh, hôm sau, Trương Phi dẫn quân tiến đi, Trương Cáp lại đến đánh với Trương Phi độ 10 hiệp Cáp giả tảng thua chạy. Phi đuổi theo, Cáp vừa đánh vừa chạy, dừ cho Trương Phi đuổi đến cửa hang. Cáp đổi hậu quân làm tiền quân đóng lại đánh nhau, chỉ mong hai cánh quân phục ra để vây Trương Phi. Không ngờ quân phục đã bị Ngụy Diên chặn đuổi vào hang, đem xe lấp kín đường núi, châm lửa đốt xe, cây cối đều cháy, khói tỏa bốn bề, không biết đường nào mà ra. Trương Phi cứ việc xông vào đánh, Trương Cáp cô sống cô chết mới chạy thoát được về ải Ngã Khẩu, nhặt nhạnh tàn quân, giữ vững không dám thỏ ra nữa. Trương Phi, Ngụy Diên đánh cửa ngõ Khẩu luôn mấy hôm không hạ được, bèn lui 20 dặm hạ trại. Phi cùng với Ngụy Diên dẫn vài chục tên quân kỵ đi tìm đường nhỏ, bỗng thấy có mấy người vừa trai vừa gái, người nào cũng đeo khăn gói đang trèo núi vúi cây mà đi. Phi trỏ roi ra bảo Ngụy Diên rằng cướp cửa ải ngõ khẩu, phải cần đến mấy người kia. Liền gọi quân sĩ đến bảo, gọi các người ấy lại và không được làm họ sợ hãi. Phi lấy lời ngọt ngào dỗ dành để họ yên lòng, rồi hỏi, chúng mày đi đâu thế? Họ thưa rằng, chúng tôi là dân Hán Trung, nay muốn trở về làng, nhưng thấy đại quân đánh nhau, nghẽn mất đường Cây Lãng Trung. Vậy chúng tôi phải đi qua Sương Khê, rồi đi từ đường núi Tử Đồng, qua sông Cối Nghi để vào Hán Trung mà về nhà. Phi lại nói, đường này về Ải Ngoã Khẩu, xa gần thế nào, họ thưa, từ con đường nhỏ núi Tử Đồng đi ra, chính là sau lưng Ải Ngoã Khẩu. Phi mừng lắm, đem bọn người ấy về trại cho cơm rượu ăn uống tử tế rồi sai ngụy diên dẫn quân đến đánh cửa ải còn mình thì đem quân khinh kỵ đến đánh phía sau ải nói về trương cáp không thấy quân đến cứu trong bụng đang buồn bỗng có tin ngụy diên đến khiêu chiến cáp mặc áo giáp lên ngựa sắp sửa xuống núi chợt thấy mé sau núi có bốn năm chỗ khói lửa không biết là quân ở đâu đến cáp sợ hãi vội chạy theo đường nhỏ ngựa không đi được đằng sau thì trương phi đuổi gấp quá cáp phải bỏ ngựa trèo lên núi tìm đường tắt đi trốn, chỉ còn được 10 người kéo bộ đi theo, chạy về Nam Trịnh, ra mắt tàu Hồng. Hồng thấy thế, nổi giận mắng rằng ta đã bảo đừng đi, ngươi cứ khăng khăng một mực, lập tờ văn trạng xin đi. Bây giờ mất sạch cả quân, không biết tự tử đi cho rảnh, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa. Bèn quát sai tả hữu lôi cáp ra chém, hành quân tư mã là quách hoài can rằng ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm trương cáp tuy là người có tội nhưng là người ngụy vương yêu mến giết đi không tiện Này nên cấp thêm cho y 5.000 quân sai y đến đánh cửa hà manh để cho rung động các sứ hán trung ta tự nhiên yên vững nếu không thành công hai tội ta sẽ trị là một táo hồng nghe lời lại cấp cho trương cáp năm nghìn quân sai ra lấy ải hà manh cáp vâng lệnh ra đi lại nói tướng giữ ải hà manh là mạnh đạt hoắc tuấn nghe tin trương cáp dẫn binh đến Hoắc Tuấn có ý muốn kiên thủ, còn Mạnh Đạt thì muốn nhanh địch, liền đem quân xuống đánh nhau với Trương Cáp, nhưng bị thua to chạy về. Hoắc Tuấn viết thư cáo cấp về thành đô, Huyền Đức mời Khổng Minh đến thương nghị. Khổng Minh hội các tướng lại bảo rằng cửa hà manh ta nguy cấp lắm, phải sai người ra lãng trung gọi Dực Đức về mới địch được Trương Cáp. Pháp chính nói Dực Đức đóng ở lãng trung, giữ ải ngõ khẩu cũng là một chỗ khẩn yếu, không nên gọi về quân sư nên chọn một đại tướng ở nhà đi cũng xong khổng minh cười nói rằng trương cáp là danh tướng nước ngụy không phải tay tầm thường phi dực đức không ai địch nổi bỗng có một tướng lớn tiếng bước ra nói rằng quân sư sao khinh chúng tôi thế tôi tuy bất tài nhưng quyết xin chém đầu trương cáp về nộp dưới trướng mọi người trông ra xem ai thì lão tướng hoàng trung khổng minh nói hán thăng tuy có khỏe nhưng đã già cả rồi e không phải đối thủ của trương cáp Trung nghe xong, bình ngược bộ dâu bạc mà nói rằng, tôi tuy già, nhưng hai cánh tay còn dương nổi được cung ba tả, gân sức còn mang nổi nghìn cân, không địch nổi được gã thất phu trương cáp hay sao? Khổng minh nói, tướng quân đã ngót 70 tuổi, còn gì mà chẳng già yếu. Trung bước dào xuống thềm, lấy một thanh đại đao trên giá, mua tít như bay. Lại lấy cung treo trên vách, dương gãy luôn hai chiếc. Khổng minh nói, tướng quân muốn đi, nên dùng ai làm phó tướng? Trung nói, tôi xin lão tướng nghiêm nhan cùng đi với tôi, nếu có sơ suất điều gì, xin nộp cái sọ trắng này trước. Huyền Đức mừng lắm, lập tức sai Hoàng Trung, nghiêm nhan dẫn binh ra đánh Trường Cáp. Triệu Vân can rằng, Trường Cáp phạm vào cửa Hà Manh, quân sư chớ coi là trò đùa. Nếu cửa ải mất, thì ích châu nguy ngay. Sao quân sư lại có hai tướng giả ra cự với đám cường địch? Khổng Minh nói rằng, người cho hai người ấy giả cả không làm nổi được việc, ta chắc rằng hán trông tự tay hai người ấy mà lấy được triệu vân và các tướng ai cũng cười khẩy lui ra nói về hoàng trung nghiêm nhan đến cửa ải mạnh đạt hoặc tuấn trông thấy cũng cười thầm khổng minh không biết dùng người chỗ cửa ải khẩn yếu thế này mà lại đi sai hai anh già đến hoàng trung bảo với nghiêm nhan rằng ông có thấy họ động tĩnh gì không họ cười chúng ta già cả không làm nổi việc ta nên lập công lạ để cho họ biết nghiêm nhan nói xin tuân lời tướng quân hai người bàn định xong hoàng trung dẫn quân xuống ải đánh nhau với trương cáp cáp trông thấy hoàng trung vì cười ra nói rằng trung giận mắng rằng thằng nhãi con mày khinh ta già nhưng thanh đao trong tay ta chưa già liền vỗ ngựa công lên quyết chiến với trương cáp hai bên đánh nhau mới được hai mươi hiệp bỗng đâu có tiếng reo rầm rĩ té ra nghiêm nhan từ con đường nhỏ lén đánh mé sau trương cáp hai cánh quân ập lại cáp không địch nổi phải thua chạy lui về tám chín mươi dặm. Hoàng Trung, nghiêm nhan cũng thu quân lên ải. Hai bên cùng đóng quân lại, không đánh chắc gì nữa. Tào Hồng nghe tin Trương Cáp thua trận nữa, lại muốn trị tội. Quách hoài can rằng Trương Cáp mà bị ta làm bức quá, tất hàng với Tây Thục. Này nên sai tướng khác ra giúp, nhân thế để kiểm thúc y, cho khỏi sinh bụng khác. Hồng nghe lời, liền sai Hạ Hầu Thượng là cháu Hạ Hầu Đôn và hàng tướng Hàn Hạo là em Hàn Huyền dẫn 5.000 quân đến giúp. Hai tướng đến trại trương Cáp, hỏi việc quân, Cáp nói, lão tướng là Hoàng Trung khỏe lắm, lại có nghiêm nhan giúp đỡ, không nên khinh địch. Hàn Hạo nói, ta ở TS, đã biết giặc giả ấy ghê gớm lắm. Nó đồng mưu với ngụy Diên dân thành trì cho Lưu Bỉ, giết mất anh ta, nay đã gặp nhau, ta phải báo thù mới được. Nói đoạn, cùng với hạ hầu thượng dẫn quân rời trại kéo đi hoàng trung mấy hôm liền đi thám tính giỏ la biết hết đường lối nghiêm nhan bảo rằng cách đây có mọn núi thiên đảng là chỗ tào tháo chứa lương thảo nếu ta cướp được núi ấy chẹn mất lương thảo thì hán trung có thể lấy được hoàng trung nói lời tướng quân hợp ý tôi lắm nên dùng kế này thế này nghiêm nhan theo kế dẫn quân đi trước hoàng trung nghe tin hạ hầu thượng hàn hảo kéo quân đến cũng dẫn quân mã ra trại nghênh địch. Hàn Hảo đứng trước trận quát mắng rằng thằng giặc già bất nghĩa kia, nói đoạn, thúc ngựa vào đánh nhau với Hoàng Trung. Hạ hầu thượng bèn ra đánh ập lại. Hoàng Trung ra sức địch hai tướng, độ mười hiệp, Trung thua chạy. Hai tướng đuổi theo hơn hai mươi dặm, cướp được trại Hoàng Trung, Trung lại lập một cái trại khác. Hôm sau, Hạ hầu thượng, Hàn Hảo lại dẫn quân đến. Trung ra trận đánh vài hiệp lại chạy. Hai tướng đuổi đánh xa hai mươi dặm lại cướp được chạy cáp can rằng, Hoàng Trung chạy luôn hai hôm, tất có mẹo lừa gì đây. Hạ hầu thượng mắng cáp rằng, người nhát như thế, không trách thua mãi, này chớ có nói lôi thôi, để chúng ta lập công cho mà xem. Trường cáp thẹn đỏ mặt đi ra, hôm sau, hai tướng lại dẫn quân đến đánh, Hoàng Trung lại thua chạy lui hai mươi dặm, hai tướng lần lần đuổi kịp. Hôm sau nữa, hai tướng vừa ra quân thì Hoàng Trung đã vội bỏ chạy thua luôn bốn năm trận, rút về cửa ải. Hai tướng đến sát cửa ải hạ trại, Hoàng Trung giữ chặt không ra nữa, mạnh đặt thấy vậy, ngầm đưa thư về báo rõ đầu đuôi việc đó với Huyền Đức rằng, Hoàng Trung thua trận chạy mất mấy lần nay đã lùi về trên ai. Huyền Đức vội vàng hỏi Khổng Minh, Khổng Minh nói đó là mẹo của lão tướng làm cho quân địch sinh kiêu đó. Triệu Vân và các tướng không tin, Huyền Đức sai Lưu Phong đến tiếp ứng cho Hoàng Trung. Lưu Phong dẫn quân đến, Hoàng Trung hỏi, tiểu tướng quân đến đây có việc gì? Phong nói, phụ thân tôi thấy tướng quân thua mãi, nên sai tôi đến giúp. Trung cười, nói rằng, đó là mẹo của lão phu làm cho quân địch sinh kiêu đấy. Đêm nay chỉ đánh một trận là đủ lấy lại các trại, lại đoạt được thêm lương thảo, xe ngựa. Thế gọi là bỏ trại không để cho quân kia mượn mà chứa lương thảo đó thôi. Đêm nay, hoặc tướng quân ở nhà giữ ải, mạnh tướng quân ra khuân vác lương thảo và cướp lấy ngựa, tiểu tướng quân coi ta phá giặc cho mà xem. Cành hai đêm hôm ấy, trung dẫn năm nghìn quân mở cửa ải kéo xuống. Hạ hầu thưởng, hàn hạo mấy hôm không thấy quân trên ải xuống, sinh ra trễ nhác, không bị gì cả. Bất thình lình bị Hoàng Trung đánh thẳng vào trải, người chưa kịp mặc giáp, ngựa chưa kịp thắng yên, hai tướng phải liều mạng chạy trốn. Quân mã giày xéo lẫn nhau, chết hại không biết bao nhiêu. Hoàng Trung đuổi tràn mãi đến sáng, cướp luôn được ba trại, lại được khí giới lương thảo rất nhiều. Hoàng Trung sai mạnh đạt vận hết cả lên cửa ải. Hoàng Trung lại thúc quân đuổi theo. Lưu Phong can rằng quân ta đã mỏi mệt, nên cho nghỉ ngơi rồi sẽ hay. Hoàng Trung nói, không vào hang hổ, sao bắt được hổ con, nói đoạn, tế ngựa đi trước, quân sĩ đều hăng hái tiến lên. Trường Cáp muốn ra cự địch, nhưng vì quân nhà thua chạy về dối rít, không sao giữ được vững phải bỏ hết cả trại chạy, chạy mãi về đến gần sông hán thuy trương cáp tìm thấy hạ hầu thượng hàn hảo cùng bàn với nhau rằng ở đây có núi thiên đăng là chỗ chứa lương thảo và lại giáp cận với núi mễ thương cũng là kho lương hai xứ ấy đều là nguồn nuôi sống quân sĩ cả nếu để sơ xuất thì là không có hán chung nữa đấy phải tìm cách giữ cho cẩn thận mới được hạ hầu thượng nói rằng núi mễ thương đã có chú ta là hạ hầu uyên chia quân ra giữ rồi và lại gần ngay núi định quân không phải lo cho lắng. Núi Thiên Đăng anh ta là hạ hầu đức chấn thủ, chúng ta nên đến đó nương nhờ và giữ núi ấy nhân thể. Thế rồi, Trương Cáp cùng hai tướng quân đến luôn núi Thiên Đăng, ra mắt hạ hầu đức, thuật lại chuyện trước. Hạ hầu đức nói, ở đây ta đã đóng 10 vạn quân rồi, các ngươi nên dẫn quân đi lấy lại các trại cũ. Trương Cáp nói, ta chỉ nên giữ vững, chớ không nên kinh động nữa. Bỗng nghe tiếng chiêng trống rầm rĩ, Hoàng Trung đã kéo quân đến nơi hạ hầu đức cười lớn nói rằng lão tặc chỉ cậy sức khỏe không biết binh pháp là gì trương cáp nói hoàng trung có mưu không phải chỉ khỏe mà thôi đâu đức nói quân xuyên từ xa đến đây mỏi mệt luôn mấy hôm rồi mà còn dám đem quân vào nơi hiểm trở này thế nào gọi là biết mưu cáp nói tuy rằng thế ta cũng không nên khinh địch cứ giữ trại cho vững là hơn hàn hảo xin dẫn quân ra đánh hạ hầu đức cho hạo dẫn ba nghìn quân xuống núi Hoàng Trung đem quân lại đánh, Lưu Phong can rằng bây giờ trời gần tối, mà quân ta từ xa đến đây, đã mỏi mệt cả, nên cho nghỉ ngơi. Trung cười, nói rằng đây chính là trời cho ta dịp may để lập công trong, nếu không đánh ngay đi, thì trái lòng trời. Nói xong, đánh trống ẩm ý kéo đến, hàn hảo dẫn quân ra địch, Hoàng Trung múa đao xông vào. Mới một hiệp đã chém chết hàn hạo ngã quay xuống đất. Quân thục gieo ầm cả lên, kéo lên trên núi. Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng vội vàng dẫn quân ra địch. Bỗng lại nghe ở mé sau núi, tiếng réo vang dậy, lửa cháy đùng đùng, sáng rực cả trời đất. Hạ Hầu Đức dẫn quân ra cứu lửa, thì gặp ngay lão tướng là nghiêm nhan, tay cầm đao chém một nhát, Hạ Hầu Đức chết lăn xuống ngựa. Nguyên Hoàng Trung sai nghiêm nhan dẫn quân đi mai phục ở chỗ núi hẻo lánh, chỉ đợi quân Hoàng Trung đến là nhất tề châm lửa vào những đống rơm cỏ cháy đùng đùng, sáng rực núi non chém xong hạ hầu đức, hầu thượng trước sau không nhìn ngó được nhau, phải bỏ núi thiên đảng nhằm chạy về núi định quân với hạ hầu uyên. Hoàng Trung, nghiêm nhan giữ vững núi thiên đảng, rồi báo tin thắng trận về thành đô. Huyền Đức được tin bèn hợp các tướng lại ăn mừng, Pháp chính nói trước kia, tào tháo dẹp trương lỗ, bình định hán trung, không nhân dịp lấy luôn ba thục, mà lại để trương các và hạ hầu uyên đóng giữ, rồi tự dẫn đại quân về miền Bắc. Đó là thất sách lắm. Nay Trương Các mới bị thua, Thiên Đãng thất thủ, nếu chúa công lúc này cử đại binh thân đến mà đánh thì có thể lấy được Hán Trung. Định xong Hán Trung, rồi luyện quân, chứa thóc, xem xét tình thế, tiến ra có thể đánh được giặc, lui về có thể giữ vững. Đây là dịp trời, chớ nên bỏ lỡ. Huyền Đức, Khổng Minh đều cho là rất phải, liền sai Triệu Vân, Trương Phi làm tiên phong, Huyền Đức, Khổng Minh dẫn người vạn quân chọn ngày đánh lấy Hán Trung, truyền hịch cho các nơi phải phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa. Năm Kiến An thứ 23, 218, tháng 7, ngày Tốt Huyền Đức dẫn đại quân ra cửa Hà Manh hạ trại với Hoàng Trung, nghiêm nhan về trại thưởng cho rất hậu và bảo rằng người ta ai cũng bảo tướng quân giả yếu, chỉ có quân sư biết tài tướng quân, nay quả nhiên lập được công lạ. Nhưng còn núi định quân ở Hán Trung cũng là chỗ chứa lương thảo, lại là bình phong của Nam Trịnh, nếu hạ được núi định quân thì suốt dọc Dương Bình không phải lo lắng gì nữa. Không biết tướng quân có dám đánh lấy núi đó không? Hoàng Trung hăng hái vâng lời, lĩnh quân đi ngay. Khổng Minh ngăn lại nói rằng lão tướng quân tuy còn khỏe, nhưng hạ hậu uyên không phải như trương cáp. Y giỏi thao lược, biết binh cơ, tào tháo cậy y che chở mặt Tây Lương. Khi trước, đóng quân ở Tràng An, để cự nhau với mã mạnh khởi, nay lại đóng ở đây để giữ hán trung, không ủy thác cho ai, mà sai y, vì y không phải là tay tầm thường. Này tướng quân tuy đánh được trương cáp, nhưng vị tất đã đánh thắng nổi được y. Ta muốn kén một người sang Kinh Châu thế cho vân trường về thì họa chăng mới địch nổi y được. Trung vùng lên đáp lại rằng, ngày xưa, liêm pha 80 tuổi, còn ăn một đấu gạo, 10 cân thịt, chư hầu nghe tiếng đều phải sợ, không dám xâm phạm bờ cõi nước chiều. Huống chi tôi, chưa đến 70 tuổi ư quân sư đã cho tôi là già, tôi không cần đến phó tướng nữa. Chỉ xin một mình dẫn ba nghìn quân bản bộ đi chén lấy đầu hạ hầu uyên đem về nộp dưới cờ, để quân sư coi. Khổng Minh hai ba lần không cho đi, Hoàng Trung cứ khăng khăng rằng một mực xin đi. Khổng Minh mới bảo rằng tướng quân đã muốn đi, thì để ta cho một người đi làm giám quân, có bằng lòng không? Đó là, sai tướng nên dùng lời khích tướng, tuổi già lại khéo dụng mưu già, chưa biết ai làm giám quân, xem đến hồi sau sẽ rõ